Chương 785, lôi kéo trưởng ban tổ chức cán bộ. Chủ tịch huyện Diệp, xe của anh nhìn thì cũ nát, nhưng ngồi lên lại thấy rất thoải mái, còn mạnh hơn so với chiếc Santana nhiều. Tôn Minh Ngọc ngồi trên chiếc Wrangler một vòng, trong ánh mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc, nói. Huyện Ma Xuyên tài chính khó khăn, cho nên cán bộ cấp cục phó bình thường chưa được cấp xe riêng, ngay cả Tôn Minh Ngọc trưởng ban tổ chức cán bộ quyền cao chức trọng cũng chưa cấp xe riêng. Khi nào cần dùng xe thì phải trực tiếp dùng xe của ban tuyên truyền. Ở huyện ngoại trừ thư ký chủ tịch huyện và phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng vì bất lý, trên cơ bản là chưa có xe chuyên dụng. Có cán bộ, giống như chiếc Santana nát của chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Vân Tiền cũng là bản thân tự kiếm, không phải do huyện cấp. Diệp Phàm biết trong lòng anh ta có chút nghi hoặc khó hiểu, cũng chẳng giải thích, chỉ cười nói. Chiếc xe của tôi không còn được. Chứ còn bên trong sau phải thay đổi hết, cho nên ngồi xuống cảm giác cũng không tệ. Diệp Phàm thoải mái cười nói, đột nhiên hỏi. Trưởng ban Tôn không được phân xe sao? Ha ha, không, tình hình huyện ta anh cũng biết một chút rồi, còn cấp xe gì chứ? Mỗi lần lên địa khu họp, ngồi mấy cái xe ông nội kia của huyện, đều phải xuất phát trước hai ngày đấy. Bằng không, cứ đúng giờ thả neo thì trên đường đi chỉ có nước ăn không khí, hơn nữa còn bị lỡ việc nữa. Nếu có thể thuận lợi đến được địa khu, các đồng chí huyện khác toàn đứng trước mặt tôi khoe khoang thôi. Hai, có cách gì? Giống như chủ tịch huyện Diệp kia, khi nào cũng có thể tự lái chiếc xe mới của mình đi thì tôi mới cảm thấy thỏa mãn được. Yêu cầu cũng chẳng cần cao đâu, một chiếc Santana mới bình thường là vui rồi, nhưng mà cũng chẳng có, ha ha ha. Tôn Minh Ngọc bật cười ha ha, nhỏ nhỏ cũng đánh cho chủ tịch huyện Tiểu Diệp một hồi gậy rồi. Kỳ thực tuổi anh ta cũng không lớn lắm, khoảng chừng 27-28 gì đó, nhưng người già dặn lắm rồi, nói chuyện cẩn thận lắm, anh muốn bới ra được cọng lông nào cũng khó. Đương nhiên, muốn dựa vào thân phận trưởng ban tổ chức cán bộ địa khu của Tôn Minh Ngọc muốn lên địa khu kiếm một chiếc xe chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng, chuyện này Tôn Quốc Đống có chủ trương của mình, ông không thích con trai làm chuyện đặc thù hóa, làm người phải khiêm tốn, mới có thể ổn định vững chắc trong chốn quan trường. Thăng chức từng bước được. Đạo lý cây cao đón gió lớn, người nổi bật dễ bị ghét, Tôn Quốc Đống lọc lõi lăn lộn trong chiến tuyến tổ chức cán bộ vài chục năm đương nhiên là phải hiểu rõ nhất rồi. Làm công tác tổ chức, không thể phách lối quá, bằng không, anh nắm quyền điều động bổ nhiệm cán bộ trong tay, bị người ta ghen ghét, người ta công kích cũng là chuyện bình thường. Mỗi lần bổ nhiệm, hầu hết các cán bộ đều không mò ra được mũ quan thăng cấp, trong lòng tự nhiên sẽ không cân bằng, sẽ sinh oán hận. Người ta không oán hận bí thư loại nhân vật số một kia, có đồng chí ngược lại đem mâu thuẫn nhắm vào trưởng ban tổ chức cán bộ người làm việc cụ thể, cho rằng người này đang dở âm mưu gì đó, ngầm chơi mình gì đó. Sẽ có thôi. Diệp Phàm trả lời ba chữ ngắn gọn. Ha ha, chủ tịch huyện Diệp sau khi từ xã Kháo Sơn Chuân Tử trở về vẫn còn có thể nói ra ba chữ này, tôi vô cùng khâm phục anh. Tôn Minh Ngọc đột nhiên thốt ra những lời này, làm người ta rất khó hiểu. Kháo Sơn Chuân Tử, lẽ nào có gì đặc biệt sao? Diệp Phàm giả bộ kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, chủ nhiệm Nông, cô rõ tình ở đó nhất, nói cho chủ tịch huyện Diệp biết đi. Tôn Minh Ngọc tiếp tục cười ha ha bảo Nông viện viện xông lên đầu tiên. Hai vị lãnh đạo, tôi báo cáo với hai vị một chút. Nông viện viện nói. Kháo Sơn Chuân Tử, xã đó là một trong những xã xa xôi nghèo khó nhất huyện Ma Xuyên chúng ta. Như chiếc xe này. Chắc hẳn phải lái suốt 4 tiếng không ngừng mới tới được. Không phải là do chỗ đó cách huyện trấn xa, chủ yếu là đường khó đi quá. Tốc độ cao nhất cũng chỉ khoảng 25 km/h. Chủ tịch huyện Diệp, anh cũng thấy rồi đấy, con đường này căn bản không phải đường quốc lộ xã, rộng chỉ khoảng 5 m, nếu gặp chiếc xe nào đi rối diện thì phải đợi đến ngõ cua thì mới nhường đường được. Mới lái được nửa tiếng thì toàn là leo núi, dân xã đó không nhiều, không tới 20.000 dân. Họ sống tương đối phân tán, một xã nhỏ 20.000 người lại có đến 20 cán bộ, mỗi thôn nhỏ là có 7-8 người rồi. Dân chúng một năm thu nhập bình quân không đến 200 tệ, trẻ em gần như thất học một nửa, ngay cả tiền học phí cũng không đóng nổi. Nghe nói là khoảng 2 phần dân trong thôn này ăn cơm độn lá khoai lang cho qua ngày, hoặc là cháo, cháo giống như nước gạo vậy. Cả xã dường như không có một nhà xưởng nào, cả quán cơm hình như cũng không có. Vì nghèo quá, đàn ông độc thân cũng rất nhiều. Toàn bộ con gái Kháo Sơn Chuân Tử chạy ra bên ngoài hết rồi,
ngoài con gái trong thôn thì nào có ai chịu gả đến cái chốn khốn cùng, nằm trong xó xỉnh thế này chứ. Cho nên, có nhiều đàn ông đều liều mạng kiếm tiền để mua các cô gái về. Mặc dù vậy, không có tiền vẫn là đa số. Nghe nói có hơn 1.000 đàn ông độc thân. Những người đàn ông độc thân chưa vợ này, thường phát sinh ẩu đả đổ máu, có khi chỉ vì tranh nhau một cô gái mà xảy ra chuyện giết người. Nông Viện Viện vừa nói tới đây, Diệp Phàm đã không kìm được hỏi. Nghiêm trọng vậy sao? Anh có thể hỏi trưởng phòng Ngô, anh ấy là người hiểu rõ nhất. Mỗi năm đều đau đầu vì những vụ việc ẩu đả phát sinh đổ máu của Kháo Sơn Chuân Tử. Mỗi năm không chết vài mạng người thì người ở cái xó xỉnh đó không chịu yên. Tôn Minh Ngọc thu lại vẻ tươi cười, nét mặt trầm lặng, thậm chí nghiêm túc, phảng phất sự đau lòng. Tôn Minh Ngọc liếc nhìn Diệp Phàm một cái, thở dài, nói. Chủ tịch huyện Diệp, gánh nặng đường xa. Cái này là một vấn đề, con người mà, nếu không có một nửa khác thuộc về mình tính tình chắc chắn sẽ nóng nảy, sinh chuyện là điều bình thường. Cảnh sát có bắt họ thì cũng chỉ phần ngọn, không chỉ được phần gốc. Căn nguyên của chuyện này là do một chữ nghèo, không có tiền cưới vợ, âm dương không hài hòa, không có khái niệm gia đình, tính tình tự nhiên cũng nóng nảy. Phải giải quyết triệt để tình trạng khốn khó hiện nay, đầu tiên là giúp cho nhân dân có cơm no áo ấm và có tiền cưới vợ mới được. Bằng không, con người ta khi đến mức thất vọng cùng vực rồi thì chuyện quái quỷ gì cũng làm ra được. Diệp Phàm nói xong lại hỏi. Tình hình thu nhập của xã hiện nay như thế nào? Thu nhập tài chính, thu ở đâu chứ? Trên những con đường nát kia chỉ có mấy cửa tiệm nhỏ trả ra gì, người ta còn không nuôi được mình thì thu nhập nỗi gì chứ? Cán bộ trong xã đi bức ép thu tiền của nông dân trong thôn, các loại thuế má gì đó. Nhân dân bản thân họ còn nghèo đến chẳng có cơm ăn thì lấy gì mà nộp cho anh chứ? Nghe nói cán bộ trong xã quan hệ với dân chúng xã rất kém, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, chẳng phải đều là vì tiền bạc hay sao? Trong xã không thu được gì, dân chúng không có tiền, anh bảo bọn họ phải làm sao? Kỳ thực hai bên chẳng ai sai cả, chỉ một chữ tiền mới nháo nhào cả lên. Nông Viện Viện báo rõ tình hình thực tế. Nhưng có một điểm tôi vẫn không hiểu. Tôi nhớ người dân huyện ta bình quân mỗi người có 3 mẫu ruộng nước mà, hơn nữa còn đất núi nữa, điều này so với các huyện khác coi như cũng tương đối rồi, sao lại đến nỗi ăn cơm độn lá khoai lang, lăn lộn nhờ cháo? Diệp Phàm hỏi, hắn muốn làm cho rõ vấn đề này, bằng không? Không thể giải quyết vấn đề cơm ăn cho nhân dân Ma Xuyên, thì những cái khác chỉ đều là nói suông thôi. Cơm ăn còn không đủ no thì nói chuyện phát triển kinh tế cái quái gì? Kháo Sơn Chuân Tử ruộng không ít, nhưng hiện nay giá gạo không đáng bao nhiêu tiền, không có tiền thì họ mua phân làm sao được, còn có nhiều nguyên nhân khác khiến cho sản lượng lúa nước không cao. Số lượng ruộng sản xuất thực tế trên 3 mẫu ruộng cũng chỉ khoảng 1 mẫu ruộng của một huyện phát triển. Thu được mấy ngàn cân thóc, trừ đi phân bón hóa chất thì chẳng còn lại được bao nhiêu. Hơn nữa, số lúa này phần lớn đều được đem đi bán hết. Nông Viện Viện nói, bán hết, không giữ lại để ăn sao? Diệp Phàm nghi ngờ hỏi. Ai chả muốn giữ lại, nhưng đời đâu như mong muốn. Ví dụ đơn giản đi, chẳng hạn nhà chúng ta giữ lại đủ số gạo ăn trong một năm rồi, nhưng gặp lúc người trong nhà ốm đau, đi học, mua quần áo, cưới xin, tặng qua biếu lại, xây mộ, những chuyện vặt vãnh này không phải dùng đến tiền sao? Hơn nữa, có tiền không tiêu không được, tổng cộng lại hết, người dân Kháo Sơn Chuân Tử chẳng có thu nhập phụ nào khác, đều dựa vào gánh kê bán lấy tiền. Dù sao chuyện gì gấp phải dùng trước, thế nên họ bán hết rồi, kết quả, cuối cùng cả miếng ăn cũng bán hết, đương nhiên đành ăn lá khoai lang với cháo thôi. Tôn Minh Ngọc lấy một ví dụ tương đối hình tượng, khiến lòng Diệp Phàm nặng trình trịch. Một là phải giải quyết vấn đề sản lượng lúa nước, hướng dẫn dân chúng gieo trồng, nhà nước chắc chắn sẽ ủng hộ, chẳng hạn cho vay tiền. Có thể kêu các đồng chí trạm kỹ thuật xã xuống thôn. Cái này cũng chỉ là chỉ phần ngọn chưa chỉ phần gốc. Chủ yếu là phải phát triển một ngành phụ thứ hai, cố gắng đẩy cao thu nhập cho người dân. Bằng không, chỉ dựa vào mấy gánh kê, cuối cùng thì bán cũng hết. Thứ hai là phải tìm cơ hội để xây nhà máy, gia tăng nghề, giải thoát dân chúng ra khỏi ruộng đất, vừa trồng ruộng, vừa có thể làm công nhân kiếm ít thu nhập khác cũng được. Diệp Phàm nói rõ cách nghĩ của mình. Nhưng Tôn Minh Ngọc không xem trọng những điều Diệp Phàm nói, lắc đầu, cho rằng đây chỉ là lý luận suông thôi. Những cách có thể nghĩ huyện đã nghĩ rồi, nhưng không làm được thôi. Nói. Lấy chuyện xây nhà máy, nói cho dễ đi. Xây nhà máy gì,
sản xuất cái gì? Dựa vào con đường nát của Ma Xuyên chúng ta thì có thương gia nào người ta chịu đầu tư? Không ai đầu tư thì sao ra nhà máy? Nhân dân địa phương cũng từng góp chút tiền làm cái nhà máy gia công đồ gỗ đơn giản gì đó, nhưng sản phẩm lại chẳng có chỗ bán đi, vẫn còn là một đống phế thải đó. Mượn chuyện xã Kim Đào của huyện ta mà nói đi, đào ở đó rất nhiều, nghe nói rừng đào mấy chục ngàn mẫu. Đến mùa thu hoạch, cả đồi núi nhuốm một màu đỏ vàng, thực sự khiến người ta kích động. Nhưng, thứ đào này, lại rất khó bảo quản, đợi anh vất vả mấy ngày trở từ trên núi xuống thì nó đã nát thành hồ đào mất rồi. Thứ này không thể làm cơm ăn, ở Ma Xuyên chúng ta thì rất rẻ, một cân bán được một hào, thậm chí có khi bán không hết, vài phân tiền một cân cũng bán. Sau khi thu hoạch xong anh xem, cả ngọn núi đều là đào mục nát và vẻ mặt bi thương, ngửa mặt lên trời thở dài của dân chúng. Hai. Khuôn mặt của Tôn Minh Ngọc càng nói càng nghiêm túc, dù nói chuyện phát triển kinh tế không phải là chuyện của trưởng ban tổ chức cán bộ như anh ta, nhưng ai làm cán bộ mà không muốn nơi mình công tác có thể giàu mạnh lên. Hơn nữa, cái này dù sao cũng gián tiếp ảnh hưởng đến công tác và chất lượng cuộc sống của mình. Huyện có tiền, ít nhất kinh phí hoạt động cấp cho ban tổ chức cán bộ cũng sẽ nhiều hơn một chút, bằng không, sẽ như hiện nay. Trưởng ban Tôn ngay cả một cái xe cũng không có. Trưởng ban Tôn nói có lý, dãy núi Thiên Sa được xưng là thiên tường, đã đến mức không đại tu là không được rồi. Bằng không thì, cái gì cũng thành nói suông thôi. Diệp Phàm nhíu mày, quay người hỏi Tôn Minh Ngọc. Trưởng ban Tôn, anh có thân với ai bên cục giao thông địa khu không? Có thì cũng có, nhưng không được quản việc gì cả. Một cục phó, hiện tại quyền lực toàn bộ do cục trưởng Ngô nắm, còn có một cục phó khác nắm quyền trong tay, những chức vụ khác căn bản chẳng làm được, có nói gì cũng như không. Hơn nữa Ma Xuyên chúng ta mà lên cục giao thông địa khu xin cấp tiền tiền ai cũng sợ hết, thấy Ma Xuyên chúng ta tới ai cũng né, giống như trên người chúng ta có ôn dịch vậy. Tôn Minh Ngọc hiện nét chua xót, lại có chút bất đắc dĩ. Hừ, lại còn giả bộ với tôi. Cha anh là trưởng ban tổ chức cán bộ địa khu Tôn, cục trưởng cục giao thông Ngô dám ngông nghênh chống lại cha anh sao? Không muốn giúp cũng không cần nói tào lao vậy đâu, nhưng, người này có gốc ở địa khu như vậy, cũng nên qua lại, sau này làm việc cũng tiện hơn. Người này không giống như đang giả bộ sầu lo, hình như cũng thật sự chút lo cho dân cho nước. Diệp Phàm trong lòng thầm oán đồng chí Tôn Minh Ngọc, ngoài miệng cười nói. Trưởng ban Tôn khiêm tốn đúng không? Tôi tin, dựa vào năng lực trưởng ban Tôn, ra mặt giúp đỡ Ma Xuyên kiếm về ít tiền không là vấn đề. Khó đó, nếu tôi là trưởng ban tổ chức cán bộ địa khu còn được, Ma Xuyên thì, đến địa khu người ta toàn dùng ánh mắt khác nhìn chúng ta thôi, còn chẳng bằng một trưởng phòng của phòng ban nào đó trên địa khu. Tôn Minh Ngọc cười ha hả, không bị mắc lừa. Trong lòng thằng nhãi này đang nghĩ thầm chủ tịch huyện Diệp không phải đang dùng cách khích tướng chứ, ông đây không mắc lừa đâu. Giúp anh kiếm tiền, thế thì ít nhất cũng phải kiếm được lý do gì chứ, có đáng cho tôi đi kiếm không? Xã hội này, cái gì cũng là lợi ích nối giao tình thôi. Không hạ chiêu sát thủ không được rồi, tên này, còn cố ý giả ngu với mình nữa, hôm nay nếu đã gặp rồi, thì không thể bỏ qua cơ hội nào. Vấn đề giao thông này, có thể kiếm nhiều được chút nào thì hay chút đó. Sức của một người không thể bằng sức mạnh của tập thể, trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ, tiện tay đưa một điếu đặc cung lên, cười nói. Trưởng ban Tôn với trưởng ban tổ chức cán bộ địa khu Tôn Quốc Đống không phải người một nhà sao? Cái đó, hai người đều họ Tôn, không phải là trùng hợp chứ? Thằng nhãi này vẻ mặt như người vô tội cười nói. Ha 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 ha, Tôn Minh Ngọc hơi ngạc nhiên, không thể ngờ Diệp Phàm lại nói trắng ra như vậy, bản thân không muốn để lộ mối quan hệ này. Hắn lại trực tiếp đưa chuyện này ra. Nhất thời đành phải cười gượng, Diệp Phàm cũng cười như không cười, hai người đương nhiên trong lòng đã rõ nhưng vẫn chưa nói thôi. Hích hích, nông viện viện ngồi trên chiếc ghế phụ đằng trước đột nhiên phát ra tiếng cười yêu kiều. Ắt hẳn là không nhịn được nên cười thành tiếng rồi. Chủ nhiệm nông cười gì vậy? Diệp Phàm cố ý hỏi, biết nông viện viện chắc chắn cũng biết quan hệ Tôn Quốc Đống và Tôn Minh Ngọc. Ắt hẳn cán bộ của Ma Xuyên đều biết. Chỉ có điều Tôn Minh Ngọc muốn tạm thời che giấu kẻ ngoại lai như hắn thôi. Không, không cười gì ạ. Nông viện viện vội ngậm chặt miệng lại. Phụ nữ các cô, thích nhất là phát bệnh thần kinh nhẹ. Tôn Minh Ngọc nói đùa, đương nhiên là không muốn nông viện viện để lộ gốc gác của mình. Đương nhiên, Tôn Minh Ngọc cũng không phải muốn gạt Diệp Phàm,
chỉ là hiện nay chưa muốn lộ ra thôi. Do câu nói vừa nãy của Diệp Phàm, Tôn Minh Ngọc biết người ta đã biết rồi. Anh cũng đâu có lớn gì, còn nhỏ hơn anh tôi. Nông Viện Viện không phục nhỏ giọng than thở. Ha ha ha. Diệp Phàm cười phá lên. Trưởng ban Tôn người ta là thanh niên tuấn kiệt, cô nông không biết có phải là đã có chút động lòng không? Diệp Phàm tiếp tục đùa, đương nhiên là muốn quấy đục đầm nước, lộ ra càng nhiều chuyện thì càng có cơ hội xuống tay, nước càng đục chắc chắn cơ hội càng nhiều. Chủ tịch Huyện Diệp, anh nói gì vậy? Nông Viện Viện xấu hổ đỏ hết cả mặt, lén liếc nhìn hai vị lãnh đạo một cái, đột nhiên đánh bạo, nói. Trưởng ban Tôn sớm đã có người rồi, người tộc Choang, người ta còn là một nhà với tôi. Chẳng qua là, hi hi. Cô bé tộc Choang chắc là rất xinh đẹp nhỉ. Diệp Phàm thuận miệng cười phụ họa rồi nói. Chẳng qua cái gì, có chuyện gì cô nông cứ nói thẳng ra đi, giấu giếm mãi không tốt đâu. Trưởng ban Tôn sẽ mắng tôi đấy, tôi không dám nói đâu. Nông Viện Viện đột nhiên vênh mặt lên, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, dường như không hề sợ trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc chút nào, có vẻ hơi khó hiểu. Tôi sao dám mắng gì họ được? Tôn Minh Ngọc tức giận kéo dài giọng, còn trừng mắt nhìn Nông Viện Viện một cái. Gì họ, cô nông, là cô à? Sốt cuộc là như thế nào? Diệp Phàm giả bộ ngạc nhiên, lòng nghĩ, xem ra Tôn Minh Ngọc và bạn gái anh ta có chút phiền phức gì đó, nếu có thể xuống tay từ chuyện này có lẽ sẽ tranh thủ được người này. Trứng của ruồi bọ không chừa bất kỳ khe hở nào, lúc này ông đây chính là một chú ruồi bọ đáng ghét. Hai, dù sao chuyện đáng xấu hổ này ở huyện cũng có nhiều người biết, tôi cũng chẳng muốn giấu anh nữa chủ tịch Huyện Diệp. Bạn gái tôi là Nông Liên Liên, có họ hàng xa với Viện Viện thân phận cao, Liên Liên phải gọi cô ấy là gì họ. Liên Liên có một người anh trai tên Nông Các Đông, luôn muốn được làm phó chủ tịch thị trấn Sư Vương, nhưng một là chẳng có cửa vào, hai là tính cánh anh ấy rất sáng sủa, không biết nịnh nọt, cho nên, không tìm được ai giúp đỡ. Lãnh đạo bây giờ, ai mà thích người có tính cách như vậy? Cho nên chẳng có chút hy vọng, sau đó lại gặp chuyện phiền phức. Họ nghe được chút tình hình trong nhà tôi nên động lòng. Hôm Liên Liên nói với tôi, cha mẹ của cô ấy đưa ra thông điệp cuối cùng, trừ phi sắp xếp được anh trai cô Nông Các Đông đến thị trấn Sư Vương làm phó chủ tịch thị trấn, bằng không chuyện của hai chúng tôi không cần phải bàn đến nữa. Tôi cũng có đến nhà cô ấy một chuyến, nhưng lại chẳng được gì. Liên Liên một lòng theo tôi, nhưng lại không muốn làm náo loạn với người nhà mình, điều này làm lòng cô ấy rất đau khổ, cứ khóc mãi, nhìn rất phiền lòng. Tôn Minh Ngọc chua xót lắc đầu. Ha ha, trưởng ban Tôn, nhờ cha anh ở địa khu không phải là cái gì cũng được giải quyết rồi sao, một chức phó chủ tịch thị trấn, sao có thể làm khó trưởng ban Tôn được. Diệp Phàm cố ý giả ngu, biết rõ thị trấn Sư Vương thuộc huyện Giang Tân, không hề thuộc chung một tỉnh, nó thuộc quản lý của tỉnh Giang Đô. Dù là tai to mặt lớn ở địa khu Đức Bình nhưng cũng không thể nào quản lý chuyện của tỉnh Giang Đô. Mặc dù Tôn Quốc Đống là trưởng ban tổ chức cán bộ địa khu Đức Bình, nhưng trong con mắt cán bộ huyện Giang Tân, thì chẳng là cái quái gì. Cái này là huyện quan không bằng hiện quản, không có quan hệ lợi ích trực tiếp, cấp bậc có cao thì cũng chẳng được bao nhiêu tác dụng. Bởi vì, anh chẳng thể quyết định được mũ quan của họ. Chủ tịch Huyện Diệp, thị trấn Sư Vương kia là địa bàn huyện Giang Tân, không cùng một tỉnh. Cha tôi, nào có bản lĩnh đến quản đến tỉnh Giang Đô. Ông ấy dù sao cũng chẳng phải quan lớn ở Trung ương. Tôn Minh Ngọc quả nhiên trúng kế, trong lúc nôn nóng, đã để lộ chuyện cha mình ra. Có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Nông Viện Viện cười nói. Huống chi cha tôi đã đến nhà họ Nông, nhưng cũng chẳng được gì. Mẹ Liên Liên đã quyết tâm, nói là nếu Liên Liên dám cùng tôi bỏ trốn thì bà ấy sẽ nhảy xuống sông tự vẫn. Anh xem, chuyện này, đúng là khó chịu. Tôn Minh Ngọc không kìm được. Ngay cả những câu thô tục cũng nói ra. Ánh mắt nhìn Nông Viện Viện do xét có chút phẫn nộ, vội vàng cười nói thêm. Ha ha, gì họ Viện Viện, nói sai rồi. Hứ, khi nào có cơ hội tôi sẽ nói với Liên Liên, anh nói xấu chị dâu họ của tôi, hi hi hi. Nông Viện Viện dường như đã tìm được cơ hội, nghiêng nghiêng đầu, cười như một yêu linh. Thật là phiền toái, Liên Liên muốn theo anh, nhưng mẹ cô ấy lại như thế. Không ngờ còn muốn nhảy xuống sông tự vận, lẽ nào thực sự không có cách gì nữa sao, hay là nói chuyện với huyện Giang Tân một chút, không phải chỉ là một phó chủ tịch thị trấn hay sao, sao có thể làm khó mọi người. Diệp Phàm cố ý nhíu mày,
trong lòng bắt đầu tính toán. Chương 786, kiếm tiền của thằng quỷ nhỏ. Hình như nhớ là chú của Tề Thiên Tề Phóng Hùng là chủ tịch tỉnh Giang Đô, hiện nay chẳng biết có còn tại chức hay không, nếu còn đang tại chức thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu có thể nhờ chuyện này mà được trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Tôn Minh Ngọc cảm kích, thế thì sau này ở hội nghị thường vụ sẽ có thêm được một phiếu rồi. Lái xe Lý, đợi cút nữa tìm chỗ gọi điện thoại ngừng lại một chút, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Diệp Phàm nói với lái xe. Chủ tịch huyện Diệp, phía trước cách đây không xa nữa là đến xã Đồng Kiều, đến ủy ban nhân dân xã đó gọi cũng được, tín hiệu điện thoại trong khe núi này của chúng ta kém lắm, căn bản là một thứ trang trí thôi. Tài xế Lý gật đầu đáp. Không cần đến ủy ban nhân dân xã đâu, lần này chúng ta không thông báo cho các xã trấn bên dưới, tôi muốn tự do đi dạo một chút, để quá nhiều người biết không tốt. Hơn nữa, cũng không thấy được mặt chân thực nhất. Làm mấy chuyện giả dối ra cho xem thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Phàm thận trọng giải thích. Tôi hiểu rồi. Lái xe Lý gật đầu. Lái xe Lý cũng không tệ, có điều là chỉ có tai thôi, trên đường đi đều không nói một lời nào. Đối với lãnh đạo mà nói, miệng của lái xe và tài xế là quan trọng nhất. Hai người này trên căn bản là người thân cận nhất của lãnh đạo. Lãnh đạo muốn làm chuyện riêng tư gì, lái xe còn quan trọng hơn thư ký nhiều. Không còn cách nào khác, vì chuyện này, cha tôi cũng đích thân đến Giang Tân một chuyến, chẳng ai thèm để ý, nói cho dễ nghe, chúng ta đều là huyện lân cận, bán anh em xa mua láng giềng gần gì đó, đều chỉ là cái rắm. Trong chớp mắt, người ta không quen anh rồi, chỉ trách Đức Bình chúng ta nghèo quá, nếu có tiền thì chỉ cần vài trăm ngàn đập ra đưa cho họ, xem thử họ có còn vinh mặt gì lên nữa không. Tôn Minh Ngọc tức giận, hiện rồi, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Ừ. Diệp Phàm trả lời, chưa đưa ra dự định của mình. Đợi liên hệ với Tề Thiên trước rồi hãy nói. Cái thứ này, chỉ khi nào nắm chắc chắn trong tay rồi thì mới nói được. Không lâu sau đã đến bưu điện xã Đông Kiều rồi, Diệp Phàm đi gọi điện, may là có thể gọi đến Hong Kong. Tề Thiên, nghe nói gần đây cậu lăn lộn cũng không tệ à? Diệp Phàm nói đùa. Hong Kong này cũng được, mẹ kiếp, đúng là ngợp trong vàng son. Có tiền đúng là ông nội. Không tiền thì chỉ đáng là ăn mày. Tuy nhiên, chuyện Hong Kong gần đây cũng có khá nhiều, phải thêm vài tháng nữa mới về được, Trung ương vẫn đang ở đây liên hệ kết nối. Tổ công tác được phái đến khá nhiều, bọn em bên này bận đến nỗi mông cũng sắp gãy rồi đây này, mệt quá. Tề Thiên vui vẻ kêu lên. Chú em, vượt qua được thì sẽ là một cơ hội lớn, chắc hẳn là gặp không ít nhân vật lớn đúng không? Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy. Mấy ngày nay cũng có vài quan lớn cấp trung ương đến, bên trên có giao phó yêu cầu tụi em phải phân bố nhau ở Hong Kong, nhất định phải bảo vệ an toàn thật tốt cho những người này. Em đây trong khoảng thời gian này phải làm vệ sĩ, thực ra là một người hầu, giống như mấy tên giang hồ đi theo các đại ca xã hội đen trong phim vậy đó. Tề Thiên Luyên Thuyên nói những lời thô tục, nhưng là vui vẻ mắng, trong lòng thực sự rất đắc ý. Chỉ bằng bảo Trương Cường rút vài người của báo săn về, để đảm bảo an toàn. Hơn nữa các cậu cũng rảnh hơn một chút, thế nào? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Không thể nào, báo săn có chuyện của báo săn, anh Trương cũng bận lắm, nếu muốn đem vài người bên này về, may mắn thì được về, bằng không, lại không bận chết em à. Tề Thiên hét lớn lên. Được rồi, cậu, vặn, nhỏ cái âm lượng xuống chút đi, lỗ tai tôi sắp rách tả tơi rồi đây này. Bác cậu vẫn còn làm ở tỉnh Giang Đô chứ? Diệp Phàm hỏi. Tung ra chủ đề chính. Đúng vậy, sao thế? Tề Thiên sửng sốt hỏi. Ha ha, đại ca cậu đang gặp khó khăn, bị người ta đẩy tới xó xỉnh huyện Ma Xuyên, Đức Bình nghèo khốn, thảm lắm. Diệp Phàm cố ý than khổ. Khốn cùng, không phải chứ đại ca, anh đừng có lừa em, địa phương đó nghèo thì nghèo thật, nhưng chắc chắn anh được thăng quan đúng không nào? Hắc hắc, Tề Thiên không ngốc, không mắc mưu, một câu đã vạch trần được Diệp Phàm rồi. Một chủ tịch huyện nghèo. Diệp Phàm tức giận hừ giọng nói. Chủ tịch huyện, trời ơi, ông anh mới bao nhiêu, năm nay ắt mới tròn 20 thôi, thiên tài. Tề Thiên không ngừng thở dài, ngữ khí của tên nhãi này không ngờ lại có chút chua xót. Không nói chuyện này nữa, tôi có chuyện muốn nhờ cậu làm này. Diệp Phàm nói. Được, chỉ cần em làm được. Tề Thiên nói rất rõ ràng. Huyện Giang Tân tỉnh Giang Đô có hai thị trấn. Một là thị trấn Sư Vương,
một là thị trấn Lang Hoàng đều là huyện sát cạnh huyện Ma Xuyên chúng tôi. Tôi có một người bạn gái. Diệp Phàm đem chuyện Tôn Minh Ngọc kể đơn giản lại, không giấu giếm gì Tề Thiên. Chuyện nhỏ, khi nào anh cần em sẽ về dạo một vòng Giang Tân. Chỉ cần lộ chút bóng của bác em ra ý à, chuyện này chỉ là bữa ăn sáng. Tề Thiên cười khan, không coi trọng chuyện này. Cảm ơn người anh em. Diệp Phàm thuận miệng cảm ơn. Chẳng cần cảm ơn, cho em mấy cái viên kia là được rồi, ha ha ha. Tề Thiên lại cười khan. Lại nữa, không có. Xui xẻo. Diệp Phàm tức giận mắng. Sao nữa rồi đại ca, ai lại chọc giận anh rồi? Tề Thiên cảm thấy hơi khó hiểu. Nguyên liệu luyện thuốc kia bị một con trăm 300 năm nuốt mất rồi. Ông đây đi hái thuốc suýt chút nữa lại bị rơi vào bụng chăn, xui xẻo. Diệp Phàm thở dài. Gì, con chăn 300 tuổi á, lợi hại, còn có cả loại này à? Thế, đại ca, ha ha. Tên nhãi này lại lớn tiếng cười, chắc chắn không có ý tốt. Sao, có phải muốn nếm thử một miếng thịt chăn không? Diệp Phàm chỉ cần đoán một chút đã ra, tất thảy những người luyện công, ai lại không thích cái thứ này? Đây là loại đại bổ thiên nhiên cực phẩm, còn tốt hơn nhiều sâm lộc nhung hưu đông trùng hạ thảo kia. Vì thịt chăn có thể tiêu hóa được, càng dễ dàng hấp thu. Đại ca biết rõ ý em quá rồi, không hổ danh là đại ca, em phục anh quá. Tề Thiên vỗ mông ngựa. Không còn nhiều nữa đâu, bị đoàn trưởng Thiết, đám Trương Cường ăn hết một phần lớn rồi, giờ chỉ còn một chút, anh đây tự giữ cho mình. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. À, anh cũng phải cho em một miếng nhỏ chứ, không cần nhiều lắm đâu, khoảng một mét là được rồi. Tề Thiên kêu lớn, gấp gáp. Một mét, cái này mà cậu cũng dám nói ra à, nhìn nhất chỉ cho cậu một bàn tay, muốn nhiều hơn nữa cũng không có đâu. Diệp Phàm tức giận mắng. Được rồi, một bàn tay thì một bàn tay, keo kiệt. Tề Thiên nhỏ giọng nói thầm. Keo kiệt, cậu em, cái thứ này chắc chắn là hàng tốt, trong thịt không chỉ chứa mấy thứ dược liệu, mà con chăn này còn nuốt mấy cây thái tuế trăm ngàn năm đó. Một đốt ngón tay thịt chăn nấu canh cũng đủ cho cậu thể hiện hoành tráng rồi, một đêm với hai cô em chắc chắn súng vàng cũng không ngã đâu. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Thế thì được. Khi nào anh cần em sẽ về một chuyến, tuy nhiên phải nắm chắc thời gian, bên này bận lắm. Thịt chăn kia, anh nhớ phải giữ lại cho em đó. Kỳ thực đại ca, em đã đưa viên xuân cung hoàn của anh cho một tiểu phú ông Nhật Bản, tên đó bị liệt dương cấp độ thấp. Dùng thử xong cứ bám giết lấy đòi em cho, nhưng em chẳng có hàng. Xem ra thì huyện Ma Xuyên các anh cũng không giàu nhỉ, hắc hắc. Tề Thiên đưa ra ý đồ đen tối. Cậu nói dùng viên thuốc đó dụ tên quỷ Nhật Bản đầu tư, bỏ chút máu à? Diệp Phàm vừa nghe, cảm thấy hứng thú, đang lo không kiếm được tiền nên có chuyện tốt đương nhiên không thể buông tha rồi. Đầu tư, cái này thì phải xem vào điều kiện Ma Xuyên các anh. Mấy người làm ăn này tinh lắm, nếu nói họ bỏ tiền ra mua thuốc chắc chắn họ bỏ, chứ còn đầu tư, phải xem anh có nói được họ không đã. Chuyện này, một ngựa về một ngựa, khó nói lắm. Tề Thiên thành thật nói. Khi nào được tôi báo cậu, còn cái vấn đề cậu nói với tôi, thịt chăn kia còn tốt hơn cả thuốc, thuần thiên nhiên, được nấu với dược liệu, chắc chắn sẽ kêu thích mà. Diệp Phàm cười lớn gác máy, trong lòng đang suy nghĩ, nếu mà túm được mấy hạng mục để đưa cho khách hàng Nhật Bản lựa chọn mới được. Nhưng, nếu tên quỷ Nhật Bản kia thực sự đến đây, đầu tiên là phải để cho y bỏ chút máu chút tài chính mới được. Sau khi quyết định hắn ra khỏi bưu điện, mọi người tiếp tục lên đường. Khoảng 3 giờ rưỡi, cả quãng đường nói chuyện linh tinh, mông ngồi nên nỗi mỏi hết cả lên rồi mới đến được xã Kháo Sơn Chuân Tử. Cái xã này đúng là xứng danh xã rác rưởi, địa bàn ủy ban nhân dân xã chỉ là một nơi trống trải. Nếu có tiền khai thác thì làm một hình mẫu trấn huyện cũng được, đáng tiếc là ở đây trên mảnh đất thoai thoải dốc này toàn bộ chỉ có lầu gỗ tường đất, thậm chí trong đó có không ít lầu trúc. Tùy tiện đắp lên chút hồ. Ắt là mùa đông gió thổi vào là lạnh thấu xương. Trên đường đi, không nhìn thấy được mấy tòa nhà gạch. Nếu ngẫu nhiên có mấy tòa nhà gạch hiện ra thì tương đối lóa mắt, giống như hạc lạc giữa bầy gà vậy. Không thể tưởng tượng được, ở những nơi khác lầu đất, gỗ người ta giống như hạc giữa bầy gà, còn ở huyện Ma Xuyên chúng ta hình như ai cũng vậy. Chỉ có nhà gạch mới là vậy hiếm hoi thôi. Diệp Phàm thở dài khuôn mặt ngưng trọng. Dừng xe, chúng ta xuống dạo một chút. Mấy người xuống xe, đi đến chỗ ủy ban nhân dân xã.
Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ. Ai lại đánh con nữa rồi? Tôn Minh Ngọc nói, mấy người đi vài bước, phát hiện một phụ nữ mặc áo vải xanh, đầu rối như tổ quạ đang cầm cái chổi đánh cậu con trai quần đã tụt xuống, cái chổi thô to cứ thế quất lên người cậu con trai, trên mông lập tức xuất hiện mấy vệt hồng đáng sợ. Xem mày có còn ồn ào nữa không, học cái gì, học mấy cái thứ đó thì có cơm mà ăn không, học cái chừng ấy. Người phụ nữ vừa đánh vừa mắng chửi thô tục. Con muốn đi học, con muốn đến trường. Đứa trẻ vẫn ngang bướng hét lên, cách đó không xa là mấy cuốn ngữ văn nhăn nhúm, bẩn thỉu. Dừng tay, sao lại đánh cậu bé? Diệp Phàm chụp cái chổi trong tay người phụ nữ lại. Quản cái rắm, tôi đánh con tôi, anh quản cái gì? Từ miệng người phụ nữ phun ra những câu thô tục có thể làm nghẹn chết đám đại lão ra, rồi rút tay ra, còn muốn đánh tiếp. Anh ấy là... Nông Viện Viện vừa định nói rõ thân phận Diệp Phàm thì Diệp Phàm can lại, nói. Cậu bé muốn đi học, có gì là sai? Cô là người lớn chẳng những cấm cản, lại còn hung hăng. Cái này nếu theo pháp luật là mắc tội ngược đãi trẻ con, ngăn cấm trẻ con đi học, phải bị tạm giam đó. Luật giáo dục phổ cập, hiểu không? Bà chị, Tôn Minh Ngọc cũng nói thêm một câu, nhíu mày. Luật pháp cái rắm, không có cơm ăn, học cái gì mà học. Tiền học phí một học kỳ cũng phải gần 200, nhà có nuôi một con heo mà không đủ tiền học phí, lấy cái khỉ gì mà học. Người phụ nữ hung hăng, căn bản không thèm để Diệp Phàm và Tôn Minh Ngọc vào mắt. Chị à, đứa trẻ tự muốn đi học, cậu bé rất thông minh. Chị làm thế không thấy tiếc sao, không chừng sau này cậu đỗ đại học đấy. Lẽ nào chị nhẫn tâm để cậu bé thất học à? Nông Viện Viện vội khuyên nhủ. Em gái ơi, không phải là tôi không muốn cho nó đi học, con tôi nó thông minh, thầy cô nói nó có thể học lên đại học. Năm nào cũng đứng đầu lớp, đáng tiếc là có ích gì chứ? Tôi không có tiền, học phí không đóng được, trước kia mỗi năm trường đều miễn 30-40 tiền học phí, năm nay hiệu trưởng nói trường sắp sập rồi, phải gom tiền xây trường mới, trên lại chẳng cấp tiền xuống. Xã cũng mặc kệ, hiện tại trường còn thiếu khoản rắm gì đó, cho nên năm nay không miễn giảm học phí nữa, tim người làm mẹ như tôi cũng là thịt, lẽ nào không muốn cho nó đi học. Đứa con của tôi có khiếu học hành, năm nay học lớp 3 rồi, không có tiền học tự nó lên rừng đào măng đi bán, rồi mua lại sách cấp 3 cũ của bạn học năm trước về học, trong nhà chẳng còn cách nào. Ba nó thì bệnh nằm trên giường, tôi là đàn bà, giờ đến ăn còn không có mà ăn, sao mà đi học đây, tôi vô dụng. Người phụ nữ nói đến chuyện thương tâm, ngồi bệch xuống đất mà khóc. Vừa hết sức đấm vào ngực mình. Cậu bé cầm đi, chú đưa con đi học, chúng ra đến trường nào. Trong lòng Diệp Phàm chua xót, nhặt sách giáo khoa vỗ hết bụi bên trên, nhét vào tay đưa trẻ rồi dắt cậu đi. Chú, con không học nữa, nhà con không có tiền. Cậu bé lai nước mắt, lắc đầu. Chú cho con học phí, đi. Diệp Phàm trong lòng chua xót. Thật không ạ? Hai mắt của đứa trẻ đột nhiên mở to, dường như không thể tin được, nói. Không cần, con không học nữa. Không lừa con đâu, trong cặp con có sách đó. Chỉ với một điều kiện là con phải đứng top 5 người đứng đầu lớp, có làm được không? Diệp Phàm hiền hòa nói. Được à? Cậu bé mắt lóe lên một tia hung dữ. Đúng lúc này, đột nhiên có mười mấy đứa trẻ chạy đến, lớn nhỏ đều có, trên cơ bản đứa nào cũng bẩn. Chạy về phía Diệp Phàm, ta trái có ba đứa trẻ chụp lấy, tay phải cũng có một đứa, ngay cả ống quần cũng có vài đứa lôi kéo, cả đám kêu to. Chú, chúng cháu cũng muốn đi học, chú cho chúng cháu học phí được không ạ? Đừng làm ồn, mau buông ra. Nông Viện Viện và Tôn Minh Ngọc trợn tròn mắt, vội đến giải nguy cho Diệp Phàm. Nhưng xem ra tình hình tương đối khó. Những đứa trẻ này, bọn họ không dám mạnh tay, không dám làm bị thương chúng. Diệp Phàm trong chốc lát cũng đau đầu, không thể ngờ một đứa trẻ lại kéo theo một đám trẻ. Lúc này lái xe Lý đằng sau nhìn thấy, nhấn kèn xông lên, đám trẻ nghe thấy tiếng kèn, sợ quá tản hết ra. Chủ tịch huyện Diệp, nhanh lên xe. Lái xe Lý lo lắng hô lên rồi vội mở cửa xe. Không sao đâu lái xe Lý, tôi giải quyết chuyện phiền phức này rồi lên liền. Diệp Phàm quay đầu cưới, tự nhiên không xem đám trẻ này là gì. Một cao thủ quốc thuật thất đẳng, ngay cả chuyện này còn không đoán ra thì lăn lộn cái quái gì. Nhưng, nghe thấy tiếng ầm ĩ của đám trẻ, một số cha mẹ không biết có chuyện gì, nghĩ là con mình bị bắt nạt gì đó,
toàn bộ đều cầm chổi, cày, cuốc xông đến. Dám đánh con tao, tao đập chết mày. Một người mặt vàng vọt, cao to có vẻ đang mắc bệnh cầm cuốc siêu vẹo xông lên, nhắm về phía Diệp Phàm. Chương 787, chủ tịch huyện Diệp bị vây ẩu rồi. Bà con dừng tay, anh ấy là chủ tịch huyện Diệp đấy. Lúc này, nông viện viện thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng hét to. Chủ tịch huyện Diệp, ông đây là hoàng đế này. Mấy thanh niên trai tráng trêu đùa căn bản là không thèm nghe, toàn bộ đều xông lên. Tôn Minh Ngọc thấy tình hình không ổn, khuôn mặt bàn chải đen lại, bị đám người chen chúc đụng vào đẩy ra ngoài, không có ai thèm để ý đến anh ta. Anh ta vội xông lên bảo lái xe Lý. Nhanh đi gọi chính quyền xã đến đi. Lái xe Lý nghe theo, xe lập tức nhấn kèn chói tai rồi mãnh liệt xông ra. Chủ tịch huyện Diệp cẩn thận. Thấy người đàn ông bị bệnh to cao lực lưỡng giơ cái cuốc lên đập xuống đầu, nông viện viện tương đối dũng cảm, xông lên che cho Diệp Phàm, ắt là muốn che cho hắn. Tôn Minh Ngọc bị đám người chen chúc đá ra ngoài, nhưng, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng hét của anh ta, hiện trường quá hỗn loạn. Loảng xoảng. Sau một tiếng sắc nhọn, một tiếng hét lớn. Có gì mà lại thế này, dừng tay lại hết đi, phản rồi đúng không? Tự nhiên Diệp Phàm giống lên, thuận tay kéo nông viện viện che sau lưng. Tiện chân đá cái cuốc của người đàn ông bệnh xa mấy mét, lại tiến lên trước mấy bước, đưa tay túm lấy người đàn ông cao to, trước mặt Diệp Phàm ông ấy giống như cọng cỏ yếu ớt vậy, lập tức đã bị Diệp Phàm dùng một đầu gối khống chế trên mặt đất không thể động đậy. Có 7-8 người chạy đến nhìn thấy vậy hơi sửng sốt, giơ gậy lên nhưng lại tạm thời không dám đến gần. Người đàn ông đó, bình thường hung dữ quen rồi, mà, hình như tên thanh niên ăn mặc tương đối khí phái kia cũng không dễ chơi. Bình thường tên Chu Hồi chàng cao to lực lưỡng này một người có thể chọi 3 người bọn họ, dù nói mấy hôm trước mới bệnh dậy, nhưng không ngờ lại bị cậu thanh niên cực kỳ trẻ tuổi này một tay một chân lật ngã xuống đất như lợn chết. Ba, buông ba con ra. Lúc này, cậu bé khi nãy xông lên hét, lại nói với Chu Hồi chàng đang nằm dưới mặt đất. Ba, đây là người tốt, chú ấy nói sẽ cho con tiền đóng học phí, ba làm sai rồi. Nghe đứa bé nói gì chưa? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Không phải anh đánh tiểu đức con tôi à, còn bắt nạt vợ tôi nữa. Chu Hồi chàng liều mình xoay đầu lại, có chút khó hiểu, xem ra là mình đã hiểu lầm rồi. Chu Hồi chàng này, gì mà bắt nạt với không bắt nạt. Người ta là một người tốt. Thấy em đánh Tiểu Đức, cho nên có lòng tốt, bảo Tiểu Đức đi học, cậu ấy bỏ tiền học phí. Cái ông du côn này, còn không nhận lỗi với cậu ấy đi. Át hẳn người phụ nữ khi nãy là vợ Chu Hồi chàng bèn xông vào hô lớn, quay đầu lại nói với Diệp Phàm. Anh bạn, cậu cho con tôi học phí thật chứ? Có, hôm nay tất cả những đứa trẻ ở đây không có tiền đóng học phí, tôi đóng hết. Diệp Phàm hô lớn, buông tay lùi xuống. Để cho Chu Hồi chàng đứng lên, liếc mắt nhìn mọi người, hô. Bà con, tôi là Diệp Phàm vừa mới đến Ma Xuyên. Anh ấy là chủ tịch huyện Diệp mới đến, hôm nay đặc biệt đến đây để tìm hiểu tình hình xã ta. Lúc này Tôn Minh Ngọc bị mọi người chen chúc ở ngoài la lớn. Đúng vậy, tôi đưa anh ấy đến đây. Các vị hiểu lầm rồi, vừa nãy chủ tịch huyện Diệp có hảo tâm, muốn đóng học phí cho mấy đứa bé này, các người xem, một đám hung thần đòi đánh người. Đối đãi với người tốt như vậy có được không? Nông viện viện la lớn. Chủ tịch huyện Diệp, anh đúng là chủ tịch huyện Diệp, chúng tôi muốn phản ánh tình hình với anh. Lúc này, trong đám người có một dừng tay kêu lên. Dừng tay, bắt toàn bộ lại. Tiếng phanh chói tai cùng với tiếng xe kéo thình lình vang lên, từ trong chiếc Wrangler có mấy người tay cầm gậy sắt chạy ra, còn lấy ra từ chiếc xe kéo đằng sau 3 cái mũ cảnh sát nhân dân siêu vẹo. Nắm trong tay rồi bất ngờ hét lớn xông lên. Trên một chiếc xe kéo khác còn có 7-8 người, trai gái đều có, xem ra là cán bộ chính quyền xã, trong tay cầm lung tung thứ, gậy gộc có, chổi có, một ông lão giống như cán bộ thường trực xã trong tay còn cầm cả cái bô nước tiểu, toàn bộ đều giơ cao hét lên, khí thế khá dọa người. Lúc đó lái xe Lý dùng tốc độ nhanh nhất xông lên ủy ban xã. Vừa hay Bí Thư Ngưu và Chủ tịch xã Hồ đang bố trí họp chuẩn bị nghênh đón Chủ tịch huyện Diệp xuống tuần tra. Bởi vì hôm trước sau lời phát biểu nhậm chức Diệp Phàm có nói sẽ xuống xem. Nhưng vì không nói xuống xem thế nào, khi nào xuống, cho nên, trong lòng mọi người đều chẳng biết thế nào, đành phải chuẩn bị tiếp đón bất cứ lúc nào. Vừa nghe Chủ tịch huyện Diệp đã đến xã Kháo Sơn Chuân Tử,
và bị đám lưu manh của xã vây đánh, nguy hiểm lắm rồi. Chuyện này đúng là dọa bí thư Ngưu Thiên Tinh và chủ tịch xã Hồ Viên Lý, nghe nói đích thân bí thư địa ủy Trang đã chấm chủ tịch huyện Diệp, nếu mà xảy ra chuyện gì, ắt là cán bộ cả xã Kháo Sơn Chuân Tử được chôn cùng hắn luôn. Cho nên, căn bản là không còn suy xét gì nữa. Một đám người lập tức kêu lớn xông ra khỏi ủy ban xã, cũng chẳng kịp chuẩn bị gì, tiện tay có gì cầm nấy. Mà đồn trưởng đồn công an Mã Lâm cũng mang theo hai cấp dưới làm vệ sĩ, chuẩn bị nghênh đón chủ tịch huyện Diệp đại giá quang lâm. Vừa nghe bí thư hét chủ tịch huyện Diệp bị vây kích trên phố, hoảng đến nữa suýt chút nữa tim văng ra ngoài. Ba người chẳng nghĩ ngợi gì, chụp lấy chiếc xe duy nhất của đồn công an vừa kéo vừa lê thình thịch chạy đến đây. Còn ông lão phòng thường trực chịu trách nhiệm vườn cây của ủy ban, đang tưới rau thế nên mới chụp cái gáo phân làm vũ khí thuận tay vác đến đây. Vì nguy hiểm trước mắt, bí thư Ngưu trên xe chưa quên mất chưa dặn chủ nhiệm văn phòng đảng chính quyền Trần ở xa xa lập tức đến phòng công an huyện cầu cứu. Phải biết rằng chuyện dân xã Kháo Sơn Chuân Tử gây rối tương đối đáng sợ, chính quyền xã đã từng chống chọi với dân xã mấy lần, mỗi lần như vậy hai bên đều lưỡng bại câu thương. Cuối cùng phải nhờ công an huyện ra mặt giải quyết. Chuyện lần này quá lớn, liên quan đến chủ tịch huyện Diệp. Bí thư Ngưu sợ chỉ vài người không đủ giữ được thể diện. Cho nên cũng chuẩn bị đòn cuối, khẩn trương gọi điện cho công an huyện viện binh mới được. Trưởng phòng Ngô Đồng vừa nhận điện thoại, đã sợ đến mức luống cuống, lập tác rú lên. Phản rồi, chủ tịch huyện mà cũng dám động. Một tiếng hét, phòng cảnh sát mấy ngày nay luôn cảm kích vì chủ tịch huyện Diệp có thể kiếm được xe về cho họ. Vừa nghe nói đám dân cường đạo dưới xã vây kích đại ân nhân chủ tịch huyện Diệp này, làm sao chịu được, cả phòng công an huyện lập tức lái hai chiếc xe cảnh sát. Kèn cảnh báo sắc nhọn, sau đó còn có một hàng xe kéo, từng cảnh sát như sắp đại chiến, khí thế hùng hổ ghép đến xã Kháo Sơn Chuân Tử. Kỳ thực Ngô Đồng làm vậy cũng có mục đích, vì dân xã Kháo Sơn Chuân Tử kia quá lợi hại, đối mặt với cảnh sát phòng công an huyện, những đại lão gia đó cũng dám lớn họng cùng anh phân cao thấp. Trưởng phòng Ngô cũng từng rằng co với bọn họ mấy lần, dường như cũng chẳng được gì tốt. Nên, trưởng phòng Ngô muốn mượn gió đông chủ tịch huyện Diệp. Đùa nghịch đám thổ phỉ dân xã đó, chèn ép cái vẻ bệ vệ của họ một chút. Bằng không, trưởng phòng như anh ta còn là cái quái gì, đúng là uất ức. Không phải thế, thì anh ta cũng chẳng ra trận lớn thế làm gì, gần như là đã đem hết cả phòng công an ra trận, chỉ còn lại mấy người trực ban và tiếp điện thoại. Còi báo động oai phong quá. Ngay cả Ngô Đồng đều cảm thấy vô cùng lợi hại, trước kia làm gì có kèn cảnh báo cái dám gì. Chỉ có tiếng nổ thình thình của máy kéo kia thay thế còi cảnh báo. Trưởng phòng, còi cảnh báo lợi hại thật, anh xem trên đường, người ta nghe thấy liền giật mình, như chuột thấy mèo ấy, hắc hắc. Lái xe tiểu lưu không ngừng đắc ý, tiếng còi báo động căn bản là không hề dừng, chẳng quan tâm trên đường có ai không, cứ ngân vang trước, thể hiện oai phong đã rồi tính sau. Đó là đương nhiên rồi, không thấy đó là Mitsubishi à? Nghe nói là do đám quỷ Nhật sản xuất đấy. Chiếc xe này bằng tiền lương mấy đời của cậu đấy. Đồ tốt mà, ngồi cái thứ này đúng là thoải mái mông thật. Trưởng phòng Ngô Đồng còn không quên mắng người sản xuất xe hai câu. Đúng vậy, xe Nhật mà. Lái xe Lưu khen tặng. Nhật cái rắm, cái đám quỷ Nhật đó mà biết gì. Lưu manh. Ngô Đồng còn có chút tình yêu nước, trái mắng câu thô tục, phải chửi câu thô lỗ, hình như không mắng những câu ô uế thì không thoải mái. Chủ tịch huyện Diệp. Có thể đến trường tiểu học trung tâm xem thử không, nếu không phá bỏ thì e là không kịp. Lúc này, một người run rẩy, một ông lão cầm cây gậy ba tong hô lớn. Thấy ông đến, đám người lập tức mở đường. Bát công, đi chậm thôi, khéo ngã. Trong đám người có kẻ hô lên. Ông lão, vì sao? Có thể nói tôi biết không? Diệp Phàm thái độ tương đối hòa nhã, đưa tay nhẹ nhàng đỡ ông lão tên là Bát công. Nghiễm nhiên trở thành hình tượng cán bộ tốt quan tâm đến những khó khăn, đau khổ của dân chúng. Tự nhiên, thằng nhãi này đương nhiên là diễn trò rồi. Vì dân chúng bên đường tụ tập càng lúc càng rồng, còn đang cuồn cuộn gia tăng, giờ đã hơn ngàn người rồi. Lần này dù nói là đại náo ô long, nhưng cơn giận đột nhiên bùng phát của những người này chưa thể mất đi, thằng nhãi này trong lòng đã sớm tính toán. Sao không nhân cơ hội này để đánh vào lòng những người dân xã này, tạo trước cơ sở? Sau này muốn làm chuyện gì cũng dễ ăn nói. Mà vấn đề hình tượng của bản thân cũng tương đối mấu chốt. Ngôi trường trung tâm sắp sập rồi,
Tôi đi tìm hiệu trưởng Đỗ, ông ấy nói trường đang nghĩ cách để kiếm tiền. Tôi đi tìm bí thư Ngưu, chủ tịch xã Hồ, họ nói cũng rất khó, bày ra tình hình xã chúng tôi ở đây, nói là ngay cả lương cán bộ cũng chưa phát được, trong xã làm gì có tiền xây trường. Còn nói là sẽ lên huyện tìm lãnh đạo quản lý giáo dục gì đó, ai cũng lắc đầu. Làm sao bây giờ, đám trẻ phải làm sao, nếu để phát sinh ra chuyện gì thì đã muộn rồi sao? Kỳ thực bát công họ Lan, bình thường mọi người gọi ông là Lan bát công. Rất được già trẻ lớn bé phố này kính trọng. Bí thư Ngưu, chủ tịch xã Hồ, chuyện này là thật sao? Diệp Phàm quay đầu liếc nhìn hai nhân vật số 1, số 2 dò xét. Chuyện này là thật. Chúng tôi cũng đang nghĩ cách, vốn định đập tòa nhà nguy hiểm trước, nhưng đập rồi bọn trẻ lấy chỗ đâu mà đi học. Chúng tôi cũng bước đầu tính qua rồi, không có 1 triệu thì không làm được. Hai, chủ tịch huyện Diệp, hôm nay ngài đã đến đây, thì đi xem thử đi. Ngưu Thiên Tinh vào đầu, bộ dạng tương đối bất đắc dĩ. Mọi người nói đi, nên làm thế nào? Diệp Phàm xông vào đám người trên phố, hô lớn. Bảo nhà nước bỏ tiền xây. Hầu hết dân chúng đều hô lên như vậy. Chương 788, mượn gió đông. Các anh có nghĩ tới không? Đất nước lớn như vậy thì không thể cái gì cũng chiếu cố được. Con cháu các anh phải học hành, ngoài nhà nước ra, chẳng lẽ chúng ta không thể tự mình nghĩ cách được sao? Chẳng hạn như đóng góp sức lao động, chẳng hạn như mọi người đều tự lực một chút, không phải cái gì cũng đều trông cậy vào kế sách quốc gia được. Tình hình huyện Ma Xuyên chắc trong lòng mọi người cũng hiểu. Ở huyện cũng không có nhiều tiền, ngay cả cái cơ bản nhất là tiền lương cũng khó phát cho toàn bộ mọi người. Vậy nên chúng ta không thể đợi nữa. Ở huyện đương nhiên sẽ có một ít, ở địa phương một ít, phía bên kia nhất định chúng ta sẽ tìm kiếm. Nhưng các anh không thể có cách sao? Ngay dưới lầu là con cái các anh, nguy hiểm rình rập ngày đêm mà các anh ngồi chờ đợi nhà nước ra tay ư. Diệp Phàm nói năng rất hùng hổ, đầy khí phách. Nên chủ động ra tay. Đột nhiên Diệp Phàm nêu lên khẩu hiệu đó khiến cho mọi người đều hưởng ứng, ai nấy đều coi hắn là người nhiệt tình đứng lên vì lợi ích chung. Vậy thì tất cả mọi người theo tôi tới ngay trường học xem xét xem sao. Diệp Phàm vung tay ra hiệu cho bí thư Ngưu dẫn đường. Đoàn người chậm rãi tiến về phía trường tiểu học của làng. Trên đường đi họ cũng gặp nhiều người làng gia nhập thêm đội hình. Đương nhiên về phương diện này thì đại đa số đều thấy đông đúc náo nhiệt nên đi theo mà thôi. Không lâu sau họ tới trường học, hiệu trưởng Đỗ Kỳ Phong đã sớm ra đón. Trường học của làng là một khu nhà giữa làng, dường như chỉ được xây dựng từ gạch gỗ, cũng đã nghiêng ngả nhiều, có vẻ rất nguy hiểm. Có lẽ chỉ cần một trận gió to cũng có thể thổi nó đổ sụp xuống. Hiệu trưởng Đỗ, nhanh chóng giới thiệu tình hình trường học cho Chủ tịch Diệp biết đi. Bí thư Ngưu đứng một bên xoa cái bụng tròn xoe ra hiệu cho hiệu trưởng Đỗ nói. Chủ tịch Diệp. Trường học của làng là khu nhà có 16 phòng học, có tất cả 823 học sinh. Giáo viên thì tổng cộng có 53 người, trong đó có 10 người là nhân viên phục vụ, 5 giáo viên dạy thay. Trường học này là một dãy nhà một tầng, nghe nói được xây dựng khoảng 60 mấy năm rồi. Bây giờ đã trải qua tới 30 năm mưa gió nên cũng đã hư hỏng nhiều, không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã nhiều lần phản ánh tình hình với thôn, với lãnh đạo huyện. Hiệu trưởng Đỗ tất nhiên là nhanh chóng than khổ, bí thư huyện ủy là cha, chủ tịch huyện là mẹ. Mẹ tới đây còn không kêu khóc thì đợi tới lúc nào nữa chứ? Tôi muốn hỏi chuyện này, trường học của các ông có bao nhiêu học sinh bỏ học? Diệp Phàm chuyển sang đề tài khác. Chuyện này, hiệu trưởng Đỗ nhất thời không trả lời ngay được, ông ta thấy bí thư Ngưu chừng mắt ra hiệu trả lời nhanh khiến mồ hồ trên trán toát ra ướt đẫm. Ông ta biết rằng hôm nay vậy là xui xẻo rồi. Không ngờ lại bị mất mặt trước chủ tịch huyện Diệp và mấy ngàn dân trong xã. Có lẽ cái ghế hiệu trưởng của ông ta cũng đang lung lay giống như khu nhà của trường học trước gió vậy. Chủ tịch Diệp chính là gió tới thổi, người ta chỉ cần ngọn gió nhẹ thổi qua là đã đủ khiến mình khốn đốn rồi. Tuy nhiên ông ta vốn thông minh nên ánh mắt tìm ngay ra kế sách, nhanh chóng quay sang người giáo viên đeo kính đứng kế bên nói. Thầy Vương, thầy là giáo viên chủ nhiệm, về mặt quản lý học sinh thì thầy là người phụ trách. Thầy là người nắm chắc tình hình học sinh xã ta nhất. Vậy thầy nói cho Chủ tịch Diệp và Bí thư Ngưu tình hình học sinh bỏ học đi. Thưa Chủ tịch Diệp, có tới 100 học sinh ở đây không kham nổi học phí nên bỏ học. Nếu tính đến toàn bộ thì từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 có khoảng 300 học sinh bỏ học rồi.
trong đó có một bộ phận không nhỏ là các học sinh nữ, do cha mẹ có suy nghĩ trọng nam khinh nữ nên không cho đi học. Cũng có một bộ phận nhỏ những học sinh ham chơi không muốn học, nhưng về phương diện này thì đa số đều là do không có tiền nên bỏ học. Toàn bộ học sinh trong xã là khoảng 1.500. Nếu cứ tiếp tục theo chiều hướng đi xuống như vậy thì vài năm sau không thể đáp ứng được chính sách phổ cập giáo dục tiểu học của nhà nước. Điều đó gần như là chắc chắn rồi. Riêng mỗi việc bỏ học thôi cũng đã bác bỏ lại thành quả giáo dục của huyện chúng ta rồi. Phòng học cũng là một phần cứng rất quan trọng, nhưng nhà cửa như thế này cũng không thể dạy dỗ cho đàng hoàng được. Thầy giáo Vương nhớ rõ ràng mọi thông tin, ông ta đều nói ra cả. Dù sao có muốn giấu cũng không thể nào giấu được. Hơn nữa, giáo viên Vương vốn là người có tâm huyết với nghề dạy học, ông ta cũng tranh thủ sử dụng chính sách giáo dục quốc gia để kêu gọi kế sách. 300 đứa trẻ bỏ học, chiếm tới 1/5 tổng số. Hiệu trưởng Đỗ, bí thư Ngưu, rốt cục sao lại như thế này chứ? Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn 300 đứa nhỏ ở nhà chơi bời không học hành gì sao? Diệp Phàm không còn cười nữa mà khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Bí thư Ngưu trừng mắt nhìn hiệu trưởng Đỗ. Hiệu trưởng Đỗ đành phải mở lời. Chủ tịch Diệp à, chúng tôi cũng hết sức động viên, nhưng do họ không chịu nộp tiền học phí, chúng tôi không thể nào ngay cả tiền sách vở cũng phải lo cho bọn trẻ được. Hơn nữa, ngân sách nhà nước thì chỉ cho được mấy chục đồng tiền học phí, ngay cả mua phấn viết, mua thêm cái bản cũng không đủ. Đúng không vậy? Diệp Phàm không khỏi nhìn xuống cái bụng tròn xoe như quả bóng cao su của hiệu trưởng Đỗ rồi nói với giọng nghiêm khắc. Hắn hừ mấy tiếng, trong lòng thầm mắng. Đúng là chó Nhật, không biết hiệu trưởng Đỗ ăn hết bao nhiêu tiền học phí của bọn trẻ đáng thương rồi. Bây giờ ông đây đến nơi thì than nghèo kể khổ để chi tiền thêm cho lão ăn cho đầy bụng phải không? Đúng là không biết bao nhiêu cho đủ cái bụng tham. Đừng nghe ông ta nói bậy chủ tịch Diệp à, chúng tôi làm gì ra tiền. Năm ngoái bão lũ khiến cho toàn bộ mùa màng thất bát, chúng tôi mất trắng tất cả. Gặp bao nhiêu tai họa một lúc, không đủ tiền nộp học phí nên xin hiệu trưởng Đỗ cho thư thư lại một thời gian rồi nộp, hoặc có thể giảm cho một ít. Nhưng hiệu trưởng Đỗ một mực nói là khu nhà phòng học đang sắp sụp rồi, cần phải có tiền xây dựng lại, học phí đều như nhau, không ai được nợ cả. Mấy năm trước còn được nợ một ít, đến cuối kỳ thì nộp bổ sung thêm. Năm nay lại không được, hiệu trưởng Đỗ nói là trường không có tiền. Nhưng chúng tôi đều thấy ông ta mỗi ngày đến đều quán ăn uống tưng bừng. Có một lần tôi cũng vào đó uống rượu thì thấy thủ quỹ trường đến rút tiền trả. Tôi ngồi một bên nghe lén được. Nghe họ nói rằng một học kỳ trường học nợ của quán tận 40.000. Một thanh niên trai tráng từ trong đám người bước ra nói lớn. Đúng vậy, bọn họ đều ăn nợ, ăn xong thì ký nợ rồi đi. Trường học có khách, phải chiêu đãi thì chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng các ông dù sao cũng phải để cho con chúng tôi được đi học chứ. Huống chi phòng học của trường lại còn rách nát thế kia. Vậy mà nửa năm ông ta có thể ăn tới tận 40.000, 40.000 thì một năm là 80.000. 10 năm thì số tiền đó có thể xây dựng một khu nhà. Quần chúng nhân dân đồng thanh phụ hợp nói. Được rồi, việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ. Thật ra cũng có vài thứ không thể tránh được. Chẳng hạn như giáo viên dạy học thì phải trả lương, rồi giáo viên các xã khác đến giao lưu học tập. Còn có việc thỉnh thoảng lãnh đạo giáo dục cấp trên đến kiểm tra công tác, giao lưu học tập, vân vân. Dù sao cũng phải chiêu đãi người ta chứ. Bí thư Ngưu nhanh chóng ngắt lời. Muốn việc này qua nhanh. Việc ăn uống như thế này thì đơn vị nào là không có, cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Đất nước chúng ta thì rượu trên bàn là văn hóa đặc biệt, ngay cả ăn uống còn bị để ý thì ai còn muốn làm quan chứ. Bí thư Ngưu chỉ sợ người ta xét đến mọi việc, không cẩn thận lại nhòm ngó đến chính quyền xã thì thật phiền toái. Bởi vì chính quyền xã cũng nợ các quán ăn nhậu khá nhiều tiền. Bí thư Ngưu nói cũng có lý. Tuy nhiên, đối với việc chiêu đãi bình thường thì nên thế, không thể để cho khách đến nhà bị đói bụng phải không? Ha ha, giống như hôm nay tôi xuống đây. Đương nhiên là nhà nước không cho phép như vậy. Nếu như trường học thật sự một học kỳ ăn tiêu ở quán xá tận 4 vạn thì tôi nhất định sẽ phái người xuống điều tra làm rõ. Dù sao nhà trường cũng không giàu có gì, mà cho dù có giàu có thì cũng không thể nào tha hồ ăn uống như vậy. Chúng ta trở lại chuyện chính, phòng học bị xuống cấp, chắc chắn là phải xây dựng lại đúng không? Chủ tịch Diệp nói. Người dân hô lớn. Đúng vậy, chuyện này không thể đợi được nữa, tốt nhất là ngay ngày mai bắt đầu phá hủy khu nhà này đi.
nếu không thì đám trẻ của chúng tôi ngày ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm, chết khi nào chẳng biết. Được, mọi người có quyết tâm là tốt rồi, nhưng bà con cũng không thể ngồi chờ nhà nước chi tiền được. Tòa nhà này chắc là khoảng vài triệu, bà con có kế sách gì không? Diệp Phàm nhét cây gậy chỉ huy vào trong tay quần chúng. Hắn lại liếc mắt xem xét người cầm đầu đám người đó một cái. Ông lão này cũng là người khá nhanh nhạy, vội vàng tiếp lời, hô hào mọi người. Mọi người thấy thế nào? Vừa rồi Chủ tịch Diệp cũng có nói là huyện góp một ít, xã góp một ít, xin ở địa khu một ít, tất cả đều là con cháu chúng ta, phục vụ chúng học hành thì chúng ta cũng nên để tâm. Có thể giảm bớt một chút gánh nặng cho nhà nước, cũng là gánh nặng của mọi nhà được không? Tuy nhiên, xung quanh tạm thời đều im lặng. Vào lúc mọi người phải bỏ tiền ra thì ai cũng nhìn nhau xem chừng. Thế này nhé, tôi đi đầu vậy. Tôi có một chút thành tích trong công việc nên được thưởng chút tiền. Cá nhân tôi xin góp vào 2.000, bí thư Ngưu, phiền ông đi tìm cho tôi một cái rổ. Sau khi Diệp Phàm nói xong thì liếc mắt nhìn Tôn Minh Ngọc đứng bên cạnh một cái. Người này tất nhiên không phải là kẻ ngốc, hiểu ngay ý hắn, vội cười nói. Tôi ở ban tổ chức cán bộ huyện ủy, tên là Tôn Minh Ngọc. Cá nhân tôi xin được góp một tháng lương, thêm một khoản tiền nữa là 300 đồng. Tôn Minh Ngọc vừa dứt lời thì nông viện viện cũng lên tiếng. Tôi là nông viện viện ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Hai vị lãnh đạo đều đóng góp, tôi đương nhiên cũng vậy. Cá nhân tôi xin góp 100 đồng, do tiền lương tôi thấp, đây là nửa tháng lương của tôi. Lúc này bí thư Ngưu sử dụng nước cờ tự mình chạy đến phòng học, nhưng thực ra là tìm được một cái sọt rác. Ông ta vội vàng rửa sơ sơ cho sạch sẽ một chút rồi nhấc bổng trên tay chạy tới. Thấy Diệp Phàm tự bỏ 22.000 vào cái rổ, lão ta lập tức hô lên. Mọi người nhìn cho rõ nhé, đây là khoản tiền 2.000 chủ tịch Diệp quyên góp đầu tiên. Chắc mọi người đều thấy rõ. Cán bộ Ma Xuyên chúng tôi cũng không giàu có gì, khoản tiền 2.000 này là do chủ tịch Diệp lập thành tích lớn nên được cấp trên thưởng thường, có được cũng không hề dễ dàng gì. 2.000 tệ là khoản tiền lương của 9 người cán bộ công nhân viên chức ở xã chúng ta trong một tháng. Tất nhiên tôi làm bí thư đảng ủy xã thì tuyệt đối không thể hạ xuống. Không riêng gì chúng tôi không thể hạ xuống mà tất cả các cán bộ công nhân viên chức của xã cũng không thể hạ xuống. Có tiền góp tiền, có sức góp sức, góp 10 đồng cũng góp, góp 100 đồng cũng góp. Điểm mấu chốt ở đây là phải thể hiện quyết tâm ra ngoài. Cá nhân tôi góp nửa tháng lương, mọi người nhìn xem. Đây là 150 đồng. Ngưu Thiên Tinh chịu đựng nỗi đau xót đem ra một tờ tiền 100 đồng và một tờ 50 đồng bỏ vào rổ. Khi Diệp Phàm bỏ 2.000 đồng vào trong chiếc sọt, cả đám người vỗ tay rầm rầm hoan hô. Tiếng vỗ tay kéo dài như không dứt, cả đám người rất hưởng ứng. Ông lão phía sau cũng run rẩy lần tìm túi quần túi áo, rốt cục lấy ra một chiếc khăn tay nhào nát. Rốt cục sau khi mở mấy lớp khăn tay ra, ông lão nhặt nhạnh mấy đồng hào trong đó bỏ vào sọt. Chương 789, chuyện chấn động cả vùng quê. Đám đông bị bậc tiền bối đáng kính và Diệp Phàm cổ động như vậy nên một lúc sau, họ lần tay lục tiền trong túi quần mình. Dần dần, các cán bộ chính quyền xã và các giáo viên trong trường đi đầu, một cuộc quyên tiền bắt đầu được thực hiện. Đương nhiên, sau lưng cũng có mấy giọng nói không đồng tình vang lên. Một người nào đó thốt lên. Hừ. Làm lãnh đạo chỉ được cái tài lừa người lương thiện, người dân không hiểu biết mà thôi. Chủ tịch huyện Diệp góp 2.000, anh nói xem 2.000 đồng của ông ta lấy ở đâu ra. Không thể có chuyện ông ta bỏ tiền túi mình ra được, việc này tôi cũng không tin được. 2.000 đồng, cũng gần bằng một năm tiền lương rồi còn gì. Ở quê chúng ta, một cân khoai tây mới được một hào, một con gà mới được 15 đồng. 2.000 đồng có thể làm được bao nhiêu chuyện. Muốn có bao nhiêu đàn bà mà chẳng có. Tôi chắc rằng bên này ông ta đưa ra 2.000 đồng thì ngày mai ở huyện có ngay hóa đơn 2.000 đồng cho ông ta thanh toán. Bây giờ là người lãnh đạo thì việc quyên tiền tất cả đều là thể hiện, đó chẳng phải đều là ngân quỹ quốc gia được bọn họ dùng làm việc thiện đó sao? Một giọng nói khác nhỏ hơn có vẻ trêu chọc. Tuy nhiên, hôm nay hình như tạm thời có chuyện khác lạ đây, có lẽ đúng là quyên góp thật. Chủ tịch huyện Diệp thật đúng là không đơn giản. Những người dân nghèo đều tự động rút tiền túi theo anh ta. Phải biết rằng bình thường những người này ngay cả chút thịt cũng không chịu bỏ ra. Hôm nay, anh xem, có người đóng tận mấy trăm đồng. Cán bộ tép siêu như chúng ta thật thảm, không góp thì chắc chắn là không được,
vừa rồi bí thư Ngưu đã lên tiếng rồi đấy. Giọng nói lúc trước thốt lên có vẻ như khâm phục. Mấy trăm đồng là cái gì chứ, đó đều là danh dự uy tín của người dân xã ta. Người ta sau lưng buôn bán không biết lời nhiều hay ít. Đóng góp mấy trăm đồng còn không bằng tiền mấy bao thuốc, nhưng thật ra dân làng cũng không tệ lắm. Giống như Lý A Tứ ở trên phố ấy, tôi biết nhà anh ta nghèo lắm, vậy mà không ngờ vừa rồi đóng góp tận 50 đồng, thật đúng là vung tay. Tuy nhiên chúng ta quên mất một điểm là bí thư Ngưu nói, đóng góp 10 đồng cũng gọi là đóng góp 100 đồng cũng gọi là đóng, mấu chốt chính là có lòng thành. Chúng ta coi như là cũng có lòng rồi đúng không, ha ha. Giọng nói kia lại che miệng cười nói. Đó là những người dân ngốc nghếch thôi, phỏng chừng khi về nhà rồi tỉnh táo lại bị vợ mắng cho một trận, ha ha. Tuy nhiên thằng danh cậu đúng là thiếu lương tâm, 10 đồng mà cũng gọi là góp sao. Đúng là đồ con lợn. Giọng nói hồi nãy làm ra vẻ giáo huấn. Bí thư Ngưu nói 10 đồng cũng thể hiện được tâm ý rồi mà. Chúng ta một tháng lương chỉ được 200 đồng, 10 đồng cũng không ít mà, số đó có thể mua được cả 100 cân khoai tây đấy thôi. Đủ cho bà cụ ở nhà ăn được hơn nửa tháng ấy chứ. Giọng nói sau đó có vẻ hơi khó hiểu. Mua cái gì mà mua, cậu đúng là đồ ngốc, bí thư Ngưu đây cần lý giảng cho cậu câu nói đó. Cậu đúng là cái đồ đầu đất. Giọng nói lúc trước có vẻ bất mãn nói với giọng giáo huấn. Nói vậy là sao? Giọng nói kia lại vang lên với vẻ khiêm tốn. Tuy rằng bí thư Ngưu nói là 10 đồng, nhưng cậu xem, cán bộ ở quê mà dám góp 10 đồng sao? Chủ tịch huyện Diệp rút ra 2.000 đồng, trưởng ban Tôn 300 đồng, chủ nhiệm văn phòng nông nghiệp ủy ban nhân dân huyện Đào 150 đồng, bí thư Ngưu 150 đồng, chủ tịch xã Hồ cũng thế. Chúng ta cũng trong hàng ngũ đó, nếu không góp được 50 đồng thì cậu cứ ngồi đó mà chờ bí thư Ngưu, chủ tịch Hồ ra tay. Nếu để hai vị lãnh đạo đó để ý thì thằng danh cậu sẽ suốt đời bị ghẻ lạnh thôi. Giọng nói lúc trước lại ra vẻ đầy kinh nghiệm của người đi trước. Vậy làm sao bây giờ? Bí thư Ngưu thể hiện là nhờ vào quốc khố. Chúng ta thì phải thắt lưng buộc bụng bỏ ra tận 50 đồng ư. Chỗ tiền đó mua được bao nhiêu là khoai tây đủ cho bà mẹ già ở nhà chúng ta ăn được tận mấy tháng. Chuyện này sao phải làm thế? Chúng ta chỉ là con tôm con tép thôi, biết làm gì hơn. Giọng nói lúc trước hơi có vẻ kích động mắng nhỏ. Đây là nghệ thuật lãnh đạo, hiểu không thằng danh? Về sau phải học thêm anh cậu nhé. Hôm nay nếu có biểu hiện tốt sẽ được bí thư Ngưu và chủ tịch Hồ biết được còn có cậu là nhân vật số một ở cái làng này. Nếu thực sự làm cho trưởng ban Tôn để mắt tới thì thằng nhãi cậu sẽ có cơ hội phát tài đấy, ha ha. Khiến cho chủ tịch huyện Diệp để mắt đến không phải là lợi hại hơn. Hừ, đen có thể nói thành trắng, chết cũng có thể nói thành sống. Tuy nhiên, anh Trương à, anh nói xem, tôi cũng 200 đồng thì có lên được lạng nào trong mắt bí thư Ngưu không? Ôi tôi làm gì có hơn một tháng lương như vậy chứ? Người kia lại không ngừng kêu khổ. Đồ đầu đất, tuyệt đối không thể góp tận 200 được. Bí thư Ngưu mới đóng góp có 150 đồng, chủ tịch Hồ cũng vậy. Cậu đóng góp 200, vậy là có ý gì chứ? Người tên Trương mắng. Như vậy, trơ trội so với bọn họ. Mình đã đập cả một tháng lương mà vẫn bị bỏ xó. Thằng nhãi này nói nhỏ. Cuối cùng cũng biết à, vậy nên, cậu có thể góp hơn 100 đồng nhưng không được hơn 150 đồng, vậy góp 145 đồng đi. Như vậy vừa có vẻ là cậu có ý tốt, vừa giữ thể diện cho bí thư Ngưu và chủ tịch Hồ. Người tên Trương đắc ý nhắc nhở. Hai, không thể tưởng tượng được quyên tiền cũng có cách thức như vậy, không đắn đo còn phải lo xui xẻo. Không chừng đến bây giờ, thằng em này đã sống quá uổng phí rồi. Người kia không ngừng thở dài, nói với vẻ khâm phục. Trốn quan trường ư, đó là một ao nước rất sâu, thằng danh cậu chịu khó học hỏi kế sách đi. Người tên Trương hắng giọng cười nói, vẻ đắc ý không thôi. Tại văn phòng số 1 tòa nhà huyện ủy Ma Xuyên, cánh cửa bị đẩy ra một cách vội vã bởi một người nào đó. Một âm thanh quát vang lên khiến cho bí thư huyện ủy Chu Phú Đức đang cúi đầu xem văn kiện hoảng hốt ngẩng đầu lên. Tôi nói cho ông biết này ông Mã, ông đi nhẹ được không, cứ ồn ào như vậy, giống như bọn thanh niên không bằng ấy. Ông Chu, xảy ra chuyện lớn rồi. Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện Mã Vân Tiền không chờ được nữa, nói luôn. Chuyện gì? Chu Đức Phú trái lại không hề tỏ ra lo lắng, liếc nhìn Mã Vân Tiền một cái, chậm rãi cúi xuống đọc văn kiện,
nét ngạc nhiên trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Chủ tịch Diệp nghe nói bị mấy ngàn người dân vây đánh. Toàn thể cán bộ chính quyền xã và ba cảnh sát nhân dân đến giải vây. Tuy nhiên lại không làm được gì, bây giờ cũng không biết có ai chết không. Tôi vừa mới nhận được báo cáo của phòng ở huyện, nói là sếp Ngô dẫn toàn bộ cục cảnh sát đi rồi. Ông không nghe thấy tiếng hai chiếc xe cảnh sát kéo còi cảnh báo chói tai đó sao? Sau đó cả một đoàn xe 7-8 chiếc rầm rộ tiến quân, làm rung chuyển cả Ma Xuyên. Mã Vân Tiền đương nhiên ra sức khuếch đại tính nghiêm trọng của tình hình. Đã điều tra rõ nguyên nhân chưa? Chu Phú Đức hơi cau mày hỏi. Nghe nói Chủ tịch Diệp bắt nạt một cô gái xinh đẹp, phỏng chừng cô gái kia không chịu nổi nữa nên chống đối lại. Kết quả là Chủ tịch Diệp liền đánh cô ấy mấy cái. Cậu con trai của cô gái kia chạy đến lôi ra, sau đó chồng cô gái kia ở trên giường bệnh đứng lên lấy cái cuốc đập người, lại bị Chủ tịch Diệp đá ngã xuống đất. Sau đó thế cục càng không thể vãn hồi, mọi chuyện không thể khống chế được, người dân trong thôn qua xem, lập tức chạy tới, cầm trong tay cuốc, gạch, gỗ, đá, hò reo đòi đánh. Ôi, tôi lo lắng cho sự an nguy của đồng chí Diệp Phàm. Việc này mà xấu đi là nguy nữa, Bí thư Chu, xin lập tức báo cáo với địa khu. Thỉnh cầu lãnh đạo cấp trên điều động cảnh sát vũ trang can thiệp, nếu không thì hậu quả e rằng không chịu nổi. Vẻ mặt của Mã Vân Tiền hết sức nghiêm trọng, dường như là ông ta rất quan tâm đến sự an nguy của Chủ tịch Diệp vậy. Hừ, ông mà quan tâm đến chủ nhiệm Diệp mới lạ chứ. Phỏng chừng trong sự việc kia có 1/10 sự thật đã là không tồi. Trước công chúng, Chủ tịch Diệp có ham mê con gái đẹp cũng không dám ức hiếp một cô gái, nói gì một cô gái xinh đẹp nữa chứ. Cái làng kia thì làm gì có phụ nữ xinh đẹp, nghèo đến mức không có quần áo đẹp để mặc, toàn một lũ khố rách áo ôm. Đổi lại thì ông Mã khác hoàn toàn, áo quần đều là hàng tốt. Chu Phú Đức trong lòng cảm thấy buồn cười, liền liếc mắt nhìn Mã Vân Tiền một cái. Tuy nhiên, vẻ mặt của ông ta cũng có vẻ nghiêm trọng hẳn lên. Ông ta quay sang thư ký, nói. Tiểu Chu, lập tức gọi điện cho xã Ma Xuyên, bảo Bí thư Ngưu giải thích tình hình cho tôi. Giải thích cho rõ ràng, nhất định phải bảo vệ được sự an toàn của Chủ tịch Diệp. Nếu chủ nhiệm Diệp bị tổn hại gì thì tôi sẽ lấy mũ bọn họ. Chuyện gì cũng lơ là như vậy, phiền phức lắm. Còn nữa, nhanh chóng liên lạc với Ngô Đồng, bảo nhanh đưa quân xuống ổn định tình hình đi. Được rồi Bí thư Chu, bên phòng hành chính muốn nghe báo cáo tình hình. Nghe nói có vài ngàn người, đây là một sự kiện lớn có tính quần chúng. Bình thường mấy chục người gây rối đã là chuyện lớn rồi. Đây có tận mấy ngàn người thì đúng là sự việc rất nghiêm trọng. Tôi sợ là cho dù có điều tới cả trăm người thì cũng không xong việc được. Nếu chết nhiều người thì thật là phiền phức, nên báo cáo lên trên, về sau cho dù có phát sinh chuyện gì lớn thì cấp trên cũng sẽ xem xét xử lý. Nếu không, chúng ta không báo cáo, nghe nói Chủ tịch Diệp được Bí thư Trang để ý đến, có chuyện gì thì cũng rắc rối. Sự phẫn nộ của Bí thư Trang đổ xuống đầu chúng ta thì mệt lắm. Mã Vân Tiền hóa ra không biết làm cái gì cho an tâm, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc giao cả trách nhiệm cho phòng hành chính. Tự nhiên lại càng lớn chuyện, giống như phó mặc Chủ tịch Diệp như đem con bỏ chợ, chẳng khác nào xem hắn như một tảng đá trong hầm cầu thối. Đừng nóng vội, chờ một chút đã xem, ông ngồi xuống đây. Chu Phú Đức đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ xuống bàn, bảo Mã Vân Tiền ngồi xuống đừng đứng đó mà lắc lư như vậy. Ông ta thầm nghĩ, ông đúng là đồ tồi. Chỉ biết mang thêm phiền phức cho tôi thôi. Việc này báo cho phòng hành chính thì còn lâu nhé, tôi không tự mình tìm rước phiền toái vào thân đâu. Được rồi Bí thư Chu, tôi sẽ báo cáo với ông, nếu việc này. Mã Vân Tiền lại lấp lửng, ý của ông ta Chu Phú Đức sao lại không hiểu chứ? Đúng là đồ chó Nhật, thấy vậy liền chối bỏ trách nhiệm ngay. Ông báo cáo qua loa với tôi để nếu có phát sinh chuyện gì thì con chó Nhật là ông phủi toàn bộ trách nhiệm cho tôi chứ gì, tính toán hay lắm. Không thể tưởng tượng được cái đầu ngu như lợn của ông cũng thông minh như vậy, có phải gần đây mới uống được thứ nước thánh nào mở mang đầu óc hay không? Chu Phú Đức trong lòng thầm mắng, liếc mắt nhìn thân hình gầy nhom của Mã Vân Tiền một cái, ông ta cảm thấy người này sao càng ngày lại càng làm cho người ta cảm thấy chán ghét thế này chứ? Đường đường với tư cách là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, gặp chuyện gì hơi khó khăn một chút là không có một chút bình tĩnh nào cả. Dáng vẻ không hề giống với một lãnh đạo tai to mặt lớn của hệ thống công kiểm pháp. Ngay cả cái thân hình còm nhom kia, nên nông nỗi đó phỏng chừng là bị bao nhiêu con gái lẳng lơ lấy hết sinh khí rồi. Những năm gần đây,
nếu không xét đến cha ông của lão ta vốn có máu mặt, nếu không quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình thì ông ta đã sớm khiến cho lão vào đại lao ăn cơm lao chứ đâu còn được đứng đây mà lắc lư cái đầu như vậy. Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút, tay Chu Phú Đức đặt trên bàn phím máy điện thoại chần chừ mấy lần, thiếu chút nữa là đã bấm số rồi. Nói thật thì trong lòng ông ta cũng không yên, dù sao ông ta cũng biết đến sự hung hãn của nhân dân huyện Ma Xuyên, bởi vì chính ông ta là người ở đó. Những tính đó của người dân Ma Xuyên đều di truyền từ những tên thổ phỉ trước đây, trong số đó cũng sót lại nhiều người đã từng là thổ phỉ. Vậy nên trong tâm tính họ luôn sẵn máu hung hăng, nếu dám chế nhạo bọn họ thì nóng lên việc gì mà họ chẳng dám làm. Giết người phóng hỏa, bọn họ mặc kệ anh có là chủ tịch huyện hay không phải chủ tịch huyện, căn bản là họ không có quan niệm gì về chính phủ đất nước cả. Đương nhiên, bây giờ đất nước đã được xây dựng cũng nhiều năm rồi. Tính khí hung hãn của họ cũng bị mất đi không ít. Nhưng trong đó có một số người bản tính này vẫn còn, không thể không khiến cho Chu Phú Đức hoang mang không yên được. Trong khi ông ta đang quyết định xem có nên báo cáo tình hình với cấp trên hay không thì chuông điện thoại vang lên chói tai. Tôi là Lôi Minh Hoài, lập tức điều ngay cảnh sát vũ trang đến nơi xảy ra hỗn loạn. Nếu chủ tịch huyện Diệp có bị thương thì tôi sẽ hỏi tội ông, hừ. Phó bí thư địa ủy Ôi Minh Hoài giọng nói có vẻ hết sức giận dữ vang lên trong điện thoại, tựa như một tiếng sấm thiếu chút nữa nổ tung mông Chu Phú Đức. Bí thư Lôi, tôi đang chuẩn bị báo cáo. Tôi sẽ lập tức hạ lệnh. Chu Phú Đức cũng hoảng loạn cả lên. Sau khi buông điện thoại xuống, ông ta lại nhấc máy lên gọi điện thoại cho cấp dưới, truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Xong xuôi đâu đó, ông ta liếc cặp mắt lạnh lẽo như thanh kiếm quét về phía Mã Vân Tiền, cười lạnh nói. Lợi hại thật. Ông Chu à, bí thư Chu, việc này không phải tôi làm. Tôi dám làm mà không xin chỉ thị của ông sao? Mã Vân Tiền trong nháy mắt hiểu rõ ngay ý tứ trong ánh mắt như kẹp chết người của Chu Phú Đức. Lão hiểu ngay là ông ta nghĩ mình gọi điện cho cấp trên. Đương nhiên lão ta rất luống cuống, nếu có bị nhân vật số một huyện ủy nhớ mặt đặt tên thì đúng là không phải là điều tốt. Cho nên lão khẩn trương giải thích. Ông Chu à, ông còn chưa tin con người tôi sao? Tôi tuy rằng chưa làm nhiều chuyện chính sự, nhưng nói lung tung để hại đến chuyện của ông thì tuyệt đối tôi sẽ không làm. Huyện chúng ta lớn như vậy, tình hình ở huyện ông còn không biết rõ ràng lắm. Phát sinh chuyện lớn như vậy phỏng chừng một số ủy viên thường vụ cũng biết được. Thấy ánh mắt Mã Vân Tiền có vẻ như rất trong sạch, không hề giống nói dối một chút nào, Chu Phú Đức ném chén trà xuống sàn nhà. Lập tức những mảnh vỡ văng tứ tung bốn phía, ông ta hết sức tức giận, quát lên. Rốt cuộc người nào làm việc này, tôi mà biết được thì nhất định phải rút ra con chó thối đó. Việc này có thể báo cáo lung tung sao? Cán bộ đảng như vậy đều là loại phần tử âm mưu phản loạn. Nếu tôi bắt được nhất định bắn chết không tha. Chu Phú Đức thật ra cũng không phân biệt được rõ ràng thế nào là phần tử phản loạn, thế nào là phần tử phá rối, bởi vì ông ta văn hóa thấp, vừa thốt ra ngoài miệng là chụp ngay cái mũ phần tử phản loạn cho người ta. Điện thoại lại vang lên. Bí thư Chu à, tôi là Ngưu Thiên Tinh đây. Chuyện vây hãm chủ tịch huyện Diệp vừa rồi là do hiểu nhầm mà thôi. Chủ tịch Diệp chỉ có hảo tâm. Ngưu Thiên Tinh thở hồng hộc chạy đến trường học gọi điện thoại, nhanh chóng báo cáo lại tình hình vừa xảy ra dưới này. Ông nói là chủ nhiệm Diệp đang muốn tổ chức hoạt động quyên tiền ư. Chu Phú Đức cảm thấy dường như không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được người thanh niên này tạo nên một vụ chấn động như vậy. Kích thích được mọi người tham gia vào hoạt động quyên tiền lớn như thế, thiếu chút nữa thì gây xôn xao dư luận. Ông ta chợt lấy điện thoại báo cáo tình hình với phó bí thư Lôi rồi lại gọi điện thoại triệu hồi cảnh sát có vũ trang, đám người ở viện kiểm sát và một số người thích làm chuyện bao đồng về. Trên mặt trận chính trị thì chỉ cần không thành thục một chút thôi, chẳng hạn như muốn thể hiện mình là một vị chủ tịch huyện, muốn có một tí thanh danh cũng không có gì đáng trách, nhưng không thể nào không hướng về phía lãnh đạo huyện báo cáo được. Một việc lớn như vậy chứ có phải đâu, ngay cả địa khu cũng phải kinh động, lãnh đạo địa khu sẽ coi những lãnh đạo ở huyện chúng ta như thế nào chứ? Mã Vân Tiền đứng bên cạnh lại mở miệng nói, thật ra là muốn ám chỉ đến Chu Phú Đức. Chủ tịch huyện Diệp, đường đường là một cán bộ cấp cục trưởng, có thể xem hắn là lãnh đạo huyện, ngoại trừ bí thư huyện ủy Chu Phú Đức ra thì còn có ai là lãnh đạo nữa? Hơn nữa chủ tịch Diệp còn xếp ở hàng lãnh đạo của bí thư Mã nữa kia. Chu Phú Đức đương nhiên hiểu được ý tứ của lão ta, liền nhíu nhíu mày nói. Không có kinh nghiệm lãnh đạo ư,
ông thành thục rồi thì ông thử quyên góp 2.000 đồng cho tôi thử xem nào, thôi, từ nơi nào đến thì lăn về nơi đó đi, đừng đứng trước mặt tôi nữa, đồ đáng ghét. Chu Phú Đức khoát tay như đuổi ruồi bỏ, nhìn thấy bóng dáng Mã Vân Tiền đang đi xa dần, vết sẹo dài như con giun trên mặt Chu Phú Đức càng thêm rõ ràng. Tóm lại là ai làm nhỉ? Con giun trên mặt ông ta mấp máy như dọa nạt người khác. Ngay cả bữa cơm trưa cũng chưa kịp ăn, mọi người đang đếm tiền thì đột nhiên mấy chục cảnh sát từ bên ngoài tiến vào. Lúc ấy, Ngô Đồng nhận được điện thoại của chính quyền xã nói là hiểu lầm chuyện náo loạn nên đã cho xe quay về rồi trở lại đây. Nghe nói Chủ tịch Diệp đang tổ chức hoạt động quyên tiền xây dựng trường học nên cũng mang theo các chiến sĩ cảnh sát tham gia vào cuộc quyên góp. Cuối cùng, dưới sự giám sát của đám dân làng, tiền mặt được đưa ra kiểm. Trong số hơn 3.000 dân chúng ở đây đều đóng góp tiền bạc, nhiều thì mấy trăm đồng, ít thì một đồng hoặc năm hào đều có. Có một số người rất keo kiệt không muốn đóng tiền, tuy nhiên họ đều bị người bên cạnh phát hiện, lập tức mắng cho nên cuối cùng ai không có tiền cũng vay tiền người khác để đóng góp. Không góp thì chỉ sợ nhóm người đứng cạnh cấu xé cho. Lần đóng góp này của Diệp Phàm cuối cùng biến thành cuộc đóng góp của toàn dân đủ để xây dựng trường học. Cuối cùng thu gom lại được tất cả là hơn 10.000 đồng. Thưa bà con, các đồng chí, các cảnh sát, các em. Tôi đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, cảm ơn mọi người. Tất cả đây là 16.832 đồng năm hào. Tuy nói rằng con số còn quá xa so với 1 triệu nhưng đảng ta đã từng nói rằng sao chi hỏa có thể làm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Từ chỗ dần dần giải phóng mà đất đai của chúng ta không phải là phát triển rồi xây dựng toàn bộ Trung Quốc sao. Cho nên, có được sự ủng hộ lớn lao của nhân dân và các cán bộ, tôi tin rằng trường học mới nhất định sẽ được xây dựng. Tôi xin có một câu trả lời thuyết phục với mọi người, ở huyện quyết định cấp 150.000, ở xã 50.000 là được 200.000. Ngày mai tôi sẽ lên lãnh đạo giáo dục cấp trên xin thêm, tuy nhiên chắc cũng phải thiếu mấy trăm ngàn nữa. Chẳng lẽ không xây trường học nữa sao? Hy vọng mọi người có thể đóng góp thêm sức lao động vào việc xây dựng nữa. Như vậy sẽ giảm được chi phí nhân công, tiết kiệm được tiền công thì số tiền phải bỏ ra sẽ ít đi. Diệp Phàm đưa ra kế sách rất nhanh chóng khiến cho dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Về chuyện công lao động thì mọi người đều hứa hẹn là mỗi gia đình sẽ có một người làm không công, tức là không cần tiền công. Các đồng chí, bà con, vấn đề bọn trẻ bỏ học năm nay được giải quyết. Còn chuyện sang năm thì sao? Mọi người ngẫm lại xem nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ trường kỳ đều xảy ra chuyện như vậy sao? Bây giờ tôi nói một câu như thế này, sang năm mà còn như vậy thì tôi mặc kệ, mọi người đừng trách tôi là chủ tịch huyện mà không có trách nhiệm. Diệp Phàm lại mở lời nói đến chuyện khác với thâm ý rất sâu sắc. Đúng vậy không chủ tịch Diệp, học kỳ sau sẽ xử lý ư? Lúc này một người dân không kìm nổi liền hỏi. Còn phải dựa vào chính mình phải không? Chúng ta không thể cứ ngửa tay xin tiền người khác mãi được đúng không? Cho nên phải tự thân vận động, tự mình nghĩ cách mới là quan trọng nhất. Điều này cần tất cả mọi người chúng ta phải động não, làm sao có thể kiếm được thật nhiều tiền mới là cách tốt nhất. Diệp Phàm cười nói. Việc này cũng có một nguyên nhân, đó là đường xá ở Ma Xuyên quá xấu, người ngoài không chịu vào, chúng ta cũng khó mà ra ngoài được. Chủ tịch Diệp. Cuối năm tôi đi thu hoạch thổ sản vùng núi nhưng đến khi vận chuyển được ra bên ngoài thì đã hỏng mất rồi. Mất một khoản tiền, lại làm hại thằng Đức năm nay thiếu chút nữa không được đi học, bây giờ còn bị nợ một khoản tiền nữa, tôi còn là một thằng đàn ông nữa không chứ? Con đường này chính là con hổ ăn thịt người ở Ma Xuyên. Người đàn ông hồi nãy đau lòng thốt lên, trong giọng nói có đôi chút nghẹn ngào. Đúng vậy. Người ta nói rằng Ma Xuyên muốn ra ngoài phải xuyên qua núi như là xuyên qua tường vậy, chúng ta phải có ngu công có tinh thần rời níu mới được. Thưa bà con, tôi ở đây đã hiểu được tình cảnh của mọi người, cái tường chắn kia phải bị phá vỡ, ít nhất trước mắt thì chiều rộng con đường 6 mét phải mở thành 8 mét thậm chí 10 mét mới được. Có như vậy mới thay đổi được, nếu ở huyện cũng có ý định sửa chữa tuyến đường này thì tôi hy vọng rằng bà con có thể giúp huyện một tay, đóng góp công sức lao động của mình vào đó. Mọi người có nguyện ý đó chứ? Thằng nhãi Diệp Phàm rốt cục nói tới ý đồ chính. Xin nguyện ý, cho dù có chết cũng xin làm. Dân chúng lại sôi nổi hào hứng nói. Tuy nhiên, cũng phải nói trước là đến lúc đó huyện chỉ lo cơm ăn còn những thứ khác như chăn chiếu phải tự mang theo, hơn nữa còn không có tiền công. Mọi người có thể làm được không?
nếu được thì bất cứ giá nào tôi cũng sẽ cố gắng đưa tiền về phá chiếc tường chắn này. Diệp Phàm lớn tiếng hô, giọng nói vang lên như sấm. Làm, chúng tôi không cần tiền, chỉ cần đường. Đúng là giọng nói hôm nay chút nữa là mất tiếng, cuối cùng cũng có được kết quả tốt. Diệp Phàm lắc lắc đầu, có vẻ rất chua xót, tuy nhiên hắn cũng có vẻ hơi đắc ý. Quay lại trụ sở chính quyền xã, ăn bữa cơm trưa đơn giản xong thì lúc này nông viện viện ghé tai Diệp Phàm nói thầm. Chủ tịch Diệp, hình như anh quên báo cáo với huyện chuyện này phải không? Ừ, đúng là tôi quên thật. Trong lòng Diệp Phàm giật mình, hắn khẩn trương gọi điện thoại báo cáo cho bí thư Chu chuyện ngày hôm nay. Chủ tịch Diệp, hôm nay anh gây nên một trận náo loạn không nhỏ đâu. Ngay cả phó bí thư Lôi ở địa khu cũng tự mình gọi điện chỉ thị cho tôi điều cảnh sát có vũ trang tới bảo vệ cho anh đấy. Ôi! Trong giọng nói của Chu Phú Đức có vẻ hơi bất mãn. Bí thư Chu, rất xin lỗi. Tôi sẽ giải thích với bí thư Lôi rõ ràng. Diệp Phàm nói lời xin lỗi, vẻ lo lắng lập tức hiện lên gương mặt hắn, tim hắn đập thình thịch, sợ tới mức mà nông viện viện đang đứng ngóng ở ngoài cửa so vai rụt cổ không dám bước vào. Chó Nhật, rốt cục là ai làm chứ? Người nào đó quát lên. Phải gây chuyện mới được sao? Không lo việc cả mình lại đi quấy rối người khác, vậy là sao chứ? Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Phàm tìm được số điện thoại của phó bí thư Lôi, hắn liền đem chuyện phát sinh ở đây báo cáo lại toàn bộ. Sau đó hắn lại gọi điện thoại cho bí thư Trang. Bí thư Trang không nói gì mà chỉ an ủi hắn. Đừng sợ người khác phản đối, đừng sợ người khác giảng giải, đừng sợ chuyện ồn ào. Cậu cứ làm như chuyện của mình, không hổ thẹn với lương tâm là được, mọi chuyện sẽ được điều tra làm rõ mà thôi. Cứ làm cho tốt đi, tôi muốn cậu lập được thành tích lớn, tích cực hành động, đạt được kết quả, không có vấn đề gì đâu. Từ giờ đến cuối năm chưa tới một tháng, cậu nắm chặt điểm này. Một năm vừa qua, các cán bộ lười biếng, có một tiếng trống sẽ làm tinh thần hăng hái thêm. Nếu tinh thần của người dân trong làng đã lên cao theo tiếng trống thì không thể buông thả được. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đó chính là bài giảng dụng binh từ thời cổ đại. Cậu đã có được điểm là nhân hòa. Tôi hiểu rồi bí thư Trang. Tôi nghĩ, phải giải quyết vấn đề phát triển kinh tế ở Ma Xuyên, đầu tiên phải phá núi làm đường. Đường rất xấu, ngay cả khi lái xe tôi cũng phải cẩn thận đề phòng, chỉ sợ lao xuống vách núi. Nghe nói đường quốc lộ qua núi hàng năm có đến 10 vụ tai nạn lao xe xuống núi. Tôi không ngờ lại có nhiều người chết oan ức như vậy. Đương nhiên không thể nào mà một bước lên trời ngay được. Tôi nghĩ hay là vận động toàn bộ nhân dân trong huyện bỏ công bỏ lực, chính quyền thì cung cấp đồ ăn, thuốc nổ, tự mình ra tay, trước hết là để phá chiếc tường chắn khai thông cho Ma Xuyên chúng ta. Nếu không thì làm sao thu hút đầu tư được? Gần đây tôi có liên hệ được với khách hàng cỡ bự, ông ta nói là chuẩn bị đầu tư vào đây trên dưới 10 triệu nhưng con đường kia lại là vấn đề. Họ nói xe chạy đến đây tận nửa đường không dám đi tiếp. Diệp Phàm thật ra là được ăn cả, ngã về không. Tề Thiên nói với hắn về chuyện thương nhân Nhật Bản còn chưa đâu vào đâu, thằng nhãi này chỉ cố ý tung ra một đòn hiểm mà thôi. Đơn giản chỉ là do hắn muốn có được khoản tiền từ quyết định của nhân vật số 1 của địa khu mà thôi. Chuyện đường xá thì tôi cũng biết, tuy nhiên địa khu bây giờ có khó khăn. Kinh phí sửa đường hàng năm thì Ma Xuyên khi nào cũng lấy nhiều nhất, đứng đầu các huyện trong địa khu. Tôi không thể nào lại rút tiền đưa cho cậu được, trong lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, tôi không thể nào để dày chỗ này lại mỏng chỗ kia được. Ở Ư Đức Bình, không chỉ có mỗi Ma Xuyên nghèo, toàn bộ địa khu chúng ta không có nơi nào kinh tế phát triển tốt. Muốn có tiền thì cậu tự nghĩ cách đi. Hơn nữa, tôi kéo cậu từ Ngư Dương qua đây, cậu tiếp tục phát huy những thành tích trước đây của cậu ở Ngư Dương mới tốt chứ. Không thể nói là ở Ngư Dương có thể cho cậu tới hơn 30 triệu, ở Ma Xuyên, chẳng lẽ cậu không kiếm đâu ra được 10 triệu. Tôi nghĩ rằng có 10 triệu, lại có sự đóng góp công sức lao động của nhân dân Ma Xuyên thì cái tường chắn kia có hơn 100 km thì có thể mở rộng ra được lắm chứ. Đến lúc đó làm đường cho tốt tôi sẽ đến cắt băng Khánh Thành. Bí thư Trang nói với vẻ rất chân thành, nhưng muốn ông ta bỏ tiền ra thì một chút cũng không có. Đúng là đồ cáo già. Keo kiệt bùn xỉn, đến một xu cũng không chịu bỏ ra, lại bảo ông đây đến nơi khác xin tiền, đúng là thành quân ăn mày. Trong bụng Diệp Phàm thầm mắng. Miệng hắn thì lại nói. Bí thư Trang, tình hình Ma Xuyên không giống với Ngư Dương trước đây.
Trước kia có thể có tới hơn 30 triệu đó là bởi có sự trùng hợp và một loạt cơ duyên mà thôi. Nhân sinh, sao mỗi ngày để có thể có được cơ duyên tốt như vậy được? Giống như tôi có hân hạnh được gặp gỡ Bí Thư Trang đây. Nếu mỗi ngày tôi đều gặp được quý nhân thì đã sớm phát tài rồi. Hơn nữa, khách hàng trước đây người ta cũng đóng góp tiền, nhà máy cũng góp tiền, bây giờ tôi không thể mặt dày mày dặn đi xin tiền người ta được. Rất mất mặt. Cậu nhóc này, ai nói cậu khôn chứ, nếu không thì có cơ hội là lên chức liền. Trang Thế Thành cười nói, miệng cũng có vẻ hòa nhã. Nếu cơ duyên không đến, cậu ở Ngư Dương có thể có cơ duyên, lẽ nào đến Ma Xuyên chúng tôi lại không thể đụng vào cơ duyên đó ư? Thật ra, cơ duyên là do con người tạo ra mà có. Tôi tin rằng cậu có khả năng này, về chuyện sửa đường thì tôi sẽ cung cấp cho cậy 300.000 khối thuốc nổ là được. Còn tiền bạc thì không có đây, nói nữa là không có cả thuốc nổ đâu đấy. Chương 790, đại hạ giá. Có thể cấp cho nhiều hơn được không ạ? 300.000 tệ thì không đủ được đâu. Diệp Phàm đương nhiên cũng cố nói thêm, trong lòng hắn không ngừng thầm mắng. Đúng là cái đồ keo kiệt, ông đây chưa hề thấy ai làm bí thư địa ủy mà keo kiệt đến mức này. 300.000 mà cũng dám nói ra. Trước kia lúc ở Mặc Hương, Phó Chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên mở miệng ra là cấp cho khoản tiền 3 triệu. Trang Thế Thành ông có tốt xấu gì thì cũng là nhân vật số 1, chưa bằng 1 phần 10 của Lô Trần Thiên. Đức Bình nữa chứ. Lại nói xem quyền lực của bí thư địa ủy so với một phó chủ tịch thường trực thành phố Mặc Hương thì ai lớn hơn? Một xu cũng không có, nếu muốn thì mai bảo người tới lấy, không thì để tôi cho người khác. Vẻ mặt Trang Thế Thành hết sức nghiêm túc. Được rồi à. Diệp Phàm bất đắc dĩ gác máy, chửi thề. 300.000, ngòi thuốc nổ, đúng là như ăn mày. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm mình lưu lạc rồi lại đến mức quẫn bách như thế này. Trước kia mà cứ ở lại Ngư Dương thì bây giờ kinh tế cũng đã khá giả rồi. Lúc đó Hạ Giai Trinh còn cho mình mấy nụ hôn nữa. Ông đây cứ một nụ hôn thì cho cô ấy 50.000. Ma Xuyên này thật là, tới cái nơi gì mà phải cầm tiền theo, huyện Ma Xuyên chỉ hành động bằng suy nghĩ, không biết bí thư Chu đến địa khu mà không có tiền thì làm được gì chứ. Phỏng chừng sở giao thông địa khu có muốn làm cũng không muốn làm nhiều. Bí thư Trang còn cho được 300.000. Còn sở giao thông địa khu thì tuyệt đối là hết sức keo kiệt. Hay là lại tiếp tục lừa vị thương nhân Nhật Bản kia đến huyện Ma Xuyên, để xem liệu có thể xin được ít tiền xây dựng nhà máy trước, rồi kế sách thì tính sau. Bằng không thì ngày hôm đó chết nhăn răng, tốt nhất là đi xem xét nhanh chóng tình hình toàn bộ huyện một chút đã rồi tính sau. Làm việc không ngừng nghỉ, Diệp Phàm tranh thủ thời gian một ngày rưỡi ở ngôi làng trên núi. Ngày hôm sau giữa giờ ăn cơm trưa, hắn cười nói. Bí thư Ngưu, xã các ông hình như có một đặc điểm lớn nhất là có rất nhiều loại tre trúc rất hiếm, mọc đầy cả núi đồi. Sao lại không nghĩ cách thu tiền từ đó đi? Đúng là không nghĩ tới Chủ tịch Diệp ạ, tôi mỗi ngày đều suy nghĩ tới tiền, ngay cả ngủ cũng nằm mơ thấy tiền. Tối hôm qua ngồi ôm một đống tiền thì bừng tỉnh lại. Số tre trúc này thì dân làng ở xã chúng tôi chỉ dùng để đan sọt, rổ, mọi thứ còn lại chỉ đều dùng làm củi đốt, làm phòng ở. Nghe nói loại tre trúc này còn có thể sử dụng làm bản in cả trang báo, nghe nói là lợi nhuận rất cao. Nhưng mà mời không được ai đến xây dựng nhà máy sản xuất. Xã chúng tôi lại không có tiền, nghe nói muốn xây dựng một nhà máy tốt thì cần tới mấy triệu. Máy móc lên tới mấy trăm ngàn. Xã chúng tôi thì đừng nói tới mấy trăm ngàn. Chính Chủ tịch huyện Diệp ngày hôm qua nói đến số tiền 50 ngàn xã đóng góp để xây dựng trường học, tôi cũng không biết làm cách nào để có được đây này. Bí thư Ngưu có bản chất nông dân đặc sệt, khi nói chuyện còn thể hiện toàn bộ khí chất đó ra ngoài. 50.000 cũng không có ư, ông đừng nói với tôi là các ông rất nghèo đói đấy nhá. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Ngưu Thiên Tinh, thản nhiên cười nói. Hắn biết ông ta khóc than như vậy chắc là muốn mình miễn cho số tiền 50.000 kia. Thật sự là đói Chủ tịch Diệp à, chính quyền xã chúng tôi một năm thu vào 200-300 ngàn, lãnh đạo có xuống thăm chúng tôi cũng chỉ ăn măng dưa muối. Chúng tôi thực sự không có tiền, phòng tài chính xã nghe danh vậy thôi nhưng không hề có chút tiền nào. Cuối năm lại sắp tới rồi, tôi đang giàu thối ruột đây. Ngày đó không biết qua thế nào nữa. Có vẻ như vị chủ tịch xã Hồ Viên dường như rất mau rơi nước mắt. Đảo mắt, ông ta lại nói thêm. Tuy nhiên Chủ tịch Diệp à, xin anh cứ yên tâm. Tôi có đập nồi sắt cũng phải góp 50.000 xây dựng trường học. Trường học ngày mai được khởi công xây dựng.
bọn nhỏ tạm thời chuyển sang nhà dân học tạm đã, từ từ rồi tính tiếp. Đúng là Chủ tịch Hồ rất có chí khí, Bí thư Ngưu rất có dũng khí. Tôi tin rằng có sự phối hợp của chính quyền xã thì chuyện gì làm cũng được phải không nào? Đã làm người thì phải thể hiện khí thế như thế này mới được. Giữ chức vị càng phải thể hiện được phong thái. Diệp Phàm lập tức ra vẻ khích lệ, việc này không cần bỏ tiền ra nhưng cũng có tác dụng rất lớn. Tuy nhiên, hai vị chủ tịch xã Hồ và Bí thư Ngưu ạ, nếu thực sự có người đến đầu tư, chẳng hạn như đầu tư nhà máy xử lý chiếu trúc thì các ông có thể tổ chức nhân dân trong xã sửa chữa con đường một chút. Nếu không thì khách thương nhân chắc là sẽ bị con đường kia dọa cho chạy mất dép. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đòi tiền không được, dân làng chúng tôi có tham gia xây dựng thì mỗi ngày tiền thức ăn cũng không ít. Khoản tiền này, Bí thư Ngưu Thiên Tinh thật đúng là giàu hoạt, không ngờ ngay cả tiền cơm cũng không muốn bỏ ra. Ở huyện một nửa, các ông một nửa. Chung quy lại không thể để bà con làm không công rồi con phải mang bánh mì dưa muối ra ăn được. Diệp Phàm tung ra một câu. Thật ra thằng nhãi này cũng rất đau xót, bởi vì phòng tài chính huyện Ma Xuyên cũng là một cái thùng rỗng, có bỏ ra 10.000 20.000 cũng rất khó khăn. Hắn cũng bắt đầu cảm nhận được tình cảnh quẫn bách của một chủ nhà không có tiền. Nếu trước kia ở khu kinh tế Lâm Tuyền, hắn vừa nói xây dựng trường học thì chắc chắn có ngay 300-400.000. Nhưng đây lại là tình thế kinh người, không có cách nào khác cả. Trước kia mình còn không phải là chủ tịch huyện mà lấy tiền còn dễ dàng hơn một chút. Bây giờ làm chủ tịch huyện thì ngược lại trở thành keo kiệt hơn. Mẹ nó chứ, chuyện gì thế này nhỉ? Thằng nhãi này ngầm nói thầm một câu. Anh Diệp à, thương nhân người Nhật Bản kia nói là có thể đến xem trước. Tuy nhiên, viên thuốc đó anh cho nó một viên thử xem. Nếu hiệu quả thì không lo lắng chuyện đầu tư nữa. Hơn nữa, bọn họ thấy cũng có lợi nhuận, so sánh với chế phẩm của tre trúc, nhiều nguyên vật liệu như vậy mà chất lượng tốt. Nếu đầu tư có thể lời được cả mấy chục triệu. Tề Thiên gọi điện thoại tới. Được, càng nhiều càng tốt, tiền thì tôi không chê nhiều đâu. Đến cuối tuần thì thế nào tôi cũng phải sửa đường xá lại một chút, nếu không thì sẽ dọa cho thương nhân Nhật Bản chạy mất chứ chẳng chơi. Diệp Phàm nhíu mày. Tới cuối tuần, chắc được, anh cứ làm đường trước đi. Tôi thương lượng với họ một chút. Đương nhiên, mặc dù là không đầu tư thì anh cứ tiếp đón họ cũng không vấn đề gì đâu. Không cần nói nhiều nữa, na 400 ngàn chắc cũng không khó lắm đâu. Theo tôi thấy thì tên này rất rộng rãi, đối với phụ nữ lẳng lơ hắn vung tiền khá là hào phóng, đêm qua hắn vui chơi với cô gái Thái Lan, ném cả 100 ngàn cho cô ta. Tuy nhiên, anh em tôi rất thảm, nửa viên thuốc cuối cùng cũng phải cho tên đó dùng hết rồi. Đại ca, nếu có thể thì bồi thường cho bọn tôi được không, ha ha. Tề Thiên cười gượng, Diệp Phàm ở đầu dây bên kia nghĩ rằng thằng danh này chắc đang chảy nước miếng. Không phải là tôi nói với cậu rồi thì tôi sẽ cho cậu ngay một cái tát. Đừng có mà cả ngày nghĩ cách nằm trên bụng phụ nữ, thằng danh cậu phải cẩn thận chứ. Hồng Kông tuy nói rằng phát triển nhưng nơi đó nhiều người ngoại quốc, nhiều loại người khác nhau. Bệnh ết khá nhiều người mắc phải đấy. Diệp Phàm cười to khuyên nhủ. Anh cả, anh định phá hủy hình tượng thằng em này sao, tôi mà sằng bậy như vậy sao? Nếu muốn làm vậy thì cũng phải là với người tình nguyện làm người yêu của tôi, là mặt hàng tuyệt đối an toàn, hừ, coi thằng em này là loại kém cỏi, dùng thứ hàng kém phẩm chất sao? Không phải là loại thằng em này thích thì tôi chưa bao giờ chiếu cố tới, mặc dù có là cao quý mấy đi nữa nhưng không thích thì không thèm. Tề Thiên giống như bị người khác giẫm lên cái đuôi, kêu lớn. Tôi biết. Chú em rất lợi hại, chuyên chỉ dùng loại con gái đàng hoàng. Diệp Phàm tức giận mắng. Chuyện đó tôi cũng không làm, phụ nữ đã từng trải tôi cũng không thèm. Con gái đó để làm gì chứ? Tề Thiên tôi tốt xấu gì cũng có thân thế, như vậy thì, hạ giá của mình quá. Không giống anh cả. Tề Thiên phản bác. Có ý gì vậy, có phải là ánh mặt trời chiếu sáng tới cậu rồi phải không? Hay là ngứa ngáy khó chịu? Diệp Phàm vừa nghe thấy đã tỏ ý không vui, Tề Thiên nói có lý nhưng có vẻ như ám chỉ hắn ngay cả quả phụ cũng muốn dùng tới, không phải chỉ thích dùng loại con gái nhà lành thì sao nữa. Phụ nữ từng trải có gì không tốt chứ, cậu cho là không nên chứ gì. Con gái nhà lành thì rất ngây ngô, muốn làm gì với bọn nó cũng không có hứng thú, làm gì cũng phải đợi cậu ra tay trước, không hề thích đâu. Thằng nhóc cậu còn phải học nhiều, phải biết tìm người tâm đầu ý hợp. Đương nhiên chúng ta không thể làm loạn được,
phải chú ý đừng để ảnh hưởng, phá hỏng gia đình nhà người ta. Tốt nhất là dùng quả phụ, không có gánh nặng gì, hơn nữa người ta cũng là người từng trải, kinh nghiệm phong phú. Hai kẻ hủ hóa nói chuyện điện thoại đường dài. Những lời huấn giáo của Diệp Phàm khiến cho thằng nhóc Tề Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, thầm than anh cả lợi hại thật. Giọng Tề Thiên cười nói. Kìa anh cả, anh muốn chơi với mấy người quả phụ, lý thuyết rõ ràng như vậy, chắc có không ít kinh nghiệm. Muốn dò xét xem có phải không, anh đây chỉ chú trọng lý luận, cũng không đi vào thực tiễn, thằng danh này thật là, ôi, lý luận suông thôi. Diệp Phàm nhanh chóng trả lời rồi gác máy, không dám bàn luận bậy bạ gì thêm, ảnh hưởng không tốt. Chuyện này nếu để cho nông viện viện nghe được thì sẽ gặp rắc rối về vấn đề tác phong cán bộ lãnh đạo. Nông viện viên tuyệt đối sẽ không để ý xem anh có phải là người phong lưu hay là không, huống chi, con gái hay là phụ nữ từng trải. Tiểu Lan, cháu giúp chú một chút, lần này chú gặp xui xẻo rồi. Hiệu trưởng Đỗ nói cả lăm bám sát theo sát cô gái, cũng chính là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đỗ Tiểu Lan. Chú Đỗ, cháu đã sớm nói với chú rồi, đừng có mà cả ngày vui chơi giải trí, bây giờ để cho chủ tịch Diệp nắm được tình hình, chú còn bảo cháu phải nói như thế nào nữa. Hơn nữa lúc đó có nhiều quần chúng như vậy, lúc trước khi chú làm hiệu trưởng, cháu đã nói với chú rồi, chú có ăn thì ăn ít thôi, đừng quá độc ác như vậy. Chú nhìn xem, ngay cả toàn bộ học phí của học sinh nộp chú cũng đã ăn hết sạch, bọn nhỏ không được học. Việc này cháu không có cách nào cả. Chủ tịch Diệp vừa mới tới đây, cháu cũng không quen anh ta nhiều. Hơn nữa, mấu chốt là một bên là quần chúng, chủ tịch huyện Diệp có muốn thủ hạ lưu tình cũng không thể có kế sách nào chiếu cố được. Chúng ta không thể làm cho nhà người ta khó xử được. Đỗ Tiểu Lan tức giận đến nỗi thiếu chút nữa hộc cả máu. Hiệu trưởng Đỗ đến gặp mặt cô cháu gái cũng bởi vợ hắn là Xuân Mai bảo ông ta. Bà ta cũng ngầm hiểu nên nhanh chóng đến cầu cạnh Thiết Băng Muội, mẹ của Đỗ Tiểu Lan, nói. Chị dâu, chị xem, anh nhà em cũng đã 50 tuổi rồi, có mất chức cũng không sao, dù sao trở về hưu cũng được rồi. Tuy nhiên chỉ sợ là làm mất thể diện nhà họ Đỗ chúng ta thôi. Người ta sẽ nói như thế nào? Tiểu Lan chức trưởng phòng, ngay cả một trường tiểu học cũng không đảm bảo được. Ôi, mặt mũi nhà họ Đỗ còn đâu nữa? Ôi, Tiểu Lan, chú của cháu cũng không phải dễ dàng gì. Trường học đó vốn nghèo khổ, làm gì có tiền tiêu? Cháu xem. Ở huyện chúng ta hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học không phải đều là những người ăn uống đầy đủ, tai to mặt lớn cả đấy sao? Chuyện này rất bình thường, tuy nhiên chỉ có điều chú cháu bị gặp xui xẻo mà thôi. Chương 791, lòng lang dạ thú. Đúng vậy, tên họ Diệp kia sao lại đến gây sự với hiệu trưởng trường tiểu học chứ, bọn họ tham nhũng gấp mấy lần ở trường học ấy chứ. Hắn vừa mới về đến đây đã đến gây phiền toái ức hiếp người như vậy. Nhà họ Đỗ chúng ta dễ ức hiếp như vậy ư? Đỗ Kỳ Phong vẫn không quên châm ngòi lửa. Lão này xưa nay không hề có chút giác ngộ nào cả. Đỗ Lan hừ nói. Ai nói với chú như vậy là xui xẻo chứ? Xã hội này cứ như vậy, nếu không bị bắt gặp mà cứ ăn tham như vậy, bị bắt gặp thì bảo là xui xẻo. Nhưng mà chú tham nhũng như vậy cũng quá độc ác. Một trường học nghèo như vậy mà học kỳ chú ăn tới 40 ngàn. Chú ăn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngày nào cũng ăn thịt rồng sao? Hơn nữa, trường học của chú mấy dãy nhà đều sập đến nơi cả rồi, chú không biết xấu hổ, ăn mà không thấy thẹn nơi đầu lưỡi ư, không sợ mất chức ngồi tù ư. Đỗ Lan đang tức giận nên giọng nói vang lên rất to. Ngồi tù ư Lan, cháu thật sự muốn chú ngồi tù sao? Ôi, chị dâu, chị cứu thằng em Phong này với. Lời nói của Đỗ Lan không những làm Đỗ Kỳ Phong mà cả vợ lão là Tống Xuân Mai sợ không kém. Bà ta kéo nhẹ cánh tay Thiết Băng Muội, kêu lên. Lan, có đúng hay không vậy? Thiết Băng Muội cũng hoảng hốt thật sự, thốt lên. Ôi, để cháu tính đã. Cháu cũng nói cho chú hay, chủ tịch huyện Diệp vừa mới tới, tính tình anh ta cháu cũng không biết rõ lắm. Hơn nữa, chủ tịch Diệp mới 20 tuổi mà đã ngồi được vào vị trí chủ tịch huyện thì người ta chắc chắn có hậu thuẫn lớn, chú đừng có trông mong nhiều. Đỗ Lan thở dài. Nhìn chú thím với vẻ thương cảm nhưng cũng không có cách gì. Sao lại như thế được? Con dù sao cũng là trưởng ban tuyên giáo, hắn cũng phải nể mặt con một chút chứ. Mẹ cô là Thiết Băng Muội hừ một tiếng, nói. Người ta là chủ tịch huyện, cấp lớn hơn con, người ta là cấp trên của con. Mẹ nghĩ con là trưởng ban tuyên giáo thì có được bao nhiêu quyền lực chứ?
Đỗ Lan tức giận cãi lại. Bất luận thế nào chú con thì dù sao con cũng phải giúp, không thể nào để chú con ngồi tù được. Hơn nữa, Lan à, có phải gần đây con và Ninh Kiệt cãi nhau không, cả mấy tháng nay nó cũng chưa đến nhà ta. Thiết Băng muội mẹ cô hỏi có chút nghi ngờ. Ai mà biết, không cần để ý đến anh ta, hừ. Đỗ Lan mất hứng. Lan, không nói tới sao được, con gần 30 rồi sao còn không kết hôn đi, để lâu về sau sinh con khó khăn, tuổi tác càng lớn thì dinh con càng nguy hiểm. Thiết Băng muội lải nhải, nói với vẻ mặt sầu lo. Con hiểu mà mẹ, mẹ không cần quan tâm, chuyện của con tự con sẽ giải quyết tốt. Đỗ Lan quay đầu bước vào phòng mình. Trên đường về Thuận Đường, Diệp Phàm ghé xã Đông Kiều nghe báo cáo rồi đi thăm thú mấy thôn. Hắn cảm thấy nơi đây có không ít điều đặc biệt. Nửa ngày sau, Diệp Phàm tới dặng núi Cần Khai Thông. Chủ tịch Diệp, anh có muốn xem đặc sản thanh xương trà ở đây không? Phần lớn loại đặc sản này được sản xuất tại núi này. Xã Trước Nữ một mặt là phía bắc quay lưng lại thị trấn huyện Ma Xuyên, một mặt quay lưng lại thị trấn Quy Nguyên, một bên nữa là cửa khẩu và cuối cùng là xã Ngưu Lang. Hai xã này đều có khoảng chừng 3-40 ngàn nhân khẩu. Các hộ gia đình đều sống rải rác dọc núi, trải ra trên một vùng khá rộng lớn. Hơn nữa độ cao so với mặt nước biển khoảng mấy trăm mét, trên núi có khi mây mù lượn lờ. Phong cảnh nơi đây rất thơ mộng, giống như một bức tranh. Nghe nói xưa kia Vương Mẫu Nương Nương dùng dao chỉ ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ. Hai người cách nhau bởi một rừng hổ giữ hình thành hai xã. Nông viện viện bên cạnh giới thiệu tình hình cơ bản của hai xã, vừa đề cập đến một số truyền thuyết điển cố của địa phương. Mồm mép cô nàng nói năng rất dẻo như đã luyện từ trước. Diệp Phàm vẫn rất muốn đi xem thanh xương trà, bởi vì ở đây có phó giám đốc sở nông nghiệp đi cùng, nếu có loại trà đặc biệt thì có thể trở thành một hạng mục quan trọng cho sự phát triển nông nghiệp của Ma Xuyên, nhưng cũng khó mà có sự trợ lực. Viện viện, tôi thấy cô đúng là mồm mép thật, tiếc là cô không đi làm hướng dẫn viên du lịch. Trải qua mấy ngày cùng đi với nhau nên Diệp Phàm và nông viện viện cũng khá hợp ý nhau khi nói chuyện riêng. Huyền trước kia hắn gọi cô là chủ nhiệm nông nhưng bây giờ chỉ gọi là viện viện. Dù sao trong xe này ngoại trừ người lái xe thì chỉ có hắn và nông viện viện. Hắn liếc mắt nhìn sang cô gái choàng áo choàng lông trắng, mang quần bò xanh lam ngồi cạnh mình, nông viện viện. Ánh mắt Diệp Phàm lướt nhanh từ ngực đến bụng cô gái. Từ khi rời khỏi Lâm Tuyền đến nay hắn chưa hề ôm cô gái nào. Cô gái kia lại đang thể hiện một cách hết sức tự nhiên sinh lực dồi dào của mình. Vậy nên bây giờ hắn cũng có vẻ hơi khó chịu, bức bối trong người. Nông viện viện đảo mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ khó hiểu, miệng cười nói. Chủ tịch huyện cứ nói đùa, tôi nào có bản lĩnh đó. Huống chi huyện chúng ta căn bản là không có phòng du lịch, làm sao mà làm hướng dẫn viên du lịch được chứ, khanh khách. Nông viện viện cười rất vui vẻ. Không hề để ý gì đến chuyện mình đang ngồi sát cạnh Diệp Phàm. Khoảng cách giữa hai người hình như là càng ngày càng thu hẹp lại. Bây giờ đang là sáng sớm, trời mới rạng sáng, trong xe vẫn đang còn mờ mờ. Không có phòng du lịch thì sau này thành lập, viện viện của chúng ta nhất định sẽ đảm nhận chức giám đốc, ha ha. Diệp Phàm cười lớn. Chủ tịch huyện, ngài giữ lời chứ. Nông viện viện vỉnh miệng lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lúc này thân hình cô hơi nghiêng sang hắn vì xe đang trên đoạn đường vòng qua núi. Đến đoạn đường tiếp theo cũng rất khúc khuỷu, thế nên người cô như ngả sang bên phía hắn. Khi xe trải qua một đoạn đường quanh thì lực hướng tâm lập tức khiến cho hai người dán chặt vào nhau. Nông viện viện không đề phòng trước nên bộ ngực trẻ trung đầy sinh lực của cô lập tức chạm vào ngực Diệp Phàm. Ngay cả đầu cô cũng va vào ngực hắn. Nông viện viện ngay lập tức rất xấu hổ, cô nhanh chóng lấy tay đỡ lấy. Tuy nhiên chiếc xe quá lắc lư, nông viện viện vốn định khoanh tay trước ngực ngồi như vậy, nào ngờ chiếc xe giật một cái khiến cô như ngồi lên bụng Diệp Phàm. Thật ra chuyện này là do chủ tịch Diệp cố ý đưa người mình ra. Hắn thấy khó có cơ hội nên làm ra vẻ tự nhiên lấy tay đỡ nông viện viện. May mắn làm sao bàn tay hắn lại đỡ đúng nơi hắn muốn, đặt ngay trên ngực cô gái. Hơn nữa tay hắn lại đặt đúng vị trí ngay tại đôi nhũ hoa của cô. Hắn cảm giác đôi tay của mình chạm phải cái gì ấm áp mềm mại. Trong lòng hắn lập tức bị kích động. Hắn không nén nổi tiện tay nhéo một cái rồi mới tựa thế đỡ một bên viện viện. Cặp mắt nông viên viện lập tức trở nên căng thẳng, cô thở dồn dập hẳn lên. Hơn nữa trên khuôn mặt cô trở nên đỏ hồng. Cô gái này cũng đang trộm quan sát Diệp Phàm.
Tuy nhiên thằng nhãi này đôi mắt chim ưng rất tinh nhanh. Trên mặt hắn hiện lên vẻ trang nghiêm, ý là mình vừa rồi giúp cô chứ không có ý gì khác, chỉ có điều lỡ tay mà thôi. Nông viện viện tất nhiên là không biết được vẻ mặt sở khanh của Diệp Phàm. Đương nhiên là giữ lời rồi, tuy nhiên còn phải xem biểu hiện của nông viện viện, ha ha. Diệp Phàm nói lên hai chữ biểu hiện cũng là có ý sâu xa. Chủ tịch huyện yên tâm, tôi sẽ công tác tốt. Diệp Phàm nghe nông viện viện nói mà lỗ tai cứ lùng bùng. Không biết là cô vừa rồi bị cơn chấn động mạnh như vậy hay là do nghe nói có thể hy vọng được đề bạt lên trưởng phòng mà hưng phấn thế. Theo triền núi, chiếc xe cứ lượn vòng mãi. Một nam một nữ ngồi cạnh nhau do lực hướng tâm nên cứ dính sát vào nhau, khi thì hơi tách ra một chút. Tất nhiên trong lòng họ đều có chút suy nghĩ mờ ám, cả hai người dường như đều cảm giác được điều đó. Tuy nhiên, nông viện viện dù sao cũng là một cô gái, hơn nữa lại là một cô gái khá là cao ngạo chứ không phải loại phụ nữ có thể dùng thân mình đổi lấy chức tước. Có lẽ là chiếc xe đã làm cho cô không thể khống chế được. Đương nhiên chắc trong đó cũng có một chút kích động khó hiểu muốn được ôm ấp, một thứ khao khát dễ hiểu. Hơn nữa hai người đều muốn dùng nước cờ rằng đây là do quán tính của xe chứ không phải tự mình làm chuyện xấu. Đây chỉ thuần túy là hành vi tự lừa dối mình, không lừa dối được người mà thôi. Xã chức nữ ở cách đó không xa, nằm trên một sườn núi, tuy không vắt vẻo trên sườn núi cao nhưng địa thế cũng khá hiểm trở, chỉ có điều là không có đất bằng phẳng mà đều là triền núi. Trụ sở chính quyền xã là một tòa nhà 3 tầng, có khoảng 10 mấy phòng. Các tấm biển chỉ phòng tổng hợp, phòng đảng chính quyền, phòng kế hoạch hóa gia đình, sở dân chính. Chủ tịch xã tên là Nông Âm Vận, người nhìn cũng như tên gọi. Cô gái này khoảng chừng 25-26 tuổi. Quấn chiếc khăn quàng cổ mày xanh ra trời, bộ quần áo màu trắng nổi rõ những đường cong quyến rũ, thu hút người khác. Cô vô tình dựa vào bàn làm việc, nói. Cán bộ xã cũng không ít, số cán bộ ăn lương nhà nước đến hơn 100 người. Tình trạng kinh tế huyện chúng ta quá kém, ngay cả phòng công an huyện, phòng thuế vụ, phòng giao thông và các đơn vị khác đều không có cách gì có thêm thu nhập. Cho nên các đồn công an, sở thuế vụ và các đơn vị lệ thuộc trực tiếp đều cùng làm việc trong một tòa nhà. Chủ tịch huyện chắc cũng chưa biết rõ lắm, cả khu nhà này giống như một trụ sở chính quyền ở quê chúng tôi. Đồn công an chỉ có một phòng, ngay cả việc thẩm vấn phạm nhân, làm hộ khẩu, vân vân đều trong cùng một phòng không đến 20 mét vuông. Có khi nhiều người cùng phải chen chúc trong một phòng, không có cách gì chuyển động được. Các cán bộ than trời kể khổ nhưng không có cách gì cả. Chỉ có một tầng nhà thì làm gì được bây giờ? Đó là bởi vì núi non cách trở, xi măng, gạch, thép. Các vật liệu xây dựng đều phải vận chuyển từ chân núi lên. Chỉ riêng tiền vận chuyển đã nhiều lắm rồi. Hơn nữa, mọi người còn nghe nói tới xã chức nữ chúng tôi thì các ông chủ xi măng sắt thép đều lộ vẻ mặt cay đắng, không thèm đi lên để kiếm tiền nữa kia. Nông Âm Vận mặc dù có chút ca thán nhưng miệng cô thốt lên rất nhẹ nhàng khiến người khác nghe xong cũng cảm thấy thoải mái, giống như nằm tựa gối người yêu nghe người yêu nói vậy. Cô gái này thật là kỳ lạ. Lời nói từ miệng cô ta thoát ra khiến cho đàn ông cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chỉ bằng giọng nói dịu dàng của mình phỏng chừng lên địa khu hoặc xuống huyện xin tiền chắc không khó khăn gì. Giọng nói thật là êm ái quá chừng. Thằng nhãi này nghĩ vẩn vơ trong lòng, tự nhiên lại bị mê hoặc bởi giọng nói dịu dàng và dáng vẻ đáng yêu kia. Chương 792, sự nghi ngờ mạnh mẽ. Đương nhiên cũng không thể nói chủ tịch huyện Diệp ý chí sắt đá. Bởi vì huyện Ma Xuyên quá nghèo, không có tiền làm sao làm được chuyện gì, làm một chủ tịch huyện, đương nhiên không thể hứa hẹn lung tung được. Nếu không thì dần già cấp dưới người ta sẽ chửi cho, không còn coi trọng lời nói của mình nữa, vậy thì về sau mệnh lệnh của mình làm sao người ta thi hành được. Vậy nên thằng nhãi này nhấp một ngụm trà rồi nói. Ừ, chuyện này đúng thật là vấn đề nan giải. Không riêng gì xã chức nữ các cô mà toàn bộ huyện Ma Xuyên đều gặp phải vấn đề này. Ngay như Ủy ban Nhân dân huyện chúng tôi đấy, địa điểm làm việc không phải cũng ở ngay tại Đại viện Mã Hồ Tử đấy sao? Tuy nhiên, điều kiện chúng tôi thì có đỡ hơn một chút. Mã Hồ Tử có tiền, sân đều được làm bằng gạch đá, nhìn thì thấy rất ít chỗ phải làm sàn nhà bằng gỗ. Đương nhiên, xã chức nữ của các vị thì có đặc biệt hơn một chút, nằm trên dốc núi cao, điều kiện khó khăn hơn nhiều so với các xã khác. Huyện cũng xem xét tình hình thực tế của các vị rồi nhất định sẽ có trợ cấp đặc thù. Chủ tịch huyện Diệp bật cười ha hả.
Lời nói này ngay cả đến kẻ ngốc cũng hiểu được là một câu nói lấp lửng không thành thật. Cái gì mà suy xét trước sau, trợ cấp đặc thù chứ, anh có suy xét thì cũng nói được mà không suy xét cũng nói được. Đó tất nhiên là kiểu nói của người lãnh đạo, anh có cấp cho 100 ngàn cũng là trợ cấp đặc thù mà cấp 10 ngàn thì cũng là trợ cấp đặc thù. Chủ tịch xã nông cũng hiểu chuyện này, miệng hơi có vẻ bất mãn nhưng lại dịu dàng nói. Chủ tịch huyện, anh vừa tới, chắc cũng có chuyện còn chưa rõ lắm. Bề ngoài và thực tế cũng không hoàn toàn giống nhau đâu. Ừ, vậy nói cho tôi nghe xem nào. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà rồi nói. Huyện Thanh Sơn Trấn, chủ tịch huyện đi đã tới chưa? Nông Âm Vận đặt vấn đề, cẩn thận hỏi. Tôi còn chưa tới, có chuyện gì sao? Trong lòng Diệp Phàm hơi giật mình, trước mắt hắn hiện ra giọng nói, dáng điệu và nụ cười của bí thư đảng ủy, thường vụ huyện ủy thị trấn Thanh Sơn Trấn Thiết Đông. Người này để lại ấn tượng cho hắn là một người khá kiêu ngạo, tuổi chừng chưa tới 30, có dáng vẻ của một thanh niên rất anh tuấn. Trước đây khi đến Ma Xuyên hắn đã bắt tay với y, chỉ có điều trong ánh mắt y Diệp Phàm nhìn rõ vẻ coi thường. Hắn cũng tự biết mình tuổi còn trẻ nên người ta không phục. Tôi xin trình bày rõ trước là không phải tôi kiện cáo gì mà chỉ nói đúng tình hình thực tế mà thôi. Chủ tịch xã nông có vẻ hơi e dè. Xin mời cô cứ nói, tôi sẽ không để ý đâu. Diệp Phàm ra hiệu rồi nói. Hắn cũng mang đến cho Nông Âm Vận một lời hứa hẹn, ý bảo cô cứ thoải mái mà nói. Nông Âm Vận nhìn chằm chằm Diệp Phàm chừng hơn 10 giây, giống như phỏng đoán tâm tư của chủ tịch Diệp là gì, có đáng tin hay không. Thấy ánh mắt Diệp Phàm trong suốt, cô mới gật gật đầu rồi nói. Thị trấn Thanh Sơn kinh tế xếp hạng nhất huyện chúng ta, bởi vì nơi đó có trữ lượng mỏ đồng rất phong phú. Mỏ đồng vốn là tài nguyên khoáng sản của quốc gia, tuy nhiên tỉnh và địa khu đều suy xét tình trạng thực tế của Ma Xuyên chúng ta cho nên giao quyền khai thác cho huyện. Tình hình ở huyện thì tôi không nói, chủ tịch Diệp tự mình điều tra thì tốt hơn, nếu không sau lưng người khác nói tôi nói láo. Nông Âm Vận chung quy đúng là không hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm, không dám nhiều lời, cô chỉ đưa ra ngòi nổ mà thôi. Chuyện này cũng bình thường, Diệp Phàm mới đến vài ngày, không thể nào có được ngay sự tín nhiệm của người khác. Chứ tín nhiệm này khi nói đến thì dễ dàng, nhưng thực sự muốn có được sự tín nhiệm của người khác cũng khá khó khăn, bởi vì cũng có khá nhiều người vì tin tưởng người khác mà mất nhà mất cửa, huynh đệ tương tàn, vợ chồng còn phải đề phòng nhau nữa là, huống chi là người ngoài. Lòng dạ người ta như thế nào làm sao mà biết được? Ừ, tôi hiểu, khó trách được tại sao thị trấn Thanh Sơn giàu có như vậy, hóa ra là do có được sự ưu đãi của thiên nhiên. Diệp Phàm nói, ông trời đã cho họ hào phóng như vậy, còn các xã và thị trấn khác không có gì thì có phải là ở huyện rõ ràng có đối xử bất công không? Chủ tịch xã nông có vẻ hơi bất bình thốt lên một câu. Bất công ư, cô nói cho tôi nghe xem, ở huyện bất công như thế nào? Đến đây Diệp Phàm có vẻ hứng thú, dường như vấn đề này đang chạm đến các đốt ngón tay của hắn. Biết đâu đây là bước đột phá, trong nháy mắt trong đầu Diệp Phàm hiện ra hình ảnh chủ tịch huyện Giang, chẳng lẽ lại có liên quan đến ông ta? Chuyện này tôi cũng không sợ gì, trong lòng mọi người đều biết rõ không ngờ huyện lại trao toàn bộ quyền khai thác mỏ đồng cho thị trấn Thanh Sơn, hơn nữa còn trao quyền lực khá lớn cho cấp dưới. Nghiễm nhiên mỏ đồng kia là của thị trấn Thanh Sơn. Nên thị trấn một năm chỉ nộp lên cho tài chính huyện chỉ 3 triệu tiền thuế, còn các khoản khác một mực mặc kệ, chỉ qua loa đại khái cho có. Giọng của Nông Âm Vận trùng xuống. Chủ tịch huyện, sau này ngài tới thị trấn Thanh Sơn thì hiểu ngay. Xã chúng tôi nghèo khó, ngay cả trụ sở làm việc cũng không có, vậy mà thị trấn Thanh Sơn, chỉ một bộ phận cũng cả một tòa nhà. Chủ tịch thị trấn và các bí thư chiếm hẳn tầng 1 của trụ sở. Một người có tới 20-30 phòng. Một tầng có tới 5-6 phòng vệ sinh. Văn phòng chủ tịch thị trấn và bí thư thì hết sức xa hoa, hơn hẳn và văn phòng thường vụ của địa khu. Bên trong thực ra là một phòng được trang bị đầy đủ mọi trang thiết bị, đủ dùng cho tất cả các bộ phận của toàn xã chúng tôi, ôi! Nông Âm Vận nói đến đây rốt cục không nhịn được nữa, vẻ mặt dịu dàng cũng dần dần biến mất. Cô liếc mắt nhìn xem người nghe có cảm tưởng gì. Cô muốn nói là thị trấn Thanh Sơn trên thực tế thu vào khá nhiều tiền. Thậm chí gấp mấy lần 3 triệu. Diệp Phàm hỏi với vẻ tự nhiên. Hắn biết nếu chạm đến một ít vấn đề trung tâm thì phỏng chừng Nông Âm Vận sẽ không thổ lộ. Chuyện này tôi không rõ lắm. Khóe miệng Nông Âm Vận giật giật, có vẻ như cô không nói thật. Không nói đúng không?
xem ra phải ra đòn sát thủ rồi. Diệp Phàm giật mình, vấn đề này là vấn đề mấu chốt, có lẽ vị chủ tịch tiền nhiệm đã chết có liên quan đến việc này. Diệp Phàm dường như thấy được vấn đề cho nên quyết định hạ chốt. Hắn kiềm chế không cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ tịch Nông, tôi hy vọng cô có thể nhắc lại một số liệu so sánh chi tiết. Cô cứ tin tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Việc của cô tôi hiểu, mặc dù có phải tự mình điều tra việc này tôi cũng sẽ bắt tay vào làm. Tôi cũng không rõ lắm đâu. Nông Âm Vận hơi lắc đầu. Ở huyện cho cô xây dựng một trụ sở làm việc. Diệp Phàm nhìn Nông Âm Viện chằm chằm. Hắn tung ra một quả bom tấn làm người khác kinh ngạc. Diệp Phàm tiền vốn đủ lớn nhưng một khu nhà thì đúng là cần nhiều tiền. Nông Âm Vận trong nháy mắt thất thần, cô ngơ ngác nhìn Diệp Phàm không hiểu hắn đang nghĩ gì. Tuy nhiên, cuối cùng cô lắc đầu, cười nói. Cảm ơn chủ tịch huyện đã quan tâm, mặc dù anh có xây cho tôi một tòa nhà thì tôi cũng không biết rõ ràng về chuyện này lắm. Cô cười rồi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Chủ tịch huyện, anh cũng không thể nào đồng ý xây dựng cho chúng tôi một khu nhà được ư, rõ ràng ở huyện có khả năng này. Hơn nữa, còn có chuyện này, không biết khi nào thì chủ tịch có thể cho chúng tôi rút tiền về để tôi còn có sự chuẩn bị tốt, cho các cán bộ phá hủy tòa nhà cũ đi hay là giữ lại và xây thêm nhà mới. Tôi tin rằng mọi người khi nghe được tin này thì sẽ rất phấn khởi. Cô gái này thật không hề đơn giản chút nào, nhưng thật ra mục đích của mình là muốn cô ta nói ra thôi. Tiền của ông đây này dễ lấy như vậy sao? Không nói rõ ràng mọi chuyện thì đừng có mà mơ. Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng rồi hơi cúi người xuống một chút. Hắn vươn người qua bàn làm việc, ghé sát mặt Nông Âm Vận, miệng cười nói. Chủ tịch Nông, tôi cho tới bây giờ tuy không thể nói rằng xử sự tuyệt đối công bằng, nhưng cũng tương đối công bằng đấy. Hôm trước tôi đến xã bên cạnh gây dựng được mấy trăm nghìn để xây dựng trường học mới đấy. Cô muốn xây trụ sở mới thì cũng được. Nhưng cô phải đề xuất rõ lý do muốn xây trụ sở mới được, ha ha, bằng không, huyện Ma Xuyên chúng các xã, thị trấn có trụ sở nghèo nàn cả, ngay cả đường phố của thị trấn cũng làm từ đá vụn, chẳng lẽ lại không giúp sao? Diệp Phàm nói xong cười lộ cả hàm răng trắng bóng. Nông Âm Vận rất điềm tĩnh, Diệp Phàm áp sát cô, chỉ cách khoảng một thước, không ngờ cô vẫn không lùi về phía sau mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nhưng trên khuôn mặt cô không hề hiện lên một tia đỏ ửng nào. Điều này khiến cho cô gái trở nên rất dịu dàng động lòng người, thậm chí dần dần nét quyến rũ của cô lộ cả ra ngoài. Cô cười nói, chúng ta cũng giống nhau, sự khó khăn của chính quyền xã như vậy, chủ tịch huyện đã thấy rồi, còn muốn tôi nói gì nữa? Cô gái này thoạt nhìn thì rất dịu dàng yếu ớt, nhưng như vậy là có ý gì? Giống như mình có gì xấu xa lắm không bằng. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn chợt lui người về phía sau. Hắn uể oải dựa người vào lưng ghế rồi cười nói. Muốn huyện xuất tiền ra xây dựng trụ sở làm việc cho các cô thì cô cũng biết rõ tình hình tài chính huyện chúng ta rồi đấy. Bây giờ phòng tài chính huyện chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi, trong đó còn lại không được bao nhiêu tiền đâu. Tuy nhiên, chủ tịch Nông à, chẳng lẽ cô không nghĩ tới việc chấn hưng kinh tế xã nhà, cải thiện đời sống cho 50.000 dân trong xã ư? Tuy nói là để lại tiếng thơm cho đời thì đúng là nói trống không thật. Nhưng đời người thì làm được một việc gì tốt cũng đáng tự hào lắm chứ. Hơn nữa, cô là một chủ tịch xã, nhân vật đứng đầu dân chúng trong xã thì việc tạo điều kiện cho nhân dân làm giàu cũng là một nghĩa vụ. Tôi mỗi ngày đều suy nghĩ, đều muốn làm như vậy. Nhưng điều kiện của xã chúng tôi ở đâu, xin chủ tịch huyện chỉ thị cho chúng tôi một con đường làm giàu, Nông Âm Vận tôi nguyện dẫn dắt dân chúng trong xã đi theo con đường ấy. Khiếm khuyết của chúng tôi chính là giao thông. Giọng nói của chủ tịch Nông Âm Vận đột nhiên trở nên kiên quyết hẳn ên, dường như quật ngược lại Diệp Phàm. Ý cô rất rõ ràng, muốn người ta làm giàu thì anh là chủ tịch huyện, nhờ anh chỉ cho một con đường. Tuy nhiên, lời nói của Nông Âm Vận chứa nhiều ẩn ý sâu xa khiến cho Diệp Phàm giật mình. Thằng nhãi này như chộp được cây gậy, vội nói. Xã chức nữ các cô không phải là có Thanh Sương Trà nổi tiếng đó ư, sao không nghĩ cách làm giàu từ đó? Chúng tôi có suy nghĩ rồi, tuy nhiên việc đó cần có nguồn tài chính ủng hộ phát triển Thanh Sương Trà. Tuy nói rằng nhân dân Ma Xuyên biết đến loại trà này nhưng đi ra ngoài thì nó vẫn chưa có danh tiếng. Để nổi tiếng được thì phải có quảng cáo, phải có tuyên truyền. Hơn nữa còn phải mang trà đi giới thiệu với người ta. Không phải cứ lên núi hái trà về sao khô lên bếp rồi pha uống là được, cần phải có quy trình sản xuất đóng gói mới được.
cả xã chúng tôi ngay cả việc xây dựng nhà máy còn không nổi nữa thì lấy gì mà quảng cáo. Đây là một hạng mục rất công phu và tốn tiền của rồi. Năm ngoái, huyện cũng có quyết định này. Sở Nông nghiệp tỉnh không phải cũng có hạng mục trợ giúp đó sao? Lúc đó, Bí thư Chu cũng bảo tôi chạy một lần thử xem, tuy nhiên kết quả lại rất thất vọng. Chương 793, Mỹ Nhân Kế. Huyện Ma Xuyên chúng ta là huyện nghèo nổi tiếng, nhưng các quan lớn Sở Nông nghiệp tỉnh đều toàn nói nhiều hơn làm. Người ta nói như thế nào chứ? Nhà nước lần này chi cho hạng mục nông nghiệp tuy nói là đối mặt với sự nghèo khó của địa khu, nhưng nhà nước hy vọng có thể nhân cơ hội này tạo thành ngòi nổ, chẳng hạn như cô muốn phát triển hạng mục thanh xương trà thì nên tập trung toàn lực vào đó. Phải phát triển hạng mục này, mà không phải cô cứ ngồi một chỗ mà làm giàu được mà cần phát có những bước hành động nhảy vọt. Huyện Ma Xuyên chúng ta thì có ném vào 1 triệu thì cũng bị lãnh đạo huyện lấy mất thôi, còn được bao nhiêu để đầu tư vào thanh xương trà chứ? Hơn nữa, kinh phí đầu tư bỏ vào tài chính huyện quá lớn. Với đường xá ở đây như vậy thì để vận chuyển trà ra ngoài mà người ta đồng ý đến đây được sao? Không có ai muốn đến thì chắc chắn trà cũng bị bỏ đống đó thôi. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện tới gặp một phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh trình bày nguyện vọng. Kết quả là không những không mang được một đồng xu nào về, mà ngược lại còn mất tới gần 10.000 đồng làm lộ phí và phí chiêu đãi. Tôi cầm tờ phiếu chi về gặp Bí thư Chu nhưng ông ấy không đồng ý thanh toán. Ông ấy bảo tôi mang về xã mà thanh toán. Xã chúng tôi nào có còn tiền chứ, thu nhập 1 năm từ thuế còn chưa được 200.000. Tất cả cán bộ đều chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền đó, ngay cả tiền lương cũng không đủ mà trả. Vậy nên bây giờ tôi còn ứng chỉ được 1/2 tiền lương thôi. Nếu không thì Chủ tịch Diệp hôm nay vừa tới đây để tôi báo cáo luôn, tiền còn lại không nhiều đâu, chỉ có 5.000 tệ thôi. Nông Âm Vận trở lại dáng vẻ khổ sở rất đáng thương, còn có vẻ hơi ưu oán, liếc mắt nhìn Chủ tịch Diệp một cái. Cô đứng lên, tới trước mặt Diệp Phàm, cúi người xuống rút từ ngăn kéo ra một tấm phiếu màu xanh. Thằng nhãi Diệp Phàm cũng có vẻ hơi xúc động. Hơn nữa khi Nông Âm Vận lấy tấm phiếu thì toàn bộ thân hình cô cúi sát người hắn. Toàn bộ thân dưới của cô lộ ra dưới chiếc váy mỏng trước mắt hắn. Lập tức cơ thể hắn máu nổi lên dần dật, hắn không khống chế được cảm xúc của mình. Không ngờ, hắn tiện tay lấy chiếc bút trên bàn làm việc ký mấy chữ mà không hề nói một lời. Cảm ơn anh. Nông Âm Vận cười khanh khách cầm lại tờ phiếu, cơ thể cô cũng rời khỏi người Diệp Phàm. Cô liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Lập tức cố kiềm chế vẻ quyến rũ đó rồi cười nói. Đúng lúc chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân viện viện cũng có mặt ở đây. Phiền cô cho tôi ứng tiền luôn, nếu không thì tôi lại phải xuống núi lần nữa, lại mất công hao tài tốn của. Thằng nhãi Diệp Phàm bị một cú hích lập tức tỉnh lại, cảm thấy như mình bị lừa. Hắn hơi tức một chút, lập tức cảm thấy hối hận, trong lòng thầm mắng. Đúng là Mỹ nhân kế, ông đây lại trúng kế độc. Ông đây dày dặn kinh nghiệm như thế mà không ngờ lại trở nên bạc nhược như thế này, không ngờ lại chúng phải Mỹ nhân kế. Thật ra Diệp Phàm cũng nghĩ ra được chắc là lúc này hắn bị thuốc thảo dược phát huy tác dụng nên trở nên kích động như vừa rồi. Hơn nữa cơ thể hắn lại tiếp xúc với thân thể Nông Âm Vận nên không kiềm chế lại được mà sinh ra thất thố như vậy. Khụ khụ, thằng nhãi này làm ra vẻ điềm tĩnh, ho khan mấy cái rồi cười nói. Chủ tịch Nông đúng là lợi hại thật. Có chuẩn bị trước rồi à? Ha ha, không có cách nào khác đâu ạ, nếu không thì đây cũng tới 1,5 năm tiền lương của tôi. Trong khoảng thời gian này thì ngay cả tiền cơm tôi cũng không có nữa là. Nông Âm Vận cười khanh khách, có vẻ hơi đắc ý. Chợt cô kiềm lại, nói. Đây cũng chỉ là số tiền mà huyện phải hoàn lại cho tôi, hơn nữa bây giờ mới hoàn lại là quá muộn rồi ấy chứ. Chủ tịch Nông này, không ngờ cô mồm mép thế đấy. Không ngờ tôi phải cho tôi tiền rồi còn phải nói lời xin lỗi cô nữa chứ, thế này có muộn quá không? Diệp Phàm rõ ràng là có hơi nói giỡn, trong công việc nếu linh động một chút cũng tốt. Dù sao 5.000 đồng cũng phải được hoàn lại, không thiệt hại gì cho hắn. Huống chi, với một cô gái mê hoặc giường ấy, lại dịu dàng giường ấy thì có phải làm như vậy cũng đúng thôi. Chủ tịch Diệp à, tôi không nói vậy, thực sự trong lòng tôi rất cảm kích anh. Bí thư Chu không đồng ý thanh toán mà anh lại chấp nhận. Đúng là Chủ tịch Diệp rất tốt, cảm ơn anh. Nông Âm Vận mỉm cười, cô trở lại vẻ dịu dàng như một tiểu thư khuê các, rất giống với nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tuyệt tác Hồng Lâu Mộng, tuy nhiên so với Lâm Đại Ngọc thì cô đầy đặn hơn nhiều. Cứ như vậy đi,
cô cứ chuẩn bị rồi mấy ngày nữa tôi sẽ đến đây cùng cô lên sở nông nghiệp tỉnh một chuyến. Nghe nói sau lưng núi là xã Ngưu Lang, xã đó cùng với xã chức nữ của các cô làm thành một đôi. Tình hình hai xã không khác nhau là mấy. Tôi sẽ không đến xã Ngưu Lang nữa mà định sẽ gộp hai xã lại cùng làm căn cứ phát triển Thanh Sương Trà. Các cô sắp xếp tính chung với nhau trước đi. Nếu hạng mục này được sở nông nghiệp duyệt thì hai xã các cô có thể triển khai cùng nhau việc gieo giống và trồng cây. Ở huyện Ma Xuyên chúng ta có thể phân loại vùng miền được mà. Cô và bí thư và chủ tịch xã Ngưu Lang cùng nhau bàn bạc, đề xuất chung một kế hoạch cụ thể. Hơn nữa, các cô cùng bắt tay nhau làm thử xem, chuẩn bị hàng mẫu Thanh Sương Trà, đóng gói làm mẫu mã cho đẹp, tinh xảo một chút rồi cố gắng tạo thành mặt hàng đặc sản của huyện Ma Xuyên chúng ta. Chúng ta cần phải làm cho loại hàng này không giống như bình thường, đại chúng hóa thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Phàm trở lại chuyện chính, hắn không kìm nổi liền lên giọng trêu đùa. Tôi có yêu cầu như thế này, việc này nếu như hai xã hợp tác làm với nhau thì cần có một người đi đầu. Ngài có thể chọn xã chức nữ làm trung tâm triển khai căn cứ, về sau có phân bổ tài chính thì cũng có thể suy xét cho xã chức nữ trước được chứ ạ. À? Nông Âm Vận bắt đầu đoạt địa bàn thu tiền. Chủ tịch Nông, cô buộc tôi phải giao quyền cho cô đấy à? Diệp Phàm nhấp ngụm trà, như cười như không nhìn chằm chằm Nông Âm Vận. Đó là một chuyện rất cực nhọc, đòi tiền không có tiền, cái gì cũng được bắt đầu từ đầu. Thật ra tôi cũng đã có tính toán trước, chỉ có điều ở huyện không có ai ủng hộ, ở địa khu và tỉnh thì càng không cần phải nói. Năm ngoài tôi còn lên kế hoạch chi tiết, chủ tịch Diệp, mời anh xem ạ. Nông Âm Vận vừa nói vừa xoay người tới trước Diệp Phàm, vì Diệp Phàm đang ngồi trên chiếc ghế xoay vốn của cô, cho nên cô phải cúi người xuống mở ngăn kéo tủ. Diệp Phàm tự nhiên lách người qua một chút để cho Nông Âm Vận cúi người xuống. Kế sách của thằng nhãi này là lợi dụng cơ hội để đặt tay vào ngực Nông Âm Vận một cái. Hắn cảm thấy rất mềm mại, mùi hương ngọt ngào tự nhiên thoảng tới. Nông Âm Vận dường như không để ý, cô lấy ra tài liệu đặt lên bàn. Diệp Phàm cũng kêu lên. Cô chỉ cho tôi xem đi, kế hoạch này nếu tự tay cô làm thì cô là người biết rõ nhất. Nếu muốn lên sở nông nghiệp trình bày sự việc thì kế hoạch càng rõ ràng, càng cụ thể càng tốt. Chúng ta đừng nóng vội mà cứ từ từ mà tiến. Vâng. Nông Âm Vận liếc mắt xem xét chủ tịch Diệp một cái, hơi ngượng ngùng. Hai người khe khẽ bàn bạc, ngón tay Nông Âm Vận lướt nhẹ trên trang giấy, giải thích kế hoạch. Thằng nhãi Diệp Phàm thì say sưa hít lấy mùi hương thoảng ra từ cơ thể cô. Dường như hắn quên hết cả, đâu có nghe được lời nào của cô. Nông Âm Vận hình như cũng cảm giác được điều gì đó. Không ngờ khuôn mặt cô cũng dần dần đỏ ửng lên. Chức nữ, Ngưu Lang. Diệp Phàm nhẹ nhàng nhắc tới kế sách, hắn suy nghĩ liệu có cách nào ám chỉ tới ai là Ngưu Lang chức nữ hay không. Tuy nhiên chủ tịch Nông ngồi cạnh hắn lại hiểu lầm, khuôn mặt cô càng đỏ lên. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn mới thấy tình trạng khác thường của cô. Hắn cười nói. Chủ tịch Nông, phương án về thanh xương trà của cô đúng là rất hay. Loại thanh xương trà này liệu có thể gắn kết với tiếng tăm của chức nữ Ngưu Lang không? Nếu có thể kết hợp như vậy thì có lẽ sẽ dễ dàng tạo thành thương hiệu cho huyện Ma Xuyên chúng ta. Dùng thương hiệu Ngưu Lang chức nữ gắn vào đó ư, ý chủ tịch huyện là mượn cái danh đó để đưa sản phẩm này ra thị trường. Rất hay. Nhưng gọi là trà Ngưu Lang hoặc trà chức nữ thì có vẻ như thô tục quá. Còn không bằng gọi là thanh xương trà, nghe có vẻ đại khí, lịch sự tao nhã hơn. Nông Âm Vận lắc lắc đầu. Ừ, cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Việc này quyết định như vậy nhé. Cô tranh thủ thời gian hoàn thiện phương án này một chút, tôi sẽ thông qua ở huyện nữa. Còn nữa, tôi quyết định thành lập một ủy ban lâm thời cho việc phát triển thanh xương trà. Cô tạm thời phụ trách việc này. Cô cũng nhanh chóng liên hệ với chủ tịch và bí thư xã Ngưu Lang. Đúng rồi, còn các đồng chí ở xã chức nữ của cô nữa. Cô nói cho họ biết, ngày mốt toàn bộ các cán bộ cấp phó phòng trở lên ở hai xã đến huyện họp. Tôi muốn nghe ý kiến của họ về việc phát triển thanh xương trà. Cũng cần phải giải thích nữa, lúc đó có cách gì cũng phải nhanh chóng trình bày chứ không được che giấu. Rồi sau đó chúng ta lên tỉnh, chuẩn bị đầy đủ về tài chính, khi đó mới yên tâm được một chút. Diệp Phàm thận trọng giải thích. Chủ tịch huyện, anh yên tâm đi, tôi lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị. Nông Âm Vận gật đầu vẻ quyết đoán. Trong lòng cô ngầm sung sướng, nếu ủy ban này được thành lập thì có lẽ cô rất có hy vọng sẽ thành công.
Nếu như có thể mất vị trí chủ tịch xã thì làm người cầm đầu dự án sản xuất thanh sương trà cũng rất tốt, dễ thu được thành tích. Hơn nữa, nếu thực sự ở huyện có ý đồ đó thì chức chủ nhiệm ủy ban cũng tương đương với cấp trưởng phòng, có lẽ cũng sẽ được sắp xếp một chức vụ tương đương với phó chủ tịch huyện. Nông Âm Vận dường như đã nhìn thấy vị trí tương lai của mình trước mắt. Gặp việc vui thì cô càng lên tinh thần. Về lý thuyết thì Nông Âm Vận nhấp một ngụm rượu nên có thể vui vẻ phấn chấn ngay tại cuộc họp, nhưng cô gái này vẫn giữ được nét điềm tĩnh khi về tới tận nhà. Chỉ có điều cô chỉ uống với Diệp Phàm một ly chứ không uống nhiều. Mấy cán bộ khác có cùng ly với cô thì cô cũng chỉ nâng chén nhấp môi một chút chứ không uống nhiều. Nông viện viện thì không như vậy, phỏng chừng cô cũng đã nhiều lần tiếp khách nên tửu lượng cũng khá. Riêng cô đã chạm ba chén với chủ tịch Diệp và cùng một ly với những người khác. Mặt cô ửng hồng như quả đào mật chín đỏ khiến cho chủ tịch Diệp chỉ muốn xông tới làm người hái đào. Cơm nước xong xuôi, họ cùng đi xuống núi. Họ tới xã Kim Đào. Nơi đây đúng là có rất nhiều cây đào mật, khắp núi đồi đều toàn là cây đào. Chiếc Wrangler cửa mới chạy tới hàng rào của một vườn đào thì thấy ven đường có rất nhiều gốc đào đã bị đốn ngã. Bác à, sao lại đốn đào đi thế ạ? Diệp Phàm xuống xe, thuận miệng hỏi. Ôi, không đáng giá gì, chỉ bằng đốn đi làm củi đốt. Loại gỗ đào này cũng chẳng dùng để làm gì được, thân cứ cong queo như thế này thì chỉ có thể dùng làm củi đun thôi. Một ông lão thở dài, lấy tay chỉ mấy gốc đào, thực ra ông có chút không đành lòng. Tuy nhiên, ông cau mày lại, bổ một nhát rìu xuống thân cây đào. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cây đào đổ xuống. Đừng đốn đào đi bác ơi, giữ lại chứ. Diệp Phàm hô lớn, giữ chiếc rìu của ông cụ lại. Chương 794, ai muốn làm? Để lại làm gì, cái thứ này không thể làm ra cơm. Mấy năm trước ở huyện hứa hẹn với chúng tôi đủ chuyện, rốt cục thì thế nào chứ? Tất cả chỉ còn lại là một đống rác rưởi, còn không bằng mấy nắm trà, trà còn bán được mấy đồng tiền mua dầu mua muối. Người đàn ông lại giơ cánh tay mạnh mẽ của mình xua xua, đẩy Diệp Phàm đi. Dường như y đang muốn cướp lại chiếc búa trên tay Diệp Phàm. Đừng làm bậy, anh ta là chủ tịch huyện mới của chúng ta, chủ tịch Diệp. Ông Lý vừa thấy có chuyện không ổn, nhanh chóng vọt lên trước, túm cánh tay y lại. Chủ tịch huyện ư, tốt quá. Tôi đang muốn tìm các vị lòng lang dạ sói đây, con mẹ nó các người, bồi thường tiền cho bọn tôi đi. Người đàn ông tức giận, túm lấy áo quần Diệp Phàm định hành hung. Bác Nghiêu à? Mau bảo cậu trụ dừng tay đi, anh ta là chủ tịch huyện Diệp đấy. Lúc này nông viện viện chạy vọt tới, ôm lấy cánh tay người đàn ông tên trụ định kéo lại. Dừng tay cái mẹ gì, cút ngay cho ông. Nghiêu trụ nổi giận, không thèm quan tâm, hung hăng đẩy nông viện viện ra. Hừ, chuyện gì cũng để từ từ, động tay động chân làm gì chứ. Diệp Phàm tức giận, hừ một tiếng, tiện tay đẩy nông viện viện ra, tay kia nắm chặt bàn tay to lớn của Nghiêu trụ lại. Nghiêu trụ tức giận, đá một cước về phía Diệp Phàm. Bá! Một tiếng bá vang lên, Nghiêu trụ đá người khác nhưng bản thân mình thì lại bị ngã chỏng vó dưới gốc cây đào. Đó là do y tự mình chuốc vạ vào thân. Diệp Phàm đang hơi tức giận, lại không ngờ tên thanh niên kia nặng tay với nông viện viện, y không đáng mặt đàn ông tí nào. Vậy nên hắn cố ý cho y một đòn xem như là lời cảnh cáo. Ông sẽ làm thịt mày, làm quan mà lương tâm chỉ đáng vứt cho ăn. Nghiêu trụ giận dữ, tiện tay nắm một nắm đất đá ven đường ném về phía Diệp Phàm. Trụ à, dừng tay lại con. Ông Nghiêu gọi giật lại rồi khẩn trương ôm lấy thắt lưng thằng con lại. Sợ cha mình bị thương, Nghiêu trụ cũng không dám làm gì, chỉ có điều y trừng mắt lên nhìn cha mình ra vẻ giận dữ. Nghiêu trụ à, cậu có muốn trách thì cũng không thể trách chủ tịch Diệp được, anh ta vừa mới lên chức. Trước đây người bảo cậu đầu tư vào cây đào chính là chủ tịch huyện Giang và chủ tịch huyện Vi kia mà. Cậu dựa vào cái gì mà đổ lỗi cho chủ tịch Diệp chứ? Thầy Lý xông tới quát lên. Rốt cuộc sao lại thế này chứ? Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện xem nào. Diệp Phàm nhướng mày, có vẻ muốn thu xếp ổn thỏa. Nhưng Nghiêu trụ không cảm kích mà ngược lại tức giận ngẩng cao đầu, ra vẻ không thèm tiếp. Ôi, chủ tịch Diệp à! Mấy năm trước chủ tịch Vi tới thăm xã chúng tôi, nói là ở huyện đang khuyến khích phát triển trồng cây đào, còn muốn xây dựng cơ sở ở đây nữa. Bởi vì xã chúng tôi tên là xã Kim Đào, nếu quả của loại đào này về sau bán được giá thì rất phù hợp với tên xã Kim Đào.
Chủ tịch và bí thư xã liền yêu cầu nhân dân trong xã phân đất trồng đào. Hơn nữa giống cây non loại đào này không hề rẻ, một gánh kê chỉ đổi được một gốc đào. Lúc ấy họ còn cam đoan nói là sẽ lo luôn cho chúng tôi đầu ra, nhất định sẽ trả lại tiền phân đạm cho chúng tôi. Thậm chí nhà nước còn đồng ý cấp phân đạm cho luôn. Họ còn nói đây là chỉ thị của Chủ tịch Giang. Lúc đó mọi người nghe nói có nhiều ưu đãi như vậy nên cũng xuôi tai. Có người còn chặt bỏ cây chè để trồng đào. Lúc đó có mấy xã lân cận còn thèm thuồng lên tận huyện hỏi vì sao không ưu đãi cho bọn họ. Có người cũng vụng trộm chặt bỏ cây sam nhà mình để trồng đào. Ai ngờ, đào đã trồng gần một năm, vậy mà một năm vừa rồi không hề có một chút phân đạm nào gọi là trợ cấp. Mọi người đi tìm chủ tịch xã. Ông ta luôn thoái thác, nói là cả năm rồi không hề thấy trên huyện trợ cấp phân đạm gì cả. Hơn nữa, sau đó lại càng không ra gì. Mấy năm sau, đào ra quả, quả khá to, bằng cả nắm tay, màu đỏ hồng trông rất đẹp mắt. Mọi người đều trông ngóng đến mùa thu hoạch sẽ có người đến thu mua. Nhưng đến bây giờ không có ai thu mua cả, thậm chí cũng chả có ai quản lý. Khi đó, mọi người đi tìm chủ tịch Phi. Ông ta nói lúc trước chủ tịch Giang chỉ thị. Sau đó mọi người đi tìm chủ tịch Giang, ông ta lại phớt lờ, nói là lúc trồng đào thì ông ta còn chưa tới Ma Xuyên làm chủ tịch huyện. Vậy là người này đẩy cho người khác. Kết quả, đào chẳng thể ăn thay cơm được, bọn con buôn tới thu mua thì lại hạ giá rất thấp, một cân mới được mấy hào. Hái hết quả một cây đào bán còn không được mấy đồng. Người ta còn không đủ tiền mua phân bón. Vì thế mọi người đều đành chặt hết toàn bộ đào nhà mình. Lúc ấy đi nhà vệ sinh còn phải xếp hàng, vì tranh giành phân với nhau mà có lần có ba người nọ đánh nhau suýt chết. Ông Nghiêu run rẩy kể lại, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu, nước mắt ông chảy ràn rụa. Đều là do các người làm quan mà lương tâm để chó ăn mất rồi. Vào 3 năm trước khi muốn mở rộng đất đai trồng đào, ông Vi dẫn theo một người không biết là ai, tới xã chúng tôi, vẽ nên viễn cảnh tương lai rất đẹp khi trồng đào, rồi còn biểu diễn này nọ. Chúng tôi không hiểu lắm cái việc đó. Ngưu Trụ thở phì phì nói. Có phải đóng phim không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Cũng không biết, dù sao cũng có cả một đám người, trông rất là lướt. Họ còn mang theo nhiều camera biểu diễn nữa. Ngưu Trụ tức giận hừ một tiếng, nói. Đúng là lãnh đạo huyện vì muốn dàn cảnh đóng phim nên lừa dân chúng trồng đào, đó là vì hoa đào sẽ tạo nên cảnh rất đẹp. Chuyện này đúng là quá hiểm ác, cần điều tra mới được. Trong lòng Diệp Phàm thầm suy xét. Miệng hắn thì khuyên nhủ. Bác Ngưu à, tạm thời bác đừng đốn hết. Năm nay huyện sẽ nghĩ cách giúp các bác. Đốn đi thì tiếc lắm, để trồng được cây đào to cao như thế này thì phải mất nhiều năm mới trồng được. Diệp Phàm khuyên nhủ khá chân thành. Đừng đốn ư, vậy cậu cho chúng tôi cơm ăn hả? Ngưu Trụ đứng một bên hừ lạnh nói. Ngưu Trụ, tôi biết bác đang tức giận trong lòng. Loại quả đào này có nhiều công dụng lắm. Trái đào ngoài việc dùng làm quả ăn rất ngon thì còn có thể chế biến thành đào sấy khô, thành quả đào vò. Trái cây, lá cây có thể dùng làm hạnh nhân, sử dụng trong đông y. Diệp Phàm giải thích. Tất cả mọi người đều hiểu chuyện đó, nhưng ai tới chế biến? Ai tới tạo vỏ, cậu tới ư? Chủ tịch Diệp nếu muốn thành lập nhà máy sản xuất đồ hộp tại đây thì chúng tôi không đốn nữa. Việc đó thì mạnh miệng nói là được, cũng giống như ông Vi thôi, đều là lừa gạt người dân cả. Chúng tôi bị lừa một lần rồi, tuyệt đối không để bị lừa lần thứ hai. Ngưu Trụ kêu lên. Đừng đốn mà, tôi nói thật đấy. Để tôi tổ chức một cuộc họp ở xã, tập trung toàn bộ người dân trồng đào lại. Chúng ta cùng bàn bạc chứ làm sao bây giờ? Đến lúc đó nếu không có cách nào nữa thì các vị đốn đào đi cũng chưa muộn. Tin hay không thì tùy bác, nếu không đến lúc đó đừng khóc là được, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn không để ý đến Ngưu Trụ nữa, lên xe rồi nói. Đến trụ sở xã đi. Tin cái con khỉ ấy, làm quan thì đều hủ hóa cả, ông đây chặt hết, chặt. Ngưu Trụ thốt lên giận dữ, y vung rìu lên chém mạnh như muốn chút nỗi tức giận vào đó. Chủ nhiệm nông, chuyện trồng đào này rốt cục sao lại thế này? Diệp Phàm lúc này tĩnh tâm lại một chút, liền quay sang hỏi nông viện viện. Tôi cũng không rõ lắm tình hình lúc ấy. Hình như là chủ trương của Phó Bí Thư Vi. Lúc đó ông ấy còn chưa phải là Phó Bí Thư, hình như là Phó Chủ tịch huyện. Tuy nhiên ở huyện hình như cũng đồng ý, nếu không thì cũng không có chủ trương đó. Giống đào này được trồng ở đây cũng không ít đâu,
hầu như nhà nào ở xã Kim Đào cũng có trồng, tất cả đều được trồng trên vùng núi rừng hoang vu và biến thành rừng đào. Thậm chí lúc ấy nhân dân có bao nhiêu đất đều dùng để trồng đào. Hơn nữa, mỗi hộ có ít nhất mấy chục gốc đào. Mấy nhà giàu có hơn một chút thì trồng đến hàng ngàn gốc đào. Xã Nguyệt Hồ, xã Tượng Sơn bên cạnh nghe nói cũng có người trồng lén. Anh xem đi, loại đào này được trồng bạt ngàn khắp núi đồi. Đến mùa xuân nở hoa thì thành cả một rừng đào rực rỡ, ngắm thỏa mắt. Đáng tiếc thay, bây giờ lại biến thành như thế này. Vì trồng đào mà nông dân Ma Xuyên lại bị thiệt hại nhiều như vậy. Nông viện viện thở dài. Cảnh đẹp đúng là đáng chiêm ngưỡng, tuy nhiên lại không thể biến thành cơm ăn được. Thử xem có cách nào, hay là thành lập nhà máy gia công ở đây. Nếu không, đốn đi thì tiếc thật. Diệp Phàm lắc lắc đầu, cảm thấy huyện Ma Xuyên này thật là nhiều vấn đề, trên cơ bản xã nào cũng có những vấn đề phải giải quyết. Hơn nữa, hắn là một chủ tịch huyện cũng không thể vội vàng quyết định được. Không lâu sau, bọn họ dừng chân ở trụ sở xã. Bí thư Phan Hoành Lễ xã Kim Đào là một người trung niên, phỏng chừng trên dưới 40 tuổi, mặt rỗ. Bình thường người dân ở đây sau lưng thì gọi lão ta là Phan Mặt Rỗ, nhưng thật ra ai ai cũng xem tên gọi đó như là tên thật của lão ta rồi. Chủ tịch xã là Thái Tắc Dân, mang cặp kính mắt gọng vàng, vẻ mặt nhã nhặn thư sinh. Phan Mặt Rỗ cười với vẻ cứng rắn, vừa nhìn là biết ngay nụ cười xã giao, hơn nữa nụ cười đó đích xác không thể nói là thành thật được. Diệp Phàm còn mơ hồ nhận thấy trong mắt lão ta dường như có chút khinh thường. Thái Tắc Dân thì ngược lại tỏ ra vô thanh vô tức, chỉ có điều ông ta tiếp đón Diệp Phàm theo đúng nghi thức giao tiếp mà thôi. Bí thư Phan, tôi không nói nhiều. Vừa rồi ở ven đường đang có rất nhiều người dân chặt đào làm củi đun, không biết ở xã có biết việc này không? Diệp Phàm hỏi với giọng bình thản. Ha ha, chặt thì cứ chặt đi, dù sao làm củi đốt cũng đượm lửa lắm, không chặt thì để làm gì? Phan Mặt Rỗ nói với vẻ hờ hững, giống như việc này không hề có quan hệ gì với một bí thư đảng ủy xã như lão vậy. Chủ tịch Thái, anh nói sao? Diệp Phàm quay đầu hỏi vị chủ tịch xã nhã nhặn bên cạnh. Không chặt thì có cách gì được, nhìn thì khó chịu, ôi! Thái Tắc Dân thở dài, trên mặt thể hiện vẻ u buồn. Hừ, lúc trước các vị bảo người ta trồng, bây giờ họ bổ làm củi đốt, các vị không hề có một chút phản ứng nào sao? Vẻ mặt Diệp Phàm lập tức trở nên căng thẳng, thấy thái độ như vậy của nhân vật số 1, số 2 của xã, trong lòng hắn thật sự rất tức giận. Đó là chỉ thị của lãnh đạo huyện, lúc trước chúng tôi cũng không có cách gì. Không chặt thì có được không chứ? Bí thư Phan dùng câu nói đầu tiên đổ toàn bộ trách nhiệm cho huyện, nhưng đúng là lão nói như vậy thì có vẻ như mình hoàn toàn trong sạch, không dính dáng gì đến chuyện này. Lời ong tiếng ve đầy ra đấy. Chủ tịch Thái. Ông lập tức thông báo cho toàn bộ cán bộ xã đến đây tổ chức một cuộc họp. Toàn bộ trưởng thôn, bí thư chi bộ, đại đội trưởng dân binh, thủ quỹ, kế toán đều gọi hết tới đây. Diệp Phàm sợ không kịp thời gian, liền khoát tay áo nói. Với mục đích gì vậy? Chủ tịch Diệp à, dù sao cũng phải có lý do gì đó chứ, phải không nào? Phan Mặt Rỗ liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói với giọng đều đều, không hề lộ vẻ nóng nảy. Như vậy thì đúng là hơi lạ. Giống như chủ tịch Diệp còn phải trưng cầu ý kiến lão ta vậy. Xem ra lão này thuộc loại khó chơi rồi. Chuyện chặt cây. Diệp Phàm không hề ngẩng đầu, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Chuyện đó thì làm sao là lý do được, chỉ lãng phí công sức thôi. Phan Mặt Rỗ mở miệng ra phản đối. Ông nói gì vậy, cái gì mà lãng phí công sức chứ? Các vị nói trăm dân đều khốn khổ vì cây đào, bây giờ người ta không thể không chặt. Các vị nói cũng phải để ý chứ. Diệp Phàm nhẹ nhàng quay đầu hướng về phía chủ tịch xã Thái nói. Lập tức thông báo với mọi người, tối nay họp thâu đêm, không có lý do không được vắng mặt, sẽ điểm danh. Được, tôi sẽ làm vậy. Chủ tịch Thái đáp lại rồi giải thích cho nhiệm vụ cho một nhân viên bên cạnh. Chủ tịch Diệp, anh có biết là toàn bộ đại đội trưởng dân binh, kế toán thủ quỹ có tất cả bao nhiêu người không? Bọn họ về đây hết thì làm sao đủ cơm ăn, con số kia tới hơn 100, cộng thêm các cán bộ công nhân viên chức nhà nước nữa thì không dưới 200 người. Tiền thức ăn không thể nào chi được, tiền lo cho bữa tối cũng phải 2-3 nghìn đồng. Hơn nữa tiền đi lại, xe cộ thì không dưới 4 ngàn đồng. Kinh tế huyện Ma Xuyên chúng ta không khá giả gì, xã Kim Đào chúng tôi lại nghèo rất mồng tơi. Cho nên cũng phải tính toán một chút.
Phan Mạt Dỗ có vẻ không vừa lòng, không ngờ phản đối ra mặt như vậy. Nói gì vậy, dù phải tiêu nhiều tiền hơn nữa thì cuộc họp này cũng phải được tiến hành. Giải thích cho nhà ăn của nhà nước đi mua thức ăn chuẩn bị, buổi tối chỉ ăn cơm rau dưa, không uống rượu. Diệp Phàm quay sang Thái Tắc Dân giải thích. Hừ, vậy thì cứ tiến hành đi, tuy nhiên tiền ăn uống tối nay thì chủ tịch Diệp phải trả, xã chúng tôi không có tiền, không trả nổi đâu. Phan Mạt Dỗ không hề nể nang gì Diệp Phàm, tính toán với vẻ chi ly. Khuôn mặt Dỗ của lão ta hơi ngẩng lên, tư thế như là đùa giỡn. Thật ra lão ta không muốn tổ chức cuộc họp kia, bởi đó giống như là một thùng thuốc nổ, phỏng chừng chỉ chờ kíp nổ là nổ bùng lên luôn. Gần đây dân chúng đều chặt cây, có người còn đến trụ sở xã gây gổ, có người thậm chí còn chặt cả cây đào mang tới trụ sở chính quyền xã. Phan Mạt Dỗ trốn còn không kịp, thế nên lão ta không hề muốn có cuộc họp này. Hơn nữa, Phan Mạt Dỗ và bí thư đảng quần chúng Vi có quan hệ khá tốt. Lúc trước chuyện trồng đào là do bí thư Vi giao nhiệm vụ xuống. Phan Mạt Dỗ để được lòng bí thư Vi nên áp dụng áp chế, từ chỗ bắt buộc đến dùng thủ đoạn lừa gạt để đạt được yêu cầu của phó chủ tịch huyện trồng được 400.000 gốc đào. Xã Kim Đào có khoảng 4.000 hộ, chỉ tiêu số gốc đào được chia đều trên đầu người cho từng hộ. Thế nên nhiều người dân bị lừa gạt trồng đến mấy trăm gốc đào, ít nhất cũng phải mấy chục gốc. Như vậy tổng cộng cả xã Kim Đào trồng gần 500 gốc đào. Một số xã lân cận cũng trồng, phỏng chừng toàn bộ huyện không dưới 600 gốc đào. Vào thời điểm hoa đào nở thì xã Kim Đào rất đẹp, trông rất giống như chốn thần tiên, khắp nơi đều một màu đỏ tươi. Tuy nhiên, đến mùa thu hoạch thì toàn bộ quả đào đều trở thành rác cả, khắp nơi, từ trong bụi cỏ, ven đường, ngoài đồng, đâu đâu cũng đầy quả đào thối. Đến lúc đó thì mùi hôi quả đào thối có thể khiến cho người có sức khỏe kém ngất xỉu đi. Vậy nên gần đây nhân dân Ma Xuyên đều nói xã Kim Đào là xã đào thối. Nói như vậy cũng khó trách được, 600.000 gốc đào trưởng thành có thể sản sinh ra không ít quả đào. Nhân dân huyện Ma Xuyên có thể ăn thoải mái, nhưng loại đào này nếu ăn nhiều quá thì lại bị tiêu chảy. Khởi đầu là mấy đứa trẻ hái trộm, sau đó không có ai quản lý, chúng ăn nhiều đến nổi không ăn nổi cơm nữa. Đến trường chúng cũng lấy đào ném nhau đùa giỡn giống như quả tạ, rất thích thú. Diệp Phàm đương nhiên cũng cảnh giác chuyện gì rồi nên ra tay hết sức kiên quyết. Chương 795, Chủ tịch huyện Diệp đánh bí thư Phan. Anh xem anh là cái thái độ gì đây? Chặt mất cây đào chẳng lẽ anh không tiếc sao, anh không đau lòng sao? Thế thì lúc trước không nên trồng, nếu đã trồng rồi, chúng ta phải giúp bọn họ suy ngẫm đường ra. Một gốc đào cũng phải mất 3-4 năm mới có thể trưởng thành, một đao chặt đi tinh lực 3-4 năm thật là uổng phí, lão Phan đồng chí, tôi hy vọng anh có thể chấn chỉnh lại thái độ của mình. Diệp Phàm giọng điệu nghiêm khắc mà phê bình Phan Mạt Dỗ, thằng nhãi này bày ra khí thế cũng rất là uy phong. Tuy nhiên, Phan Mạt Dỗ giống như tảng đá thối trong hầm cầu, căn bản là vừa thối vừa cứng, sao có thể đem lời trẻ con của chủ tịch huyện Diệp Phàm để vào mắt, vừa nghe nói buổi tối phải ăn mất 3-4 ngàn tệ. Thằng nhãi này sớm đã đau lòng đến mức nhảy cẫng lên. Hơn nữa căn bản là không muốn họp hành, cho nên, lập tức cũng là lạnh lùng cãi lại nói. Thái độ lão Phan tôi toàn bộ nhân dân Ma Xuyên đều hiểu được, điều này không cần làm phiền chủ tịch huyện Diệp đến chấn chỉnh. Thái độ Phan Mạt Dỗ khá là hung hãn, rõ ràng đây là không nể mặt Diệp Phàm, hơn nữa, mơ hồ sắp đập cả bàn. Ý của anh là tôi vẫn chưa đủ tư cách để chấn chỉnh thái độ của anh phải không? Thói quen trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia cười quỷ dị. Nụ cười này, Tề Thiên rõ nhất, xác định chắn chắc là khúc dạo đầu xui xẻo của người nào đó. Hừ, tôi là đảng viên, hơn nữa có mười mấy năm tuổi đảng, chịu đảng quản. Phan Mạt Dỗ liếc xéo Diệp Phàm một cái, giống như sắp sửa tức giận. Tên khốn này, đúng là dũng cảm, lời này ý gì đây, không phải rõ ràng nói cho ông đây biết ở huyện này là ai đại biểu đảng, đương nhiên là bí thư Chu. Ông đây chỉ là chủ tịch huyện vẫn không quản được y, không đàn áp được thì ông đây sẽ cuốn gói chạy lấy người. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy trong lòng một luồng khí nóng, dầm, một tiếng vang lớn, ra là một cú đập bàn nặng nề. Hừ lạnh một tiếng nói. Chịu đảng quản là tốt rồi, tôi là phó bí thư huyện ủy, dưới chỉ thị của bí thư Chu xem ra không thể không chấn chỉnh thái độ anh một chút. Diệp Phàm chất giọng nặng nề thốt ra, xoay người nói với chủ tịch xã Thái bên cạnh. Đồng chí Phan Hoành Lễ không phục sự sắp xếp của đảng, từ bây giờ tạm thời cách chức cảnh tỉnh lại,
chức bí thư đảng ủy xã Kim Đào tạm thời do ông thay thế. Khi nào cảnh tỉnh xong, sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình, thì lúc đó hãy nói tiếp. Anh vẫn không có tư cách đình chức ông đây, thứ gì vậy hả? Phan Mặt Dỗ bùng nổ rồi, ỷ vào địa khu và ở huyện đều có nâng đỡ, cái bàn bị hắn vỗ một cái, dầm một tiếng lớn, cái chén sứ kia bị y quẹt trúng rớt xuống đất, rắc một tiếng vỡ tan tành. Thằng nhãi này trợn mắt nhìn chừng chừng chủ tịch huyện Diệp, ánh mắt kia, tuyệt đối là muốn cắn người. Lão Phan, chú ý chút. Lúc này chủ tịch xã Thái bên cạnh thấy không ổn, liền lôi kéo cánh tay Phan Mặt Dỗ khuyên nhủ, ở cửa và hành lang đứng đầy cán bộ nhà nước xã xem náo nhiệt, từng người một dương cổ lên, tất cả đều có chút trợn tròn mắt. Không thể tưởng được chủ tịch huyện Diệp sẽ đụng độ với Phan Mặt Dỗ. Phải biết rằng Phan Mặt Dỗ chẳng những trên huyện có bí thư đảng và quần chúng vì bất lý cùng y thân như huynh đệ, hơn nữa địa khu lại có người chống đỡ, chính là bí thư Chu Phú Đức khá thân như là thân thích, cũng nể y ba phần mặt mũi. Chủ tịch huyện Diệp này, phỏng chừng là không hiểu rõ quan hệ của Phan Mặt Dỗ, nước cờ tiếp thật đúng là lớn chuyện đây. Cút ngay, anh là cái thá gì? Lão Phan phẫn nộ điên cuồng, vì ở trước mặt cấp dưới lấy lại sĩ diện. Liền một lực mạnh đẩy chủ tịch xã Thái loạn choạng đụng vào tường, cái gọng kính vàng kia cũng bị đụng văng xuống đất vỡ tan tành. Trên mặt cũng bị gọng mắt kính sắc bén cào rách một đường dài, cả máu cũng bắt đầu chảy ra. Mẹ nó chứ, anh thật sự thể hiện ra rồi phải không? Còn dám hành hung đánh người. Cùng với tiếng quát của Diệp Phàm, bóp một tiếng hình như là tiếng một cái tát truyền đến, đứng trên hành lang xem náo nhiệt lại càng sốc hơn, hình như là Phan Mặt Dỗ bị chủ tịch huyện Diệp tát một bạt tai. Hơn nữa, cái tát kia rất là vang dội, tiếng giòn vang truyền được rất xa, ngay đến nhóm cán bộ dưới lầu cũng nghe thấy được, nghĩ rằng phía trên đã bị địa chấn gì đó. Chủ nhiệm văn phòng đảng và chính quyền xã Kim Đào đồng chí Giang Hữu Đạo sợ tới mức thân mình bủn rủn, thấy đồng chí lão Phan bị Diệp Phàm tát một cái không ngờ ngã xuống góc nhà. Cái chán kia trà sát vào tường lập tức liền nổi lên chấm chấm như bánh xốp oang oang, nhưng cái bánh này là màu tím xanh, cũng được xem như là sản phẩm đặc biệt. Vội vàng chạy đến đỡ y dậy, đang lúc muốn khuyên lão bỏ qua đi thì lão Phan từ trên đất bò dậy, vừa nhấc chân lên, đá cho đồng chí Giang Hữu Đạo ngồi xổm xuống đất, hình như là bị đá trúng chỗ yếu thì phải, không biết có bị phế hay không nữa. Phải biết rằng Phan Mặt Dỗ khi còn trẻ tuổi từng tham gia qua cuộc chiến phản kích tự vệ, hơn nữa còn là lính trinh sát, tuyệt đối có mấy đường võ. Mấy kẻ lưu manh cầm đầu ở xã Kim Đào này đều phải gọi y là Phan ca. Thằng nhãi này sau khi đá văng chủ nhiệm Giang ra, thuận tay vớ lấy một cây chổi lông gà ở góc nhà như thể cầm hồng anh thương, chân kia nhún một cái, dùng đủ kinh lực, từ không trung thẳng hướng Diệp Phàm mà bổ xuống, tạo ra tư thế cũng rất là chuẩn xác. Chủ tịch huyện cẩn thận. Nông viện viện từ trong đám người tiến vào vừa thấy, mặt kia lập tức trắng bệch, tuy nhiên rất dũng cảm mà xông thẳng về trước, muốn nắm lấy cây chổi lông gà của lão Phan. Tuy nhiên lão Phan cũng thật nhanh nhẹn. Chân trái vừa nhấc, nông viện viện bị đá trúng rồi, bởi vì tác dụng quán tính, nên bị văng về hướng cửa sổ. Cửa sổ kia thì đang mở toang toác, nếu không ai cứu giúp có lẽ cô em nông viện viện sẽ có một động tác nhảy cầu duyên dáng mà nhảy lọt xuống đường lớn đây. Diệp Phàm vừa thấy, hừ lạnh một tiếng, trình diễn bộ cước võ thuật, thân thể hướng về trước nhoáng lên một cái liền ôm lấy nông viện viện. Thuận chân đá một cước liền một thanh âm, răng rắc, vang lên. Phan Mặt Dỗ lập tức giống như một con rắn bị rút gân nằm sụi lơ trên sàn nhà, thanh âm gãy xương kia hình như tất cả mọi người đều nghe thấy. Kêu đồng chí đồn công an đến, trước tiên còng lại đã. Hành hung ngang ngược như thế, thiếu chút nữa gây nên án mạng. Diệp Phàm lạnh lùng quét qua mấy tên trên hành lang hừ nói. Sở trưởng Ngưu cao to lực lưỡng, đầu đổ mồ hôi đầy mà tiến vào, đỡ dậy Phan Mặt Dỗ muốn đi. Không nghe được sao, là còng lấy. Không phải đỡ dậy, đối với loại không thèm để ý đến hình tượng đảng, người giống bọn lưu manh du côn thì không cần khách khí. Diệp Phàm hừ nói, đó đúng là tư thế chủ tịch huyện, sở trưởng Ngưu sợ tới mức nhòm nhòm chủ tịch huyện Diệp, lại lườm Phan Mặt Dỗ như con chó chết không có khí lực ngồi phịch trên đất, rất là khó xử. Uy phong của lão Phan còn đây, tất nhiên sở trưởng Ngưu vẫn còn khá sợ. Tuy nhiên đối diện lại là chủ tịch huyện Diệp, tuy nói người này nhìn qua thì tuổi còn trẻ hơn so với mình. Nhưng người ta là chủ tịch một huyện, khí thế kia cũng không phải một sở trưởng như y có khả năng ngăn cản. Sao, chức sở trưởng này không muốn làm nữa hả? Diệp Phàm đặt mông ngồi trên ghế xoay, hừ lạnh một tiếng.
Lạch cạch, một tiếng vang lên. Sở trưởng Ngưu không còn do dự, quan huyện không bằng hiện quản, tuy nói Phan Mặt Dỗ ở địa khu và huyện đều có người, nhưng hiện tại trước tiên phải bảo vệ vị trí của mình rồi tính tiếp. Chủ tịch huyện Diệp người ta ngay đến tên đầu đá lão Phan này cũng dám bảo y tạm thời cách chức cảnh tỉnh lại, hơn nữa còn vừa mắng vừa đá, bây giờ còn còng lại, sở trưởng mình đây căn bản không là gì trong mắt người ta, lấy mất mũ quan còn không bằng một câu cửa miệng. Cho nên, sở trưởng Ngưu không hai lời, còng lấy Phan Mặt Dỗ đưa đến đồn công an. Được rồi, thông báo xuống, chuẩn bị họp, nói với mọi người một tiếng, đêm nay không cho phép bất cứ cán bộ nào vắng mặt. Không có lý do không thể tới chính đáng đều bị ghi tội xử phạt. Diệp Phàm lạnh lùng lườm qua chủ tịch xã Thái một cái, lúc này một nữ đồng chí phòng đảng chính vội vàng cầm khăn tay lau cho chủ tịch xã Thái. Tuy nhiên, may thay vẫn không có gì nghiêm trọng, chỉ là trên trán bị cào rách một đường khá dài. Diệp Phàm cũng là vẻ mặt quan tâm, nói. Đồng chí Tắc Dân, tốt hơn là nên mau đến bệnh viện kiểm tra một chút, cần khâu thì cứ khâu vài mũi, nếu không... Cái chán là tướng mạo một người, để lại di chứng gì mà bị phá tướng thì phiền toái đây. Sau này, xã Kim Đào này vẫn cần ông lãnh đạo mà. Chủ tịch huyện Diệp nói lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là ám chỉ tôi, xã Kim Đào về sau muốn Thái Tắc Dân tôi đây lãnh đạo, vậy không phải nói là tôi có thể ngồi lên vị trí của tên Phan kia, thằng nhãi này trong lòng cũng là âm thầm vui mừng, lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, đến vết thương đau rát trên trán cũng quên mất tiêu. Với hành vi không lý trí của Phan Mặt Dỗ phỏng chừng người này tại đây xã Kim Đào đã không còn đất diễn. Y mà đi, vậy mình không phải là có hy vọng sao? Lúc này đây, chủ tịch xã Thái thật ra hy vọng lão Phan vừa rồi xuống tay nặng thêm chút, mới có thể toát ra vẻ anh dũng của bản thân, thể hiện sự dữ tợn của tên Phan. Phan Mặt Dỗ hiện nay, ở trong mắt Thái Tắc Dân chỉ còn là tên Phan kia. Người mà, cái nhìn thay đổi, ý nghĩ thay đổi, vị trí thay đổi. Đến xưng hô cũng sửa luôn. Đương nhiên, Thái Tắc Dân lúc này chỉ có thể nói trong lòng trước, hiện tại, vẫn chỉ là một manh mối. Thằng nhãi này cũng khá thẳng thắn, lập tức tỏ thái độ nói. Chủ tịch huyện, tôi không sao, lau một cái là hết, một vết thương nhỏ, không cần đi bệnh viện, không thể làm lỡ việc bố trí hội trường. Ai nói thế, mau đi đi, kêu bác sĩ khám kỹ một chút, đừng để bị phá tướng. Tôi vẫn hy vọng được thấy một chủ tịch xã Thái hào hoa phong nhã đó. Ha ha! Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Kỳ quái, vết thương này rõ ràng có thể đối phó cho qua, vừa rồi lau một cái hình như máu cũng bớt chảy hơn. Chủ tịch huyện Diệp vì sao nhất định phải kêu mình đi khám chứ? Hơn nữa lời nói kia, chẳng lẽ có một tầng ý sâu xa gì đó? Chủ tịch xã Thái trong lòng xào nấu lại, đột nhiên thân mình chấn động, thầm nhủ đây là chủ tịch huyện Diệp ám chỉ cho ông đây, đúng là đầu heo. Sao cả ý tứ lãnh đạo còn chưa lĩnh hội được? Hôm nay nếu Phan Mặt Dỗ cùng chủ tịch huyện Diệp trở mặt, nếu mình bị thương càng nặng, vậy không phải là hành vi phạm tội của Phan Mặt Dỗ càng nặng hơn sao? Tên Phan kia à, đừng trách ông quá nhẫn tâm a. Chủ tịch huyện Diệp là đang mượn tay mình loại bỏ. Không nghĩ nữa, Thái Tắc Dân khẩn trương giả bộ vô cùng đau đớn bịt kín trán mình, ở ngay trước mặt Diệp Phàm lớn tiếng, ui ra, một tiếng, hơn nữa còn kêu rất thê thảm. Cả tòa nhà đều nghe thấy. Hơn nữa, Thái Tắc Dân vì để lĩnh hội đầy đủ ý chỉ của chủ tịch huyện Diệp, thừa cơ hội dùng khăn tay lau trán, lén lút dùng hết sức móng tay mình mà ấn mạnh xuống, vốn miệng vết thương không dài kia bị móng tay sắc nhọn hơn 2 tháng chưa cắt của đồng chí Thái Tắc Dân kia cào thành vết tích, kiểu này vết thương tuyệt đối lại dài ra thêm vài ly. Cả máu tươi, lập tức rớm ra, theo ngón tay chảy ra ngoài. Chương 796, đã dẫm phải dẫm cho chết. Mau đưa chủ tịch xã Thái đi trị liệu, sư phụ Lý, ông cũng đi chung đi. Nghiêm trọng như vậy không điều trị sao được. Diệp Phàm mặt nghiêm, hạ mệnh lệnh nói. Vậy, ui ra, tôi đi trước chủ tịch huyện Diệp. Lão Thái chịu đựng đau đớn được nữ cán sự phòng đảng chính và nông viện viện dìu đỡ đi ra ngoài trước con mắt của mấy chục cán bộ cấp dưới, thẳng đến bệnh viện xã. Viện viện, và cả chủ nhiệm Giang, các đồng chí cũng đi kiểm tra luôn đi, xem có bị thương ở đâu. Hay chật gân chật khớp gì không? Diệp Phàm ở phía sau kêu lên. Chủ nhiệm Giang và nông viện viện đương nhiên vâng dạ mà đi, được điều trị miễn phí sao không đi, dù sao cũng có người khác trả tiền, nhân cơ hội kiểm tra toàn thân luôn, sẵn tiện điều trị luôn những bệnh vặt cũng là một lựa chọn tốt. Chủ nhiệm Giang và nông viện viện phòng đảng chính vô cùng cảm động thiếu chút nữa chảy luôn nước mắt, cảm thấy chủ tịch huyện Diệp là chủ tịch huyện tốt,
lại không tự cao tự đại, còn quan tâm lo lắng cho cấp dưới như vậy. Phan Mạt Dỗ bị như vậy, là đáng tội. Tuy nhiên vài phút sau, trận ầm ĩ giữa Chủ tịch huyện Tiểu Diệp và Phan Mạt Dỗ, tin tức màn trình diễn võ thuật trong phòng làm việc của bí thư xã Kim Đào bị thêu dệt đủ kiểu tràn lan truyền khắp huyện Ma Xuyên, truyền cả về phía địa khu. Nhân dân Ma Xuyên quá nhàn rỗi, trên cơ bản không có cuộc sống văn hóa nghiệp dư, chỉ một tin tức nhỏ, thì tự nhiên trở thành niềm vui của nhân dân Ma Xuyên, bởi vậy, lập tức bị xào nấu truyền bá khắp chốn. Tuy nói đài tín hiệu vô tuyến huyện Ma Xuyên không được mấy cái, nhưng thủ đoạn truyền bá hữu tuyến thì lại có đầy, một cuộc điện thoại, loại tin này dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Buổi tối, toàn bộ căn tin nhà nước kín chỗ, sau khi cơm nước xong, toàn bộ cán bộ thôn cùng dân làng thôn Kim Đào đến đông đủ, chẳng những bí thư chi bộ, trưởng thôn, kế toán thủ quỹ, dân binh, đại đội trưởng, ngay đến các lão làng đức cao vọng trọng của thôn cũng đều được Diệp Phàm sắp xếp cho mời đến. Nhân viên công tác chính phủ trực thuộc chính quyền xã toàn bộ đều đến đông đủ. Tất cả mọi người rất cung kính ngồi vào chỗ, không một ai dám tạo ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Chủ tịch huyện Tiểu Diệp sáng nay với bộ dáng uy phong kia xem ra vẫn rất là hù dọa được người, bằng không, số cán bộ xã cán bộ thôn này đâu thể ngoan ngoãn mà ngồi im ở đây. Bình thường Phan Mạt Dỗ đập phá bàn cũng không thấy bọn họ ngoan như vậy. Lúc này, mọi người đương nhiên không ai ngu mà đi chọc vào cái tay chủ tịch huyện Tiểu Diệp kia, súng bắn chim đầu đàn, cái lý này tất cả mọi người đều hiểu. Huống chi chủ tịch huyện Tiểu Diệp hiện tại tuyệt đối là muốn bắt vài tên điển hình đến giết gà dọa khỉ. Các đồng chí, bây giờ bắt đầu cuộc họp, mời chủ tịch huyện Diệp phát biểu. Chủ nhiệm Giang phòng đảng chính xã Kim Đào vừa mới nói xong, căn tin lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài rất lâu. Lúc này đương nhiên tất cả mọi người phải vỗ tay nhiệt liệt vào, bằng không để cho chủ tịch huyện Tiểu Diệp thấy được thì trong lòng người ta sẽ nảy sinh khó chịu. Sẽ chê anh không đủ nhiệt tình mà ghi danh lại lúc đó thì phiền đây. Lời dài dòng tôi không nói, mục đích tôi đến xã Kim Đào để giải quyết vấn đề trồng đào của mọi người. Trước kia chính quyền xã sắp xếp cho mọi người trồng đào, khi đó cũng là vì để cho mọi người tăng thu nhập, hiện tại tạo thành cục diện bị động kiểu này, trong lòng mọi người đều rất khó chịu. Là chủ tịch huyện Ma Xuyên, tôi gánh vác nhiệm vụ chính là dẫn dắt mọi người thoát khỏi nghèo khó mà làm giàu. Không thể tiếp tục để cây đào mục nát trên mặt đất, vừa ô nhiễm môi trường, lại làm người ta đau lòng. Hiện tại, rất nhiều dân chúng đều đem cây đào chặt là củi đốt, việc này, mọi người từng đao một chặt xuống, thật khiến trong lòng tôi nhỏ máu. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, có mấy thôn dân chịu không nổi nữa, hô lớn. Chủ tịch huyện Diệp, không chặt thì để làm gì, cái thứ đó lại không thể xem như cơm mà ăn, ăn nhiều còn bị tiêu chảy. Trước kia xã lừa gạt chúng tôi, bắt ép chúng tôi trồng trọt, bây giờ cây trưởng thành, lại không ai quản. Chúng tôi đây phải chặt bỏ hết số cây lúc đó, nếu tiếp tục trồng thế này thì bán được bao nhiêu tiền, hơn nữa đem số gỗ đó ra bán còn dễ dàng hơn nhiều. Không như quả đào, phải mất một ngày đường qua núi, một xe đào sau khi đến Đức Bình thì chỉ được vài đồng, còn không đủ trả tiền xe. Đúng vậy chủ tịch huyện Diệp. Số đào kia dù là vận chuyển đến địa khu cũng là quá rẻ đi thật khiến người ta tức hộc máu, dân Đức Bình ăn không hết, lại chuyển sang địa phương khác. Không chặt sao được. Lúc này một ông lão đứng lên hét lớn. Cháu nội tôi năm nay đến học phí cũng không đủ mà đóng, lúc đầu vốn muốn dựa hết vào quả đào kia, thế mà, ôi. Chính phủ phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi, là các ông ép buộc chúng tôi trồng. Một người khác với giọng khan thô gào lên. Đủ rồi. Diệp Phàm hừ ra hai chữ, thanh âm kia ở trong microphone khá là cứng rắn, mấy thôn dân cả gan chất vật lập tức liếc mắt nhìn nhau không dám hé răng, chỉ sợ chủ tịch huyện Tiểu Diệp lại sẽ trình diễn chiêu thức võ công gì đó. Không có ai dám ra mặt hết, đúng là đấu không lại chủ tịch huyện Tiểu Diệp. Phải biết rằng Phan Mạt Dỗ cao to lực lưỡng trước kia một người có thể giải quyết ba thằng lưu manh, kết quả thế nào? Chẳng phải là bị một cước của chủ tịch huyện Tiểu Diệp là giải quyết xong. Nghe nói chủ tịch huyện Tiểu Diệp còn là tay thiện xạ, đến cả cục trưởng công an địa khu cũng bị hắn làm mất luôn mặt mũi, huống chi mình chỉ là một dân chúng nhỏ nhoi. Nếu mà muốn chọc vào hắn rồi hắn lại ra sát chiêu, người ta lại là chủ tịch huyện, dân không cùng quan đấu, vẫn là nhẫn nhẫn thì tốt hơn. Tổn thất gì đó tạm thời sẽ không nói đến, ý của tôi là có nói cũng vô dụng. Mọi người có thể nói đồng chí Diệp Phàm tôi chơi xấu. Tình trạng của Ma Xuyên chúng ta thì tất cả ngồi đây đều rõ, thế mọi người kêu chính quyền xã lấy cái gì bồi thường đây?
nếu có tiền thì không cần mọi người nói, bản thân tôi sẽ kêu đồng chí phòng tài chính đem tiền ra bồi thường rồi. Đương nhiên, trách nhiệm này chúng tôi không thể trốn tránh, chuyện lần này đích thật là do huyện làm không đúng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chỉ biết nhìn chằm chằm vào chữ, bồi thường, này thôi, còn phải nghĩ thêm làm cách nào để đem số đào mà mọi người đã cực khổ trồng ra biến thành tiền mới được. Thanh âm Diệp Phàm tương đương vang dội. Có biện pháp gì, nên nghĩ cũng đã nghĩ tới. Chủ tịch huyện Diệp, ngài cho cái chủ ý đi, bằng không, chúng tôi thực sự không đường sống. Lúc này, một ông lão rất có danh vọng đứng lên nói, thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn, thê lương khiến trong lòng Diệp Phàm thấy chua xót. Ông cụ xin chào, không cần bi quan như vậy, hãy tin lời của tôi, cây đào của mọi người không nên đốn bỏ. Chúng ta hãy đợi kết quả năm nay, huyện sẽ nghĩ ra cách biến thành tiền cho mọi người. Diệp Phàm hướng về ông lão nói, còn phải đợi một năm, hiện nay hoa đào còn chưa nở, chúng tôi đợi không nổi. Nếu lại uổng công một năm chờ đợi thì sao nào? Ông lão vẻ mặt bi phẫn, nói. Đúng vậy chủ tịch huyện Diệp, ông nói cái kiểu đó, nếu xã đã không có tiền bồi thường cho chúng tôi thì phải chặt cây thôi, không thể làm không công như thế nữa. Một dân làng bên cạnh nói. Trong căn tin có chút rối loạn, tiếng ồn ào cũng nhiều lên, đương nhiên, đều đang nói về đào, tất cả đều là những lời mắng chửi. Vậy mọi người nói xem, muốn thế nào mới không đốn cây đào? Diệp Phàm đấm mạnh một quyền vào trước microphone, bụp một tiếng, lập tức mọi ánh mắt liền đổ dồn vào đó. Huyện trả thù lao, chúng tôi sẽ để lại cây đào. Ông lão gào lên. Đúng vậy, trả thù lao, 10 tệ một gốc cây, chúng tôi sẽ không đốn. Một cán bộ thôn hô lên. 10 tệ không có khả năng, mọi người trồng được bao nhiêu, tôi nghe nói có 600-700 ngàn gốc, nếu một gốc 10 tệ thì sẽ là 6-7 triệu. Việc này ngoài tầm với, thu nhập tài chính một năm ở huyện chỉ có 7-8 triệu, sao có thể xuất ra nhiều tiền như vậy? Diệp Phàm lắc lắc đầu. Không có tiền chúng tôi đành phải đốn cây. Ông lão thở dài, biết nói cũng nói vô ích, huyện Ma Xuyên hay toàn tỉnh cũng vậy, bọn họ cũng hiểu được, không có tiền anh đi khóc cũng vô dụng. Hơn nữa người ta là chính phủ, dân và chính phủ đấu có lần nào mà chẳng không thua. Giữ một gốc đào cho 2 tệ. Đương nhiên chỉ cây đào trưởng thành mới tính. Không đồng ý thì tất cả hãy lập tức trở về đốn hết cây. Đồng ý thì ngày mai chính quyền xã phái người xuống từng nhà từng hộ thẩm tra đối chiếu số cây, tiền trả tại chỗ. Tuy nhiên, phải nói trước, nếu sang năm huyện giúp mọi người bán được giá tốt, vậy 2 tệ này phải trả lại cho chúng tôi. Không cần nói tôi keo kiệt, mặc dù như vậy, cũng đã tốn hơn 1 triệu, đối với Ma Xuyên chúng ta mà nói là cái con số thiên văn. Chính là hơn 1 triệu này, tôi còn phải đi ngân hàng để vay cho mọi người. Xin cảnh cáo trước là, đừng cầm tiền rồi thì xoay lưng đi đốn cây, chẳng những không thể đốn, còn phải nuôi trồng cho tốt, trái đào kia trồng càng lớn, càng đỏ thì khẳng định giá càng cao. Diệp Phàm một lời nói xong, phía căn tin lại dần dần. Diệp Phàm cũng không để ý tới bọn họ, để bọn họ thương lượng một chút, bàn luận rồi hãy quyết định sau. Chủ tịch huyện, dù gì cũng là hơn 1 triệu. Bên ngân hàng, nói thật, huyện chúng ta hiện tại căn bản là không vay nổi khoản tiền này. Lúc này, chủ tịch xã Thái bên cạnh vội đưa đầu qua thì thầm với Diệp Phàm. Sao vay không được, chẳng lẽ cả một huyện vẫn không thể vay nổi 1 triệu? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Chủ tịch huyện Diệp, chủ tịch xã Thái nói chính là tình hình thực tế. Huyện chúng ta còn nợ các ngân hàng vài triệu, năm kia hình như còn làm nhà máy gì đó, kết quả nhà máy xây xong. Cuối cùng sản phẩm không ai cần nên toàn bộ bị bỏ xó mục nát, cái nhà máy đó đã nợ ngân hàng nông nghiệp hơn 3 triệu. Lúc này nông viện viện khẩn trương tiếp cận Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Không có việc gì, chuyện tiền nông để tôi giải quyết, trước tiên phải giữ lại cây đào đã rồi tính sau. Diệp Phàm thái độ kiên quyết, chủ tịch xã Thái và nông viện viện không nói nữa. Cái đồ vô tích sự này, vừa nãy không phải đã nói với con là không được đốn cây, giờ thì sao đây? Bị con một hơi đốn mất 20 gốc cây, là 40 tệ đó tiểu trụ tử, có thể mua mấy chục bao muối ăn, đủ chúng ta ăn cả đời, cái đồ vô tích này thật là làm cha đây tức chết mà. Lúc này ông bố họ Ngưu đang véo tai đứa con Ngưu tiểu trụ, thiếu chút nữa kéo đến rách ra. Vừa rồi Ngưu tiểu trụ cùng Diệp Phàm hờn dỗi, sau đó liền một mạch đốn mất 20 gốc đào, hiện tại bị cha y mắng tới nổi không ngóc nổi đầu. Mặt sau không khó giải quyết, lão làng dẫn đầu đáp ứng việc này.
Một gốc cây đào trưởng thành được chính quyền xã ứng trước 2 tệ tiền trợ cấp. Khi Diệp Phàm một thân mỏi mệt đi xuống đài chủ tịch, cảm thấy sau lưng có chút mát lạnh, mới phát hiện áo trong đã ướt nhẹp. Bà nói chứ, chủ tịch huyện này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm. Nếu không phải buổi sáng thi triển phích lịch toàn vũ hành, một chiêu thức võ công, phỏng chừng tối nay mặt trận này khó mà chấn giữ được. Chả trách Phan mặt dỗ sống chết cũng không muốn mở cuộc họp này, cái này chẳng khác gì là hồng môn hội, ép hoàng đế thoái vị. Diệp Phàm thầm mắng một câu, mới cảm thấy thoải mái hơn. Ngô Đồng, vụ án điều tra rõ chưa? Diệp Phàm ngồi ở trên ghế xoay, thản nhiên nhìn trưởng phòng công an huyện đồng chí Ngô Đồng với bộ dáng có vẻ cung kính đứng trước mặt. Lần này nếu đã cùng Phan mặt dỗ trở mặt đến cùng, vậy thì phải một chân dẫm chết tên khốn đó mới được, tuyệt không thể khiến loại bại hoại này có cơ hội trở mình. Bằng không, người như thế nếu Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu, thì việc của mình đừng mong có thể triển khai. Người như thế, quá cuồng vọng, nếu mà ra tay ngáng chân tuyệt đối rất là cay độc. Chương 797, lĩnh hội ý lãnh đạo. Cho nên, Diệp Phàm cho nông viện viện gọi Ngô Đồng từ thị trấn đến đây, cũng là muốn nhân cơ hội này quan sát một chút, Ngô Đồng người này rốt cuộc có thể dùng được hay không, kỳ thật chính là có nghe lời hay không. Nếu có thể dùng được vậy thì sau này không chừng còn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho mình. Ngô Đồng phỏng chừng cũng cảm giác được điểm gì đó, đây rõ ràng là chủ tịch huyện Diệp đang thử thách mình. Cái cần chính là thái độ của mình, tuy nói chỉ là một thái độ, nhưng là vấn đề mơ hồ có xu thế hướng về ai. Chủ tịch huyện Diệp. Hôm nay vừa đúng lúc bác sĩ bệnh viện huyện do viện trưởng Phạm Bạch Thành dẫn đầu đến xã Kim Đào để thực hiện phẫu thuật giúp đỡ người nghèo. Sau khi được viện trưởng Phạm đích thân nghiệm thương chứng minh, trên trán đồng chí Thái Tắc Dân bị một vết thương dài sâu đến mấy cm, phải may tới mười mấy mũi. Phỏng chừng sau này sau khi lành thì trán chủ tịch xã Thái sẽ phải lưu lại một vết sẹo không thể xóa được, ôi, phá tướng rồi. Chủ tịch xã Thái một người nho nhã suốt cuộc đời còn lại phải mang theo vết thẹo xấu xí kia, kêu người ta còn làm sao có thể là chủ tịch xã. Mặt khác chủ nhiệm phòng đảng chính xã Kim Đào Giang Hữu Đạo thì phần bụng bị đồng chí Phan Hoành Lễ đạp một cước mạnh, sau khi viện trưởng Phạm kiểm tra xong cho rằng lá lách đã bị đả thương, phải đặc biệt nghỉ ngơi một tháng để quan sát di chứng sau này. Đồng chí nông viện viện của văn phòng ủy ban nhân dân huyện thì phần mông bị đá sưng tấy. Tạo thành máu bầm tích tụ, đến ngồi cũng thấy khó. Hơn nữa lúc ấy 7-8 đồng chí của chính quyền xã đều chứng minh, nếu không được chủ tịch huyện Diệp nắm bắt nhanh, phỏng chừng đồng chí nông viện viện sẽ bị Phan Hoành Lễ một cước đá rơi ra khỏi cửa sổ. Người cũng đến cửa sổ xem qua, thật may mắn a bằng không lại gây ra án mạng thì phiền toái. Đây theo lý mà nói là vô ý giết người, là ngộ sát. Ngô Đồng một bên báo cáo, một bên quan sát sắc mặt Diệp Phàm. Tuy nhiên y có chút thất vọng, bởi vì Diệp Phàm vẫn là vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Từ nhân chứng và chứng cứ tất cả đã chuẩn bị đủ hết chưa? Diệp Phàm gật gật đầu, ném một điếu hồng tháp sơn cho Ngô Đồng. Đều đã ghi âm khẩu cung, ký tự, hết thảy thủ tục đều đầy đủ. Ngô Đồng miệng báo cáo, rít mạnh một ngụm khói, nhìn Diệp Phàm, đang đợi chỉ thị. Tuy nhiên vài phút trôi qua lại thấy chủ tịch huyện Diệp giống như đang suy tính cái gì, thằng nhãi này có chút nóng nảy, nhỏ giọng hỏi. Chủ tịch huyện Diệp, không biết nên xử lý đồng chí Phan Hoành Lễ ra sao? Cứ công chính xử lý theo pháp luật. Diệp Phàm tung ra mấy chữ, tuy nhiên mặt sau lại bồi thêm một câu nói. Ngọn gió này không để để lâu. Ngọn gió này không để để lâu, Ngô Đồng trong lòng nhắc lại, thầm nhủ vậy chẳng phải nói là nhất định phải nghiêm trị. Nếu không nghiêm vậy sau này ngọn gió kia lại thổi lên, vậy phải làm sao bây giờ? Thằng nhãi này đứng ngồi không yên, thật khiến cho Diệp Phàm phiền lòng, nhướn mày, hỏi. Sao, còn không đi xử lý đi? Chủ tịch huyện Diệp, có câu này không biết có nên nói hay không? Ngô Đồng sắc mặt ngưng trọng, cắn răng quyết định ói ra tình hình thực tế. Có chuyện cứ nói thẳng, cái gì mà có nên nói hay không, tôi cũng không phải là kẻ ngang ngược. Chẳng lẽ đến phát biểu cũng không cho các đồng chí nói. Diệp Phàm biết thằng nhóc này phải lộ bài ra, cố ý làm bộ như không kiên nhẫn. Kỳ thật là xem thằng nhóc này có nói thật hay không, điều này, cũng quyết định sau này mình có dùng người này được không. Phó chủ tịch địa khu Cha Kế Cương ở địa khu chúng ta là anh họ rất thân của Phan Hoành Lễ, quan hệ hai người rất tốt. Trước kia, mẹ Cha Kế Cương sinh ra phó chủ tịch địa khu Cha, trong nhà rất nghèo đói.
là do bên nhà Phan Hoành Lễ giúp đỡ cho ông ta học đại học. Cho nên, Phan Hoành Lễ tuy nói là trinh sát xuất ngũ bình thường, cũng không có cấp bậc gì, đều do một tay phó chủ tịch địa khu cha nâng đỡ từ từ lên đến vị trí bí thư xã Kim Đào. Những lời run rẩy của Ngô Đồng nói ra xong, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn xem chủ tịch huyện Tiểu Diệp có thay đổi chủ ý không. Chuyện giống thế này nói lớn thì lớn, nếu nói nhỏ thì không là cái khỉ khô gì. Sao thế, sợ rồi hả? Diệp Phàm thản nhiên cười, khóe miệng hơi cong liếc xéo Ngô Đồng một cái cười nói. Ngô Đồng hiểu được, đây là chủ tịch huyện Diệp đang thử thách mình. Lúc này đây rất là quan trọng, Chu Phú Đức nhân vật số một huyện ủy đối với mình thì xa lạ, bằng không, thì cái chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật sao cứ không cho mình lên kiêm nhiệm. Năm nay mình đã 30 rồi, nếu không chuyển được vị trí đời này không còn gì để hy vọng. Thằng nhãi này cắn chặt răng, nói. Tôi hiểu rồi. Chợt gật gật đầu rồi quay đi. Tôi thích nhất là người hiểu chuyện. Sau lưng truyền đến giọng thản nhiên của chủ tịch huyện Tiểu Diệp kia, Ngô Đồng trong lòng chấn động, quay đầu lại hướng Diệp Phàm cúi người chào, rất là cung kính, nói. Tôi lập tức đưa Phan Hoành Lễ trở về phòng công an huyện. Đó là chuyện của phòng công an huyện các anh, không cần đến hỏi tôi nữa. Diệp Phàm đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói. Sau lưng Phan Hoành Lễ có anh họ cha kế cương chống đỡ, người ta là phó chủ tịch địa khu, quyền cao chức trọng. Không phải chỗ để tôi đây có thể chọc vào, ngay cả bí thư Chu nhân vật số một Ma Xuyên cũng phải nhường bọn nó ba phần. Tuy nhiên, nghe nói chủ tịch huyện Diệp là tướng do đích thân bí thư Trang nhân vật số một địa ủy dẫn dắt, đặc biệt từ Mạc Hương xa xôi mà đưa đến đây. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một truyền thuyết, ai biết được là thật hay là giả. Nhưng mà, phó chủ tịch địa khu cha người ta có quan hệ thân thiết với Phan Mặt Dỗ là sự thật rành rành, tuyệt không có giả dối, dùng một tin đồn hư ảo đi đối chọi với một mặt tường vang dội, đây không phải là quá mạo hiểm sao? Ngô Đồng trong lòng suy nghĩ, việc này đương nhiên phải thận trọng. Chỉ là một việc còn con, nếu làm không xong, có lẽ có thể thổi bay luôn mũ quan của mình. Nếu mà thả Phan Mặt Dỗ ra thì chủ tịch huyện Diệp khẳng định không vui, nhưng nếu không thì phó chủ tịch địa khu cha người ta sẽ có thể ngồi yên đó mà nhìn anh họ mình chịu thiệt. Huống chi phó chủ tịch địa khu cha được học đại học đều là nhờ có nhà Phan Mặt Dỗ tài trợ. Đúng là hại não quá đi thôi, có cách nào để có thể vẹn toàn đôi bên không đây, nhưng đúng là không còn lựa chọn, cá và tay gấu chỉ có thể chọn một thôi. Liệu vậy, chức quan vẫn là trên hết, Ngô Đồng trong lòng run lên, dường như đã hạ quyết tâm. Bất lý, chuyện của Hoành Lễ sao lại thế này? Anh ta bây giờ ở đâu? Phó chủ tịch địa khu địa ủy cha kế cương giọng điệu nặng nề, gọi điện thoại tới chỗ bí thư Vi Bất Lý, phó bí thư huyện ủy phân quản đảng và quần chúng. Nghe nói là chủ tịch huyện Diệp chơi ngang, không thèm để ý tình hình kinh tế của xã, vì mặt mũi công trình, lung lạc lòng người, muốn đại hội thôn dân gì đó, bí thư chi bộ, trưởng thôn, kế toán, thủ quỹ, dân binh, đại đội trưởng đều được gọi hết đến chính quyền xã họp. Người ta muốn đốn cây thì cứ để họ đốn, hắn cũng đúng là cứng đầu ở đó ngăn cản. Chẳng lẽ còn ngại quậy chưa đủ sao? Bí thư Hoành Lễ lúc ấy vừa nghe xong liền nói thẳng khuyên nhủ, kết quả bị đánh, hơn nữa còn là mấy người đánh một. Đến cả nông viện viện ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện, rồi cả một phó chủ nhiệm, không ngờ cũng cáo mượn oai hùng, cùng hùa với nhau. Phỏng chừng cũng là do Diệp Phàm sai khiến, bằng không, nông viện viện có gan bằng trời cũng không dám xông vào bí thư Hoành Lễ. Hoành Lễ hiện tại nghe nói bị trưởng phòng công an huyện Ngô bắt đi rồi, phỏng chừng đã quay về thị trấn. Chủ tịch địa khu cha, thằng nhóc này dụng tâm hiểm ác, có nên đề phòng chút không? Bằng không, chuyện cây đào nếu không đốn bỏ, sang năm khẳng định lại là quả đào thối khắp núi, hôi không chịu được. Vốn chuyện cây đào năm nay dân chúng đều đã nổi giận, may mà được Hoành Lễ xử lý tốt, không gây ra chuyện gì to tát. Nếu đợi sang năm mục nát trên mặt đất, vậy mấy chục ngàn dân xã Kim Đào lại gây rối, cho đến lúc đó, tôi nghĩ đầu đề phòng chừng là chỉ hướng chúng ta, có người, muốn dùng chuyện quả đào gây sự thì. Phó Bí Thư Vi Bất Lý vẻ mặt ngưng trọng nói. Thằng nhãi này đương nhiên là đang châm ngòi quạt lửa, cha kế cương tên giảo hoạt này sao nghe không hiểu. Hừ lạnh nói. Diệp Phàm vừa tới, đối với chuyện quả đào hẳn là không rõ ràng lắm, phỏng chừng là bị người hiếu sự gì đó lợi dụng. Tuy nhiên, chuyện Hoành Lễ ông trước tiên gọi cho Ngô Đồng, kêu anh ta lập tức thả người, đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút, đừng để bị thương chỗ nào, hừ bằng không.
Cha kế gương mặt trầm xuống, nói xong muốn treo điện thoại. Chờ một chút chủ tịch địa khu cha, tôi đã gọi điện thoại cho Ngô Đồng, lúc đó anh ta vẫn còn ở xã Kim Đào, nói là lập tức sẽ trở về. Tuy nhiên, anh ta nói Hoành Lễ lần này đích xác rất quá đáng, tính đánh cả chủ tịch huyện Diệp, một tay đẩy chủ tịch xã Thái làm cho phải khâu mười mấy mũi trên tràn, xém chút hủy luôn dung nhan. Đây theo pháp luật mà nói là đã mơ hồ tạo thành vết thương nhẹ, dường như đã đạt tới tiêu chuẩn phán tội nhẹ nhất nửa năm. Hơn nữa, Giang Hữu Đạo phòng đảng chính và nông viện viện của văn phòng ủy ban nhân dân huyện cũng bị thương, Giang Hữu Đạo nghe nói lá lách đã bị đá bị thương, nông viện viện thì phần mông bị đá xương tấy lên, trên chuyện của nông viện viện còn nói xém chút là thành ngộ sát, làm nhục xúc phạm đến phụ nữ gì đó. Ôi, sẽ không biết Hoành Lễ bị họ Diệp thương đả thương thế nào, hỏi thằng quỷ Ngô Đồng thì không ngờ không chịu nói. Vì bất lý không ngờ kêu oan. Ông Đường Đường là một phó bí thư huyện ủy, nhân vật số 3 của Ma Xuyên, chút việc nhỏ cũng làm không xong, hừm. Lục cụp, một tiếng cha kế cương tức giận cúp máy, miệng mắng. Hừ, muốn khơi mào để ông đây ra tay trừng trị thằng nhóc Diệp Phàm, nhóc ơi mày còn non lắm. Tuy nhiên, nghe nói là họ Diệp kia là do bí thư Trang đặc biệt cho điều từ Mặc Hương xa xôi đến đây, khẳng định là có tâm tư gì đây. Chỉ có điều, mày không nên ra độc thủ với Hoành Lễ như vậy chứ, mặc dù có Trang thế thành. Ông đây cũng không phải là đèn cạn dầu, huống chi đây cũng chỉ là truyền thuyết, quan hệ bọn họ cũng chưa chắc là có thật. Lão Chu, tôi nói rồi, thằng quỷ kia sớm hay muộn xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy chưa, mới vài ngày thì đã gây ra đại họa như thế, chẳng những ấu đả với Phan Mặt Dỗ, tồi tệ nhất chính là không nên ngăn cản nông dân đốn bỏ cây đào. Cây đào kia, có thể nói là mầm tai họa, chúng ta trốn còn không kịp, hắn đến lại hay. Không chút để ý đến tình trạng kinh tế ở huyện, ở bên ngoài điên cuồng phát tiền. Mấy ngày hôm trước thì tới thôn Chuân Tử bên sườn núi phát 150.000 xây dựng trường học. Nói là đi địa khu đòi tiền, chúng ta hiện tại cũng sắp thành ôn thần, đơn vị nào đồng ý đem tiền cho huyện chúng ta. Tôi chỉ sợ cứ như vậy, đến lúc đó trường học xây dựng được một nửa, cuối cùng dọn dẹp vẫn là ông ra mặt thôi. Hôm nay ở xã Kim Đào càng kiêu ngạo, ngông cuồng. Một gốc cây đào trợ cấp 2 tệ, vậy là tốn hết hơn 1 triệu. Dựa theo tình trạng kinh tế huyện chúng ta mà nói, số tiền hơn 1 triệu chắc chắn phải đem ra thương nghị trong cuộc họp bộ máy chính phủ mới được. Ông xem đi, độc đoán ngang ngược, tự mình khoe mẽ. Cây đào kia đốn càng nhiều, chúng ta cũng ít đi phiền toái. Hiện tại phòng trừng phó chủ tịch địa khu cha đang nhảy dựng cả lên, Phan Mặt Dỗ tuy nói có chút quá đà, nhưng người ta cũng là vì tốt cho xã thôi. Hơn nữa, hàng năm thông qua anh ta giật dây bắc cầu, phó chủ tịch địa khu cha còn cấp phát cho huyện chúng ta mấy trăm ngàn. Hôm nay qua buổi lộn xộn này, còn đánh luôn cả anh họ của ông thần tài, sau này phó chủ tịch địa khu cha sẽ nhìn huyện chúng ta thế nào, còn muốn đòi tiền, không có cửa đâu, ôi. Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện Mã Vân Tiền ngồi đối diện Chu Phú Đức, vẻ mặt đau lòng quẫn trí thở dài. Bí thư huyện ủy Chu Phú Đức liếc thằng nhãi này một cái. Biết thằng nhãi này đang diễn trò. Đúng là nhãi danh, ông ta mà đi quan tâm lo lắng cái việc còn con trong huyện kia thì đúng là ông trời được mở rộng tầm mắt. Bình thường ngoại trừ ngõ ngách của phụ nữ ông ta còn đi khuấy vài cái, những việc khác ư, đừng có mơ thằng đó nhúng tay vào. Lão Mã, việc này chúng ta chỉ là nghe người ta nói lại, sự thật rốt cuộc như thế nào, đợi chủ tịch huyện Diệp quay lại tự biết nói rõ. Tuy nhiên, tiền bạc thì phải giám sát chặt chẽ chút, nếu không thì... Chu Phú Đức vừa nghĩ tới tiền, thì liền cho mày nhăn mặt lại. Còn đợi, sợ là quá muộn, đợi đến lúc cái miệng hắn ta lại phát thêm mấy triệu nữa, thì tài chính và thuế một năm của huyện chúng ta sẽ không còn đủ để phát cho một người. Đến lúc đó thực hiện không được, nông dân chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho hắn, nếu như quậy cho rối tung rối mù lên thì phiền đấy. Lão Chu, hội nghị thường vụ ngày mai ông phải đề cập đến việc này, bằng không, tôi sợ đến lúc đó có hối hận cũng không còn kịp nữa. Mã Vân Tiền ra sức kích động Chu Phú Đức. Ngày mai, đến lúc đó mới tính đi. Chu Phú Đức giờ phút này đặc biệt điềm tĩnh, mặt không chút thay đổi, nhưng lại làm Mã Vân Tiền khẩn trương lo lắng, quát lên. Lão Chu, người ta căn bản là không xem trọng chức bí thư số 1 của ông. Hắn dựa vào cái gì mà đình chức Phan Mặt Dỗ, còn kêu cái tên Thái Tắc Dân tạm thời thế chỗ. Đây rõ ràng là đang đoạt quyền nhân sự, lúc ấy Phan Mặt Dỗ người ta còn bị chấn động. Anh ta là nghe lời của đảng, ở huyện Ma Xuyên chúng ta ai đại biểu đảng,
trừ ông ra còn có thể là ai? Người ta là nói cho ông nghe, nếu ông không đứng ra, về sau, không ai phục đâu. Ha ha, chủ tịch huyện Diệp người ta đã nói, là do chỉ thị của tôi đưa xuống, lời này không hề sai, chủ tịch huyện Diệp cũng là phó bí thư, cũng có thể đại biểu đảng mà. Lão Mã, không cần so đo với vụ này quá, đảng không phải là chỉ đích xác một người nào đó, mà là hội nghị thường vụ chúng ta, là chỉ một đoàn thể, một tập đoàn. Chủ tịch huyện Diệp vì để phát triển nền kinh tế của huyện chúng ta, bước chân hơi khoa trương một chút, có một số cách làm có vẻ không ổn, nhưng điểm xuất phát vẫn là rất tốt. Công trình bỏ mũ, ba cái căn cứ của chúng ta, nếu không tốn chút tâm tư thì thật trở thành trò cười cho toàn tỉnh. Lão Mã ông không thất vọng đau khổ thì Chu Phú Đức tôi đây cũng ngồi không yên đâu. Chu Phú Đức không mắc bẫy, thản nhiên phun ra cửa trước của y, quay lại vẫn là khuyên nhủ đồng chí Mã Vân Tiền tay sai trung thành. Thằng nhãi này mặt mày tối sầm đi ra ngoài, tuy nhiên, sau khi Mã Vân Tiền quay người lại, Chu Phú Đức mặt kia lập tức âm trầm xuống. Miệng lẩm bẩm nói, ông đại biểu đảng, làm như ông đây về nhà bán khoai lang không bằng, Ma Xuyên này từ khi nào lòi ra hai đảng vậy ta, hừm. Lão Chu à, đã lâu không gặp ông, sao gần đây không đến địa khu thăm thú, có phải ngồi ở Ma Xuyên ngồi lâu không muốn chuyển ổ? Ma Xuyên là địa phương tốt, núi đẹp, sông đẹp, người càng đẹp. Đúng là thế ngoại đào nguyên điển hình ha ha ha. Phó chủ tịch địa khu cha bật cười ha ha, có vẻ khá thoải mái. Ôi, nên tới cuối cùng cũng tới, tránh được 6 giờ cũng không tránh được 9 giờ. Chu Phú Đức thở dài, miệng thì tự nhiên cũng là có vẻ thoải mái, cười nói. Phó chủ tịch địa khu cha, nếu Ma Xuyên thật sự có núi đẹp, sông đẹp, người càng đẹp như thế, vậy ngài khi nào đến Ma Xuyên một chuyến đi, tôi sẵn sàng cùng ngài đi dạo khắp nơi. Thế nào, xem như một chuyến tham quan, thư giãn cho thoải mái. Chương 798, không nể mặt. Chu Phú Đức vẻ mặt biểu hiện bên ngoài giống y đồ tể, người này miệng lưỡi không hề thua kém bọn văn nhân ẩn sĩ, bật cười ha hả ngược lại thiếu điều muốn đem tên phó chủ tịch địa khu cha kế cương ra phanh thây cho hả giận. Thằng nhãi này thầm mắng trong lòng, nói nghe sao mà hay thế, ông đây hôm trước còn đến địa khu, lão già mày có thèm để ý tới đâu. Quản giao thông. Làm hại ông đây tới chỗ tên khốn Ngô Bạch Khai của Cục Giao Thông phải chịu bực bội. Cái gì huyện Ma Xuyên chúng ta mỗi ngày đến đòi tiền, Cục Giao Thông địa khu này cũng không phải chuyên môn vì nhân dân huyện Ma Xuyên phục vụ. Hàng năm cấp cho tài chính nhiều nhất, hàng năm đến đòi, các ông có phải đòi quen rồi không, giơ tay đòi làm mẹ người ta, năm nay không có tiền, tự mà ra tay sửa đường đi. Chu Phú Đức cũng rất tức giận, hôm trước đi Cục Giao Thông địa khu một xu cũng không lấy được. Đang lúc không biết phải bàn giao với Diệp Phàm thế nào, phải biết rằng theo quy củ năm xưa, Cục Giao Thông địa khu hàng năm đều phải phát cho nhân dân Ma Xuyên mấy trăm ngàn sửa đường, đây đã trở thành một quy củ bất thành văn của địa khu. Năm rồi lúc đi đòi tiền, Ngô Bạch Khai kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, ăn uống hết một buổi mới chịu ký tên, lần này có chút khác thường, cái miệng kia cứng như ống thép, làm cho Chu Phú Đức giận đến nổi muốn lấy xà beng mà cậy ra. Đường lối trong đó Chu Phú Đức có mài mòn tế bào não thêm mấy chục ngàn năm cũng không thể nghĩ ra được. Mà lúc này Phó Chủ tịch địa khu phân công quản lý giao thông đồng chí lão cha ngược lại đi chế diễu y sao không tới chơi thường, có thể không làm cho Chu Phú Đức nổi cáu sao. Tới thì muốn tới, tuy nhiên, ôi, hoa đào tuy đẹp, nhưng có người nào đó làm ra hành động thật khiến người thất vọng đau khổ, đây đúng là làm bẩn sự thuần khiết của hoa đào. Khi nào bí thư Chu xử lý sạch sẽ thì tôi sẽ đến chơi lúc đó. Phó chủ tịch địa khu cha thở dài, một câu liên quan đến hai vấn đề, phép ẩn dụ. Chu Phú Đức sao có thể nghe không hiểu, có người nào đó khẳng định là chỉ đồng chí Diệp Phàm, làm bẩn chẳng lẽ là chỉ việc ẩu đã với em họ Y Phan mặt dỗ. Còn hoa đào thánh thiện, đào cái con khỉ, nếu không phải lúc trước nghe lời tên khốn vì bất lý xúi dục, còn lão khốn nhà mày ở một bên trợ uy. Ông đây sẽ không đồng ý trồng cái cây đào nhiễu sự kia. Hiện tại ông thì ngon rồi, năm đó hoa đào nở, mang một đám người đến vui chơi thưởng ngoạn rất náo nhiệt, rất vui thú. Còn cái gì, đào hoa mỹ cảnh nhạ nhân diễm, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, oanh oanh yến yến nhất đại đôi, đào hoa hoa lý tụ tiêu hồn. Qua rồi thì sao, phủi đít bỏ đi, để lại cả đống đào thối nát để ông đây dọn dẹp. Chủ tịch huyện Giang lúc trước đúng là xui xẻo, trồng thì không đến lượt y. Nhưng lại phải đi dọn cái đống đảo hôi thối, hôi không chịu được. Ha ha, có chút ô nhiễm cũng bình thường, chuyện này thì địa phương nào mà chẳng có.
Chu Phú Đức bật cười ha hả, cũng không nói ra, hai con cáo giả đang chơi chữ với nhau. Chút ô nhiễm, vậy mà còn ít sao? Đến mức đẩy người ta vào tù, lão Chu A chớ xem nhẹ mà bỏ qua, nếu đợi cho ô nhiễm lây lan rộng hơn thì e là ông không thể dọn dẹp nổi đâu. Phó Chủ tịch Địa khu Cha tiếp tục pha trò một lời hai ý, chỉ việc Chu Phú Đức dung túng bỏ qua Diệp Phàm, đến cuối cùng Diệp Phàm làm lên, lão Chu ông phải đứng sang một bên uống nước lạnh. Ha ha, vấn đề ô nhiễm này cho tới bây giờ cũng là rất khó xử lý, Ma Xuyên chúng ta càng không ngoại lệ, thành thị lớn còn thấy khó như thế, huống chi là địa phương nhỏ của chúng tôi. Chu Phú Đức rõ ràng chỉ qua địa phương khác, ý là ông mày đây nghe không hiểu những lời nói của cao nhân như ông, thật sự nhảy vào mặt xử lý ô nhiễm, kiểu đánh thái cực quyền này không ai tiếp chiêu, cũng không thể chơi tiếp, khiến cho cha kế cương hận tới ngứa cả răng. Lão Chu, tôi cũng không vòng vo với ông nữa. Một câu, cái, ô nhiễm, này ông xử lý hay không? Phó Chủ tịch Địa khu Cha có chút bốc hỏa, ý đương nhiên là chuyện của đồng chí Diệp Phàm ông rốt cuộc có nhúng tay hay không? Chủ tịch Địa khu Cha, hôm trước tôi đến Cục Giao thông Địa khu, Cục trưởng Ngô nói là năm nay Ma Xuyên không được phát một xu, phải sửa đường tự đi mà sửa, ngài xem. Chu Phú Đức đúng là đa mưu túc trí, cũng là nắm lấy chuyện này mà bắt đầu. Hừ còn dám trả treo với tao. Đồ chó Nhật Chu Phú Đức, cánh đủ dài đủ mạnh rồi phải không? Con chó lòng dạ hiểm độc này, đúng là mẹ nó toàn là sói mắt trắng, ông đây hàng năm không phải đều cho y mấy trăm ngàn sao, đến lúc cần dùng đến y, lại cùng ông đây chơi trò đẩy tay thái cực, Phó Chủ tịch Địa khu Cha trong lòng mắng một câu, nhưng lại giả bộ vẻ mặt kinh ngạc. Hỏi, có việc này, tôi nhớ ra rồi, lão Chu à, năm nay giao thông ở tỉnh còn chưa phát tiền xuống, tài chính địa khu hơi căng thẳng. Chủ tịch Địa khu Vương nói, phần đường rẽ phía Nam đi tỉnh phải được ưu tiên chiếu cố trước. Việc phân bổ tài chính năm nay toàn bộ đặt vào hết con đường kia, còn những chỗ khác, phỏng chừng đều khó rót tiền tới. Ông tốt hơn là tự nghĩ cách đi, qua loa sửa sang chút là được rồi, phần đường lộ bên Ma Xuyên, nói thật, có cho các ông 2 triệu cũng không sửa được gì, 20 triệu thì còn có thể, phải sửa triệt để, không láo đâu. Phó Chủ tịch Địa khu Cha. Ngài là nói đến quốc lộ La Thủy mở rộng đến quốc lộ A08 kết nối từ thị xã La Châu đến Thủy Châu. Chu Phú Đức trong lòng chấn động, rốt cuộc không còn để ý đến việc chơi chữ. Việc này như trời quang sét đánh khiến cho Chu Phú Đức ngồi cũng không yên, cả người đứng bật khỏi ghế, ở trong phòng mở ra cuộc giấy. Nếu đúng như lời cha kế cương đã nói, năm nay Cục Giao thông Địa khu đem 8 phần tiền cho vào quốc lộ La Thủy, vậy huyện Ma Xuyên là không còn gì để trông ngóng tiền đến tay. Nghe nói quốc lộ kia làm bản mẫu thí nghiệm cho đường cao tốc quy mô nhỏ, trước tiên thiết lập một con đường trực tiếp nối liền tuyến quốc lộ A08, hình như còn là 2 chiều 6 làn xe, khá là quy mô. Đúng vậy, địa khu đã thổi gió, phỏng chừng không lâu sẽ bắt đầu thời kỳ đầu khởi công. Tình trạng thị xã La Châu thế nào, ông không phải không biết. Là một thị xã cấp huyện duy nhất của địa khu Đức Bình chúng ta ngoài trừ quận Đức Bình và quận Thông Đô. Ý cấp trên là kinh tế Đức Bình chúng ta quá lạc hậu, nhưng dù có lạc hậu có nghèo hơn nữa cũng phải tạo ra một thị xã có mặt mũi đàng hoàng. Vì để thu hút đầu tư, vì để có thể kéo các quận lân cận phát triển, La Châu liền được đưa ra trước mắt, Đức Bình chúng ta thì chỉ có La Châu là thị xã cấp huyện, cho nên, cần phải tạo ra một mô hình thị xã, đầu tiên là phải dựng một con đường ra dáng quốc lộ. Đến đường cũng gồ ghề lồi lõm như con chó chưa vặt sạch lông thì làm sao bảo ngoại thương người ta thèm ngó vào. Còn nói gì đến đầu tư. Bên này thì Phó Chủ tịch Địa khu Cha môi rung rung mà nói, còn bên kia những lời này chẳng khác từng cây côn lạnh giáng xuống Chu Phú Đức kia khiến trong lòng y vừa kinh vừa lạnh, tới nổi tâm can đóng cả băng. Toàn bộ tài chính đều rót hết vào quốc lộ La Thủy vậy những huyện khác hoàn toàn không có phần diễn sướng, Chu Phú Đức không kìm nổi bực tức dâng trào, nói. Phó Chủ tịch Địa khu Cha, nếu là như vậy thì chả khác nào kêu những huyện khác đi hóng gió Tây Bắc sao. Nhân dân Ma Xuyên chúng tôi trông ngóng việc sửa đường đến mòn cả mắt, cả năm nay và năm sau còn không phải lột bỏ mũ quan toàn tỉnh, không có đường thì lột cái gì, đâu phải dễ như lột quần áo đâu. Ôi, đây cũng là chuyện bó tay, chẳng lấy tiền quốc lộ La Thủy cho Ma Xuyên các ông, vậy Ma Xuyên các ông có thể có GDP giống với thị xã La Châu không, vượt qua toàn bộ địa khu cộng lại, cũng chính là với tốc độ tăng trưởng cao hơn mười mấy phần trăm sao. Cục thống kê địa khu có vị đồng chí cao cấp nói. Một khi quốc lộ La Thủy hoàn thành,
phỏng chừng GDP ở đó sẽ tăng trưởng mạnh, có thể đuổi kịp và vượt qua 40 thị xã cấp huyện trong toàn tỉnh. Đừng xem chỉ là một trong 40 thị xã cấp huyện, đó cũng là một niềm tự hào của nước Bình chúng ta. Tài chính và thuế vụ thu vào của một thị xã La Châu nhiều gấp 10 lần so với Ma Xuyên các ông. Việc này rõ ràng ở trước mắt, lãnh đạo dù có yêu thương hay thông cảm Ma Xuyên các ông đi nữa cũng không thể đem tiền đưa xuống Ma Xuyên, hơn nữa, đến bọt cũng không làm ra được. Tiếp tục giúp các ông, chỉ bằng đưa cho thị xã La Châu, tiền đến nhanh, kinh tế tăng tốc nhanh, hơn nữa, mặt mũi công trình cũng bắt mắt hơn người. Cho nên, lão Chu, cứ giữ yên hiện trạng, tự lực cánh sinh, có thể sửa bao nhiêu thì sửa bấy nhiêu đi. Ngày hôm qua Bí Thư Trang không phải đã phá lệ khai ân, cho huyện Ma Xuyên các ông 300.000 tệ thuốc nổ. Số tiền đó, là từ bí thư quỹ của Bí Thư Trang người ta riêng biệt lấy ra đó, không dễ đâu. Phỏng chừng huyện Ma Xuyên các ông là huyện đầu tiên khiến Bí Thư Trang bỏ tiền ra, hãy mãn nguyện đi. Phó Chủ tịch địa khu cha đầu lưỡi kia đúng là biết ăn nói, dùng lưỡi làm hoa sen nở để hình dung cũng không đủ, thiếu chút nữa khiến Chu Phú Đức á khẩu không trả lời được, vẻ mặt chua xót. Thằng nhãi này mắt vừa chuyển, tính toán lại, vẻ mặt khó xử nói. Phó Chủ tịch địa khu cha, ông cũng biết đấy, khoản tiền thuốc nổ 300.000 là do Bí Thư Trang nể mặt Chủ tịch huyện Diệp mà cho, tôi nào có bản lĩnh kia có thể khiến Bí Thư Trang rút tiền từ bí thư quỹ để mua thuốc nổ. Cho nên, ha ha, ý của Chu Phú Đức cha kế cương đương nhiên đã hiểu, trong lòng mắng, thằng khốn này, đi hết một vòng cũng xoay lại đòi ra điều kiện. Không phải là đang muốn nói thằng nhóc kia được Bí Thư Trang rất coi trọng, Chu Phú Đức tôi không thể trêu vào, ông bảo tôi biện hộ làm tôi rất khó xử, đồ con rùa, còn không phải muốn ông đây tự móc tiền túi ra sao. Tuy nhiên, Tiểu Quách từ huyện Hồng Sa Châu đã sớm chào hỏi, hơn nữa. Được rồi, lão Chu, đừng vòng vo nữa. Ông nói ra trước xem, dù có thế nào tôi cũng không trách ông. Phó Chủ tịch địa khu cha, chuyện lần này chỉ sợ thật sự là có chút phiền toái. Phỏng chừng hoành lễ không thể tiếp tục ở xã Kim Đào. Tôi cũng khó xử, dù sao anh ta, Diệp Phàm cũng là chủ tịch một huyện, hoành lễ trong chuyện lần này có phần hơi quá. Chu Phú Đức người này đúng là người có tư tưởng bao che khuyết điểm. Diệp Phàm ở Ma Xuyên, tự nhiên cùng mình là đồng minh, đương nhiên. Đây là đối với phạm vi trong phương diện lớn. Vậy xin hỏi, lão Chu thấy có chỗ nào tốt không? Phó Chủ tịch địa khu cha thuận theo gậy tre mà bò lên, tất nhiên là muốn để Chu Phú Đức đem em họ Phan mặt dỗ chuyển đến chỗ khác, có thể sắp xếp đến được chỗ tốt thì càng tốt đẹp. Chủ tịch địa khu cha, ông biết đó, Ma Xuyên chúng tôi còn có chỗ tốt sao? Đơn giản hơn, ông chỉ cần trực tiếp ở cơ quan cục thành phố sắp xếp cho hành lễ một vị trí không phải càng tốt sao? Hơn nữa thì hoành lễ ở cục địa khu thì mạnh hơn nhiều sao với ở Ma Xuyên đúng không? Chu Phú Đức rõ ràng đem cái bao cát Phan Hoành Lễ vứt cho cha kế cương, dù sao Phan Hoành Lễ người này nếu tiếp tục ở lại Ma Xuyên khẳng định là tai họa. Thằng quỷ này nếu cứ 2-3 ngày lại đi kiếm chuyện với Diệp Phàm vậy càng làm phiền người khác. Hơn nữa, theo tận xương mà nói, Chu Phú Đức cũng khá chán ghét người này, cái vụ cây đào kia nếu không phải y chạy cho tùm lum, miễn cưỡng bắt ép chồng, cũng sẽ không lòi ra cái sọt lớn như vậy trong huyện. Hừ, muốn quét hoành lễ ra khỏi cửa hừ. Đồ chó Nhật Chu Phú Đức, uổng công ông đây trước kia còn giúp Ma Xuyên các ông đem về khoản tiền lớn, năm nay vừa nghe nói không có tiền lập tức trở mặt còn nhanh hơn cởi quần phụ nữ. Ý gì đây hừ, cha chủ tịch địa khu thiếu chút nữa giận điên lên, hắng giọng cười nói. Được đó, trong cục cũng không phải không có vị trí trống, hoành lễ cũng nên đổi chỗ rồi. Nếu đã như vậy, bên chuyện phòng công an ông đánh tiếng một cái, cũng nên để hoành lễ còn mặt mũi để ra đi chứ phải không? Vậy chuyện đường lộ, thật sự không thể chi một ít sao? Chu Phú Đức cố gắng một lần cuối cùng,